đang quay. Đây, bữa nay thứ bảy ngày 20. Thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023. Năm con mèo kêu wow wow. Mèo kêu bá tánh lao sao. Khắp trong trần hạ nhiều lời gian lao. Nhiều lời gian lao phải không? Bữa nay chục thì theo chục. Đồng minh theo đồng minh. Bữa nay tập Trấn Bình hội nghị mấy cái thằng mà lựa mấy thằng dởm mà nhí nhí á, năm thằng hợp lại. Rồi bên kia thì chi xế bên Nhật nữa không, bên chỗ Hiroshima đang Nhật phải không, tao cắm xanh xanh kỳ này thêm trận nữa là hột son. Tại nước Nga trời ưu đãi cho nó mà nó không biết. Thế mà giống như mình nó coi đứa con nào nhà giàu được con cưng á, cái nó spoil. Nga nè, có mỏ hột son ha, có mỏ vàng quá không, có dầu quả ha, có vũ khí nữa ha, đất thì rộng nhất thế giới. Vậy mà hôm nay á, sẽ thành tan tành mây khói mai mốt á, trên bản đồ thế giới nhiều khi xóa sổ luôn á. Còn nước Việt xém chút xíu xóa sổ, xém chút xíu bị Trung Cộng xóa sổ. Nhưng mà cũng may, may có người cầm ba cái nhang khánh hôm nay không bị xóa sổ. Cũng hay thiệt. Nên ba cây nhang giống như ba cái bom nguyên tử, mạnh hơn nhiều. Cũng tùy theo người khánh. Bữa nay nói tiếp tục ngày hôm qua trời buổi chiều lạnh quá, cái clip 229 nữ tử này quay buổi chiều không có nắng cũng không có ấm nữa, cũng không có đủ giờ nữa. Bữa nay nói sơ sơ, ngày hôm qua mình nói đến cái đoạn giống gì ta, đoạn nhân loại á, tất cả nhân loại phải sợ ba thứ này. Thứ nhất là sợ lời của thánh nhân. Còn ngược lại bây giờ không có ai sợ lời thánh nhân hết. Mà là cái thứ hai là sợ số mệnh của mình. Mình số tốt hay là số xấu. Cái chân mệnh của mình á, đầu thai là kiếp này á, thì cũng phải sợ là hai cái đó. Thứ ba là sợ mấy quan chức quyền đại nhân, nhất là sợ lực rừng như kiểu Việt Nam á, tới nửa đêm gõ cửa đâu. Thì ba thứ là phải sợ. Cái này nói tiếp cái clip ngày hôm qua. Sợ. Mà cái đầu tiên á, là sợ thánh nhân. Lời của thánh nhân nói chẳng ai sợ thời nay hết. Nói hoài cũng chẳng ai sợ. Thế nào ngã địch ra ngày mai ngã cái địch chết chết. Nói đâu chúng đó. Năm năm nay cha mẹ kêu con nói để cho họ chuẩn bị, để họ quay đầu. Chứ bây giờ mai mốt mà hội Long Hoa Đức Thầy xuất hiện á, nước Việt chết 70%, 100 triệu người chết 70 triệu người, còn 30 triệu người. 30 triệu người á, toàn là sáng xỉn chiều cà phê mà mấy đứa nhỏ nhỏ đó thì nó sẽ sống. Rồi uống ba cái bia một đồng của Ruby gì á, thằng Đàm Lĩnh Hưng nó quảng cáo á, của Trung Cộng á, quẹo hết trơn, là làm sao mà thành nước Việt thành cường quốc được. Cho nên mình phải nói năm năm nay để cho ta tỉnh, để mà quay đầu. Vậy mà cũng chẳng ai sợ xuyên tạc mình á. Nó ông này sống ảo. Cả trăm triệu tụi mày mới là sống ảo. Nguyên cái đảng cộng sản mới là đang sống ảo. Còn mình mới là thiệt á. Mà chẳng lẽ phải qua thử nghiệm mới chịu tin. Thì thôi mày chết đi mày biết tao là ai. Còn sống sao biết. Bởi vậy mới nói là chúng sanh nó vô minh cực kỳ. Mình thì không có muốn 10 chết 7 còn 3. Mình chỉ muốn chết 3 thôi. Bữa giờ Covid cũng mới rồi, sắp sửa trận kế tiếp. Trận đói. Sau khi nước Việt Nam kiệt quệ mọi thứ, kinh tế, rồi công ăn việc làm, thành phố ma. Tại vì sao thành phố ma? Tại vì mang tên của ma thì thành phố ma. Không, bây giờ ở Sài Gòn nhà bán rẻ bèo luôn á.
Bây giờ mình không còn gọi là thành phố Hồ Chí Minh nữa, mình gọi là thành phố ma. Hay mình đã kêu á là mấy vị trên á là kêu nước Việt mà con cháu mà muốn ngóc đầu được á, con cháu là cả những con ông cháu cha mà nó qua Mỹ nó cũng là chim hiền nha, cũng là người tốt nha, sẽ về lãnh đạo là quốc gia. Chứ không phải mình nói là con cũng MHO không đâu, tất cả sau này là không có HO cũng không có cộng sản, tức là một Việt Nam, tức là một Việt Nam thì là phải thiêu cái xác đó. Thì những đứa nhỏ mà nó đi du học á sau 75 hay là đẻ ở đây, con của Mỹ Ngụy, con của Ba Que cũng là một phe đó, chung hết. Mà nói cái này có mấy ông ở Mỹ chửi, nó trụ của hồi đó nó đâu có cho con tôi đi học mà sao bây giờ lại mở rộng á. Nước nghiệp nó có cái nghiệp, xả nghiệp xong thôi, không có hận thù nữa. Thì cho nên con có Ba Que, con có Mỹ Ngụy, hay là con có đảng cộng sản trung thành với Bác Hồ gì đó, cũng là một nước Việt trong tương lai. Phải thiêu xác Bác Hồ thì mới cho cái lớp trẻ nó có cơ hội. Không thiêu xác Hồ Chí Minh là cái nước Việt sẽ mãi mãi sẽ là nô lệ của thế giới, không ai coi trọng mình hết, chỉ có đi sanh giùm thôi, rồi sau đó đẻ ăn đóng con lai Đài Loan, đẻ ăn đóng con lai Trung Cộng ha, giờ đi qua bên bên Trung Cộng đẻ giùm nữa, tại bệnh thiếu phụ nữ, rồi nó đem về một đống lai. Lúc đó nó bầu cử, nó lựa ai họ tập, cái nó bầu cái nữa thôi, nước Việt mình sẽ có Tập Cận Bình con làm tổng bí thư sao ta. Lúc đó phiền lắm. Đó là trở lại lời của ba thứ. Sợ nhất là của thánh nhân, chẳng ai sợ. Thứ hai là phải nên sợ cái số mệnh của mình. Và cái số của mình nó kiểu nào đi nữa, nghèo thì nghèo, nhưng mà cái số mệnh có thể thay đổi được. Đó là mình tu tập, mình biết cái số mệnh mình xấu, mình tu tập, mình thay đổi thì mình trở thành, mình thay đổi được cái số mệnh. Còn lời thánh nhân không ai thay đổi được, thì cái đó mình phải đáng sợ. Số 1, tại trên nói sao là làm vậy. Cơ vận đi hàng nghìn năm nó cũng như cùng phim vậy đó. Kiệt là được coi phim trước thì Kiệt nói. Còn nhà quý vị 8 tỷ người chưa được coi phim thì gán mà nghe, nó sẽ xảy ra thiệt hết. Tới ngày hôm nay 5 năm gì cũng trúng hết. Cho nên cái số 2 có thể thay đổi được nha, số mệnh của mình. Giống như kiểu ông Liễu Phàm Tứ Quấn á, ông thay đổi được á. Cái thứ 3 là sợ đại nhân. Đại nhân là giống như sợ Bác Trọng, sợ Bác Chính, sợ Bác Tô Lâm đồ á, gõ cửa rồi cái đốt củi đốt lò, ai có tiền á là sợ. Hiện giờ là người giàu là khổ nhất ở Việt Nam, đúng không? Là sợ đại nhân, cho nên giả bộ nghèo đúng không, còn nhiêu tiền chôn gốc cây không, trời sống kiểu đó đi rồi sống. Sau này cứ đóng thuế cá nhân đi cho người ta xài thoải mái, chạy 10 chiếc Rolls Royce cũng được, ngày chạy 1 chiếc cũng được. Chứ còn hơn là để chờ già rồi tiền sao xài, tiền nó xài theo cái tuổi. Ví dụ như cỡ cường đô la tuổi trẻ rồi cầm chiếc xe 1 triệu đô rồi lái coi nó mới ngầu. Giờ cỡ ông già như cỡ này 80-90 tuổi lái ai coi. Mà cứ lo sợ Bác Tô Lâm với Bác Trọng hoài thì làm sao mà xài tiền. Thì mình quên đi ha. Thì cho nên sợ đại nhân thì cũng nên sợ, nhưng mà nó cũng không phải đáng sợ. Là tự vì những đại nhân này cũng sẽ trả cái nghiệp của đại nhân. Đại nhân hôm nay á ăn trồng cái nào thì ăn cái đó, bắt người thì múc người bắt lại, đốt củi thì múc người ta sẽ đốt mình lại thành than. Chuyện nhân quả mà, cái đó mình không phải lo, trên tính mấy cái đó rồi. Thì hai cái sau không đáng sợ mà lại sợ. Cái đầu tiên á thật sự phải đáng sợ mà người ta lại không sợ. Sợ để làm chi? Sợ để quay đầu, để mà giữ cái thần hồn, giữ cái xác. Biết được cơ vận, mình biết được thời cuộc nó sẽ biến chuyển như thế nào. Tại vì cái trí tuệ con người không có nào tính cũng không bằng ông trời tính. Khi mình biết được thời cuộc thì mình vận dụng thời cuộc để mình làm cơ đồ,
tương lai cho bản thân của mình khỏi bị đốt củi đốt lò, cho con cháu mình nó có tương lai sáng hơn, nó không còn ngu muội như bây giờ bị nhồi sọ giống như đám zombie bệnh, tối ngày cứ giống như đám mấy cái mà tăng ni cái clip kia rồi á. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm đi tu rồi, loại đi tu đi ca. Hồ Chí Minh muôn năm ông đang địa ngục mà càng ca chừng nào ở dưới ông càng đau đớn chừng đó, đó rồi vô minh á. Ở đây có vườn hoa đẹp, chịu nắng một chút nhưng mà lên hình thì đâu có thấy nóng đâu, có cái nón cũng ok. Đây, thứ bảy lên đây rảnh rảnh ngồi nói chuyện làm ra cái clip luôn, hỏi về nhà khỏi làm. Còn bữa nào ở đây trời mưa trời lạnh rồi thì làm cái clip ở trên nhà mình nói chuyện vu vơ mình vậy đó, vài ba tiếng nhiều khi nói cái đó còn hay hơn nói kiểu này. Nói kiểu này quý vị đi lung tung còn nít thì khóc, rồi đi làm tùm lum hết, nó làm mình không có tập trung nhiều quá không, nhưng mà cũng được, cũng có cao đồ rồi cãi qua cãi lại với mình cũng vui nè. Có đại tử tươi rồi cãi qua cãi lại cũng vui, cứ việc cãi hồi thời xưa thì khác thời nay là đại tử có quyền cãi với thầy láng hết, thầy nói sai là cãi tại chỗ luôn, thầy nhất định là không cắt một cái chút nào trên clip hết, có nhiều là để nguyên si bỏ lên mạng luôn, vậy mới chịu chơi phải không, chứ làm thiệt đâu sợ lửa. Mục đích của mình không phải là ngã mạng, mục đích của mình ở đây Thiên Long Sơn, Thiên Tướng Kiệt và Thiên Tâm, đạo Thiên Tâm không phải là ngã mạng, đó là một cái cơ trời, một chiếc thuyền bát nhã của một cái thời đại tận thế, của một cái thời cuộc gọi là bỉ cực sẽ đi đến Thái Lai của Hạ Quân qua Thượng Quân, Phật Thánh Tiên Hạ Phàm nước Việt. Thì mục đích cha mẹ cho Kiệt tái sanh mang thân người, người Việt, vì người nước Việt sau này sẽ là lãnh đầu thế giới về tôn giáo. Một cái nước nhỏ bé, nhưng mà sau này về tâm linh và hiền từ nhất thế giới, thì sẽ được mọi quốc gia trên khắp năm châu sẽ kính nể và sẽ support. Rồi những thế hệ con cháu của mình nó không còn bị ô nhục như những thời nay. Cho nên Kiệt hạ phàm vô nước Việt. Nhưng mà ngay cái lúc này á, thì lại bị chính người bản của mình cùng tiếng nói với mình, vùi dập mình, sỉ nhục mình, chửi rủa mình tối ngày. Nhưng mà Kiệt nhẫn nại 5 năm nay, cha mẹ lúc nào cũng khuyên sau lưng mấy chư thiên với mấy Phật, nói con hãy nhận lại với Đức Thầy là sư phụ thường xuyên dạy dỗ. Về họ không biết, không biết không có hẳn là không có tội nha, đó là tự mình làm mất đi cái phước của mình. Mục đích của Kiệt chỉ là cái lạ, kênh Ngôi Tiếng Việt Official là cái lạ, cho nhân loại biết có cái lạ. Cái lạ để làm chi? Mình nói giả sử 4-5 năm trước, thời mà Kiệt lên, Kiệt báo động Covid, Kiệt báo động rồi bao nhiêu chuyện mà Kiệt làm á, là để cho họ biết có một người lạ, để họ biết thức tỉnh là có thần linh trên đầu mình bà tắc, có Thượng Đế đang tính sổ cái trái đất này. Rồi họ cũng vẫn lơ, không tin. Thì qua tới vụ ông Trump hôm nay ông trở lại quyền lực, cũng không tin. Rồi bây giờ qua tới thằng Nga mà hồi nãy mình nói là giàu có nhất thế giới mà hôm nay sắp một cái đất quốc gia sắp điêu tàn á. Quý vị nói bảo đảm quýnh hoài không thắng, ba cây nhang đã đốt lên rồi cháy hết, bữa hổm mấy vị chứng rồi làm sao thắng. Mấy ông mà có cánh đứng ngay sân ngay đây nè, bữa mình cúng á, cái đợt là năm ngoái, mấy ông thổi một cái là bảo tiết 40 cây số xe tăng ra sao thắng. Thế mà nghe mà gần bắt đầu dùng dương võ rồi lên á, là trên bắt đầu ra chiêu rồi, lúc nào cũng bị trên kèm chế thì làm sao thắng. Bởi vậy nói cứ đánh đi, nó chết thì chết, sống thì sống, để cho nó tàn hết, cho nó yếu xuống. Rồi đến lúc mà hiện bây giờ là thằng Nga đang yếu. Rồi thêm cái thằng Trung Cộng á, mỗi một ngày mà bị cấm vận kinh tế rồi bị gào hết, rồi cờ tàn mà lại tính đường nảy xe, bữa nay họp với năm cái nước mà ở bên Trung Á vậy đó, là mấy nước dởm đâu có đáng gì.
để chọc tức người ta, để cho Mỹ nó mau đánh cho lẹ. Tại Mỹ nó không muốn đánh nó, tại vì nó đang nghĩ là mấy ông mày là dân homeless, dân không có cái gì để mà sợ mất hết, giống như chén đũa cái gì, chén kiểu với miệng dùi vậy đó, để cho mày tự đói tự chết, rồi cho hai thằng cùng gần chết le lưỡi. Rồi lúc đó tao tới tao dùng cái chổi tao quét một cái là hai thằng mày xong, nó đâu cần phải đánh. Đó là cái chiêu mà thế giới đang đi, chục kia chọi với đồng minh là vậy, còn chục á là những cái thằng vô minh nó không biết, cứ theo chục. Mà bữa nay nước Việt mình á xe chỉ làm sao á, mấy bác đến đường cùng á, cho nên Việt Nam bắt đầu đi theo đồng minh đúng không, theo mà đồng minh cũng đâu có chịu chấp nhận liền đâu. Được, để tao bớt được thằng rảnh tay á, thì khi tao đánh Trung Cộng á, mày đừng có cho nó mượn mượn Sài Gòn hay mượn Hà Nội để mà nó đem mấy cái dàn hỏa tiễn mà lưu động á bắn ra ngoài biển là được rồi. Tại tao nó mà bắn qua, tao bắn vô là mày sập nhà lầu gán chịu à. Nó mới có cái bài ca gọi là thua biển đảo đập sập Bắc Hà Đế Kinh á. Khi Trung Cộng nó thua biển đảo nó vẫn đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Với hồi xưa năm tháng năm mấy clip cũ mà Kiệt có lên nói, kêu Việt Nam đi kiếm mấy cây tre, mấy cây trúc cầm sẵn. Tại lúc đó Trung Cộng nó lo nó không xong, mấy vị nói. Rồi mình tiến hành ra mình đuổi mấy thằng dịch đi thôi. Hey, đi vô, trả là Hoàng Sa lại, dẹp hết, trả Trường Sa lại. Không có phải là bữa hổm nó tuyên bố là Hoàng Sa là Nam Sa phải không? Không phải, ngày mốt mình đặt tên lại. Mình đặt Hoàng Sa lại là Nguyễn Phú Trọng, đảo Nguyễn Phú Trọng. Còn đảo Trường Sa mình đặt lại là đảo Bác Phạm Minh Chính, Bác Nguyễn Tấn Dũng. À, tại ông Trọng với ông Dũng, ông Bác Trọng ra ngoài Bắc phải không? Bác Dũng miền Nam. Thì mình đặt lại cho hai ông, bắt đầu lúc đó thuận hòa lại đúng không? Giờ mỗi ông ra lấy đảo lại đi. Tuổi này tôi khấn rồi, hai ông chỉ cầm hai cây trúc ra đùa dịch về thôi. Thì lúc đó là đảo Nguyễn Tấn Dũng là Hoàng Sa, Trường Sa. Đảo Hoàng Sa là thành đảo Nguyễn Phú Trọng. Cái đuổi tàu về hết, có phải là Nam Bắc thuận hòa không? Thì có phải là đời nhà Trần lặp lại không? Đời nhà Trần có nghĩa là mình quên thù nhà mà lo dựng nước. Đó là thời ngày Trần đạo á. Thì tất cả quốc gia đó lúc đó sẽ gọi là tự do bầu cử. Sáu triệu chim hiền về, du học sinh, con của bác Lê Dũng, con của bác Phạm Nhân Đồng hay là con của bác gì mà ấy đó qua Mỹ, nó mà có tài nó có quyền ứng cử lại. Còn con của bác Nguyễn Nhân Thiệu, con của bác Nguyễn Cao Kỳ đó có tài về cứ quyền ứng cử lại, giống như Nguyễn Cao Kỳ Duyên á, có tài ăn nói á, về ứng cử làm sứ ngôn viên thế cái bà Hằng Hằng gì á, Nguyễn Hằng gì á, mặt méo méo á, là ngon luôn á, à, có quyền ứng cử. Cái ta đâu phải đâu, phải là đảng viên, phải là con cháu, quên mấy vụ đó xưa rồi. Cái đó sau này sẽ thành xưa. Lời của Kiệt nói giỡn giỡn mà thiệt đó quý vị, không phải giỡn đâu, này nói thiệt luôn á. Thì lúc đó cái nhiệm vụ của Kiệt xuống trần là chuyện lạ, hồi nãy mình nói là bà đầu ba tấc là có thần linh. Rồi bây giờ mình nói là số mệnh của Kiệt là cái mối hàng. Mối hàng là hai bên mình phải hàng cho dính lại. Hàng miền Bắc, hàng miền Nam, hàng hải ngoại, hàng quốc nội. Gặt đầu ở này, HO gặt đầu là chịu mình. Chứ hồi xưa chửi Dân Cộng dữ lắm, bây giờ bớt chửi. Nhờ mình lên nói riết mấy ông HO giờ bớt chửi. Nhất là cái ông tóc bạc là ông già vợ ở đây, ông là đại tá cảnh sát. Trời ơi, xưa ổng là ở trong sĩ quan Đà Lạt ra, không có cái hội đoàn nào mà ổng không ra cầm cờ ổng chửi Dân Cộng. Ở ngoài Dynasty rồi mấy cái hội đoàn là không có nào thiếu. À, đại tử này nữa nè. Bây giờ mà nói chửi làm gì? Càng chửi á, là những cái cột trụ á, Việt Nam á, nó càng ghét mình. Tại vì làm gì làm, bệnh số lượng vẫn đông, vẫn là của trẻ 18-45 á, là giữ nước tương lai. Cái thế gian này nó phù du 100 năm trả là cái gì hết. Mình mới đây á, mình nhìn lại đi. Có những lúc ngồi rảnh rảnh ngồi thiền,
cái trên trời mới nói cho Kiệt biết. Tôi theo hộ Ngài từ lúc Ngài mới sanh, mới chớp mắt, mà 14 tuổi Ngài qua Mỹ, hôm nay Ngài thành ra gần 50 mấy tuổi. Hồi xưa thì lăng tăng ở ngoài đường đi kiếm từng buổi ăn, còn hôm nay rất là ý là mấy vị nói là lo lắng cái sự mà cực khổ á. Rồi hôm nay Ngài cũng cực khổ lo lắng từng ngày cho đất đất Việt, công đức vô lượng. Ở đời có người làm, nếu mình là một người bi trí dũng, mình lo bi trí dũng nhỏ lo cho gia đình, thì khi mình chết mình trở tái sanh lại thành củ quyền, thành người trở lại. Nếu mình trong lúc mình đang làm người, mình làm một quan chức mà mình biết lo cho dân, khi mình chết sinh ra tướng tử ra thần, mình làm thần. Giống như clip cũ mình nói ông Thiệu, bây giờ ổng đang là ông thần ở Phan Rang á, còn bác Mùi Gió Văn Giáp á là hiện giờ đang là ông thần vậy chỗ tỉnh ổng. Bên kia không có cộng sản quốc gia nha, thượng đế hả, thằng nào mà yêu nước là ta cho làm thần à, thằng nào bán nước là cho làm quỷ. Đó là cái luật vậy. Còn nếu mà mình đang sống làm thân người mà mình lo việc lớn hơn, đó là tâm Bồ Tát. Còn ai muốn học làm thần, làm Bồ Tát rất đơn giản. Còn ngày hôm qua thì có nói những đứa con ma con quỷ tâm lúc nào cũng sân hận ganh tị và sân si, khi chết đọa địa ngục làm súc sanh ngay lập tức. Khi cái tâm mình khởi hoan hỷ, mình khởi những cái thiện lành, khi mình chết mình sẽ trở về cõi trời. Khi cái tâm mình khởi mà đố kỵ sân si người này người nọ đó, là mình chỉ có đi địa ngục thôi. Hôm qua mấy công thức người ta nói đó. Với lại ở đời á, nó có ba thứ trong xã hội. Thứ nhất, những cái người mà nhẫn nại á, là đa số họ sẽ giàu có và họ được nhiều người dòng họ và bạn bè kính nể. Nhưng mà họ chỉ được chỉ nhẫn thôi thì họ đạt được những cái đó ở thế gian. Chỉ nhẫn sẽ thành công rất là lớn, trên triệu người. Nhưng mà nếu mà người mà có chữ nhẫn, trên chữ nhẫn nữa, rồi khi họ thành công giàu có, họ đi làm những chuyện tốt thì rất là nhiều người quý trọng. Làm những cái chuyện thiện lành, xây chùa lập miếu rồi thí dụ này nọ, thì gọi là quý nhân, gặp ai cũng giúp đỡ. Thì ở một cái level đó, xã hội sẽ trân trọng người đó cao hơn một nấc, gọi là quý nhân. Nhưng mà trên quý nhân nó còn một cái bậc cao siêu hơn nữa, đó là những người sống ở thế gian mà không màng tới thế gian. Đó là giác ngộ. Khi mình biết cái thế gian này vô thường, mình không còn cái gì gọi là chấp hết. Dĩ nhiên là mình phải biết ăn để no, dĩ nhiên là mình phải đi làm để mình có tiền, rồi mình làm đúng cái bổn phận. Nhưng mà trên nữa là mình ngộ, có nghĩa là không, đâu có người, đâu phải ai giàu là ngưng đâu. Họ giàu họ có 1 triệu thì họ muốn đầu tư thành 10 triệu không à. Có nhiều người nói đủ tức là đủ, mà con số đủ là bao nhiêu mình đủ. Chuyện này ngày xưa lúc mà còn nghèo khổ mà sống lang bạc ở vỉa hè đó, chỉ mơ ước trong nhà băng chỉ có 1.000 đô thôi là con mừng rồi. Nhiều lúc bỏ cái ATM vô vô máy mà rút á, nó dưới 20 đô, nó có 10 mấy đồng, nó không cho rút. Tại cái tờ nhỏ nhất là tờ 20, mà nhiều lúc đó bụng rút, trời ơi, nó có 10 mấy đồng mà làm sao ăn, mà vô nhà băng sao lấy được. Nó có khổ cái đó nữa. Chỉ mơ ước mình có 1.000 đô trong băng thôi. Nhưng mà cái mơ ước đó bây giờ đã vượt xa. Thì từ đó mình mới biết được cái thế gian này nó vô thường. Cho nên từ ngày mà thời chưa hội đồng chư Phật với cha mẹ là tài tiền á,
Nếu mà con còn ham tiền, con sẽ hủy xác ngay lập tức, con chết. Có nhiều người Phật tử ngay lúc đó chứng minh cả mấy trăm người, con đóng mấy ông hòa thượng ngay chỗ này. Ông nói anh thề độc vậy mà anh không nhìn lại đi, anh đang là chủ cái hãng, một năm anh làm mấy trăm triệu mà anh thề vậy. Cái đó là khác. Tiền này là những cái hợp đồng tự nhiên, không có rủ nào đen tối nha, không có lộ nào nghe. Mình không có phải làm hại một người, làm đau lòng một người hay dẫm chân cái business của ai để mình lấy cái tiền đó. Thì là mình không có ham tiền, nhưng mà mình cần tiền để mình trồng bông mà tưới nước, phải không? Mấy cái này một ngày á, cái sân này tưới 2.000 gallon nước á. Cái sân này nè, nó mới có cái cảnh đẹp như vậy nè, đâu phải bình thường đâu. Cái gì nó cũng tốn tiền hết á. Thì mình lấy cái đó để mình làm cho cộng đồng mình có cái nơi này. Ai về Bắc Cali cũng có một chỗ để mà hóng gió. Tài là mình đã qua cái đó. Danh, chuyện này không có ham danh. Hồi lúc bắt đầu mới ra cái clip đầu, bị mấy nhân viên, những người bà con ở dòng họ chửi. Nói mày giàu quá, mày rảnh rỗi ha, mày điên rồi ha, ngồi thiền nhiều quá, tẩu quả nhập ma, lên nói mấy chuyện tầm bậy tầm bạ không. Tại khác chửi nặng lắm, mình không dám nói đây, sợ tao bắt chước. Hiểu rồi á. Là coi như là quá ham danh. Rồi mấy bạn Mỹ của mình toàn là Elon Musk, hồi xưa mình làm đồ nó nè. Rồi mấy anh CEO của dòng dòng đây là hãng nào mình cũng quen hết, mấy anh chủ không à. Mày điên quá hả? Từng nào thứ sáu tao rủ mày đi ăn tối rồi steak đồ rượu đỏ rồi mày không chịu đi, mày sợ tốn tiền tao hả? Đó. Lúc đó tao ăn chay trường, tao không có ăn steak được. Mà nó chửi. Là danh là mình không ham danh rồi. Đó là mình mất bạn bè làm ăn, trời ơi dòng họ chửi. Anh em ruột mình cũng chửi mình nữa. Thằng em nó quýnh mình á, trời ơi. Mấy học chuỗi đang niệm Phật nó quýnh, học chuỗi lăn ở trên ở sàn luôn á. Nhiều khổ lắm. Là hai cái đó không có nha. Tài, danh, sắc, không có ghệ gì hết á. Đó, sư mẫu nhà là đủ rồi. Là không có ham. À, du thiền là mình mua lâu rồi. Mua năm 1994 là bắt đầu chơi tàu rồi. Đó, những cái ngày mà 16 tháng 3 những cái đó, sau ngày đó là không có mua, không có xài tiền. Sắt là luôn mấy cái đồng hồ sen rồi á, không có mua. Những cái gì có mà bây giờ xài là trước cái ngày đó. Rồi danh sắc thật, thật là ăn. Hỏi mấy đệ tử đây đi, cho ăn gì ăn đó. Ở nhà cũng vậy, ăn cái nào một món hai món thôi, mà bữa nào ở nhà mà dọn ba món lên là không ăn, không có, miễn nó no là được. À, danh sắc thực thì là ngủ. Ngủ mình đâu có ngủ nhiều, 4-5 giờ sáng ngồi thức dậy, ngồi thiền đọc kinh đâu rồi. Trên năm thứ đó mình làm được. Ngược lại thời nay nhớ ông thầy mặc áo vàng, chữ danh với chữ sắc thôi, chữ tài khỏi nói rồi. Mấy ông đi show nhiều chừng nào á thì gây quỷ nhiều chừng đó. Rồi vậy á, có nhiều Phật tử lên comment anh lập cái đạo Thiên Tâm hay tôi là người truyền tin cho cha, đạo Thiên Tâm nó có trên trời sẵn rồi. Tôi xuống đây tôi chỉ nhắc nhở là ngày xưa ông bà mình á, cũng ra khấn ông trời, thì hôm nay cũng trở về với ông trời, đừng có theo ma theo quỷ mà nó phá đạo nữa. Mình chỉ nhắc nhở lại thôi. Chứ cái đạo này là đạo trời là đã có từ lâu nghìn năm về xưa rồi. Cái này anh đúng ra phải giảng kinh Lăng Nghiêm Pháp Hoa, tôi chưa có cơ hội đi tu ngày nào. Và đồng thời mấy cái đó là cách triệu mấy ông thầy giảng không xong, để mà làm hư một cái dân tộc. Cần gì tới tôi phải giảng thêm nữa, để dư thêm một người nó 1.001.000 à. Dư rồi. Nhưng cuộc đời của tôi là một cuốn kinh đó. Từ lúc qua Mỹ là ngủ ngoài vỉa hè tới ngày hôm nay, sống buông hết tất cả tham sân si. Đó là khi vô đường đạo phải diệt ba cái đó. Việc này đã diệt được ba cái đó thì là cuộc đời này là một cuốn kinh sống. Thì quý vị cứ gán đọc đi.
gắng tìm hiểu, chứ đừng có mà vừa coi cái clip mới vừa ngày hôm qua ra cái là phàn vô chửi, ta không có hiểu gì hết là cứ chửi. Những chúng sanh tâm sân si như vậy dễ xuống địa ngục lắm. Cái gì đó mình á không biết á thì phải chiêm nghiệm. Năm loại mà kỳ với kiệt đó là cầm mã tấu chạy ngoài đường, loại thứ nhất. Loại thứ hai là những người kiến cận cứ nghĩ mình học giỏi, nhưng mà thật sự á nó dính nhiều với cái thế gian này, dính nhiều với vật chất, chừng nào thì càng không hiểu cái đường đi về trời từng đó là họ vô minh chừng đó. Vô minh tức là ngu á, vô minh nó nặng hơn là cái thằng ngu mà đi giết người bị ở tù chung thân nha. Tại vì vô minh này mà phạm thượng với thượng đế rồi không có biết đường tu á là đi xuống địa ngục là mất xác mất hồn. Còn cái thằng mà ngu á mà vô nhà băng nó cướp hay nó giết người hay tội này tội nọ đó là nó chỉ ở tù có mười mấy năm nó ra thôi, là coi như là nó ở tù ở thế gian rồi là xuống diêm vương không có hỏi tội nữa. Nhưng mà mấy thằng vô minh mà kiến cận á mà đụng một chút cứ ỷ vào cái sức học của mình á mà phạm thượng nhiều quá đó, cái đó là đà là mệt luôn. Mã tấu kiến cận chức quyền, những người giàu có sân trước sân sau. Những người giàu có họ nghĩ họ có tiền là họ đi mua thuốc hay mua thuốc giỏi, thuốc tốt hay thuốc bổ, hay là đi những cái nơi mà gọi là lo cho sức khỏe rồi đó. Họ nghĩ là có tiền sẽ mua được sức khỏe, đó là một điều rất là sai lầm. Có tiền không có mua được nguồn vui, có tiền không mua được sức khỏe, có tiền không có mua được hạnh phúc gia đình, có tiền không có thể nào, rất là khó nói chuyện với con cái. Mà lại không biết về tâm linh, không biết về bề trên, đó là một cái nghèo, rất là nghèo, rất là khổ. Còn những người sống bình dân chỉ cần làm tháng ba cọc ba đồng thôi, nhưng mà biết đạo, biết đọc kinh, biết ngồi thiền, người đó lại là giàu, giàu công đức, dọn đường để đi về. Mỗi một ngày giác một đống phước đức để đi về trời hưởng. Có cái người giàu á, mỗi ngày họ phải giống như không biết ngày mai bác trọng có gõ cửa nhà tôi không, rồi tối ngày cứ ra sân sau vườn coi gốc cây cái bữa nay tôi chôn có ai đào lên lấy vàng của tôi không, tối ngày cứ lo giữ cửa không à, tâm không có yên là nghèo. Sân trước sân sau, còn chức quyền á là biết rồi đó, bữa nay mình còn chức 4 năm sau mình mất chức, không biết hồi xưa mình gây thù với ai nhiều, hôm nay ta tới ta trả thù, rất là khổ. Rồi Phật tử, có loại Phật tử rất là khó độ. Phật tử nó cũng giống như tờ giấy trắng, nhưng mà bị thời nay, ngày xưa lúc mà Phật ngồi gốc cây ngồi thiền nhập định, bụng mọc bông sen, thì ma dương á nó tới nó hầm. Hôm nay tại nó hiện cái đẹp lên lum nó dụ, mà dụ được Phật cái nó hầm Phật, nó thời mạt pháp 2000 năm sau, ta sẽ cho con của tao, cháu của ta xuống mặc áo của nhà ngươi, đọc kinh của nhà ngươi, phá đạo của nhà ngươi. Cho nên bây giờ mình tại sao á mình lại thấy một đống tăng ni quá trời chùa mà lại dạy cho một cái dân tộc Việt Nam nhỏ xíu, có chút xíu à, đâu có nhiều người đâu, vậy mà dạy không được. Bây giờ tăng ni còn nhiều hơn là dân thường nữa. Rồi những cái gì kinh Phật dạy thì không chịu đọc, mà cứ bấm nút kinh Lăng Nghiêm á, mở máy bấm không mà nhiều lúc chùa không có đọc nữa. Còn mấy cái bài mà Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm á thì ca giỏi quá, còn vỗ tay cười hí hửng sư cô nào ở trong cái video á. Cho nên Phật tử cứ chạy theo đó là chấp. Tại vì mấy ông thầy nói ô Phật mẫu thượng đế là tiên đó mà, tiên thấp hơn Phật, đại phạm thượng. Khi mang thân phàm, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, tất cả các vị Phật mà đó đều là con của thượng đế. Thượng đế cũng đã là Phật, nhưng mà ở trên có phải cần có cái chức vụ, cái danh xưng. Mỗi một tầng trời có một thượng đế.
36 tầng trời, 36 thượng đế, cái này không có kinh nào nói. Trên nói cho Kiệt biết, Kiệt nói lại cho nhân loại biết. Nó cũng y cái hành chánh, mà cái điều hành của trên trời nó y như là dưới thế gian mình. Tờ giấy màu, tờ giấy trắng. Cha là cái tánh khôn của mình, mẹ là cái chân thần của mình. Ngoài cái thân này, mình có cái thân là như cái thân mà khi mình mất đi á, giống như ngày hôm qua đại tử Lệ kể là nó tặng cái chuỗi đen đó, cái vừa chết xong cái tay vẫn còn đeo á, thì cái đó mà gọi là hồn ma đó, là cái chân thần đó là của mẹ. Ở trên trời mình cũng có một cái chân thần nữa, thì hai cái đó của cha trời mẹ đất cho mình. Tất cả các vị Phật đều là con của thượng đế hết. Cho nên Phật Thích Ca lúc ngài mới sanh á, đi bảy bước một bể bông sen. Thiên thượng là cha ta, thiên hạ là chúng mình là đang ngồi đây nè, duy ngã độc tôn, trên thế gian này có một đạo thôi. Nghĩa là cha là thiên đạo, là cái thân cây, một cái nhánh cây là đạo Phật, một cái nhánh cây là đạo Công giáo, một cái nhánh cây là đạo Hồi, nhánh nhỏ 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 là mấy cái đạo nhỏ nhỏ. Hôm nay cái thân cây trở lại để mà trim những cái nhánh cây, để mà trong tương lai cái thế giới này chỉ còn có một đạo, đó là đạo Thiên Tâm, là ở khúc giữa, khúc ngay giữa là vì đạo Phật rất là khó tu, cái gì cũng buông bỏ hết, các ái ly thân. Còn bên Công giáo á, thì lại là không có tin có nghiệp quả thần hồn tái sanh, cứ nghĩ là chết là Chúa sẽ cứu. Rồi cứ một năm đi ngoại tình mấy chục lần, cái cuối năm cái đứng ngay cái bức màn, cái ông cha ổng cũng là ngoại tình luôn. Ổng cái bên kia cứ kể cho ổng nghe, ở trong này ổng cười chấm chấm, mày đâu khác gì tao đâu. Vậy là xóa tội à, không có chuyện đó nghe quý vị. Nghiệp nó khởi từ khi cái tư tưởng của mình, cái tâm của mình khởi ra. Cho nên đạo Thiên Tâm ra ngay giữa, thờ chỉ có Thượng Đế, nhưng mà phải học Phật. Vì năm 1990 á, là ở giải Nobel đã thưởng cho đạo Phật, là một cái đạo duy nhất ở thế gian này không có đổ máu, không có chiến tranh, không có hận thù, thì mới gọi là thời vàng kim. Phải dùng cái process, một cái công thức của Phật. Đạo Phật là một cái philosophy, một cái triết lý thôi, chứ còn Phật Thích Ca đâu phải là giáo chủ của đạo Phật. Ngài chỉ là thành Phật trước chúng ta, thành Phật sau. Nhưng cái này là có giáo chủ. Đạo Thiên Tâm, giáo chủ số 1 là Phật Di Lặc. Xuống thế gian, Kiệt là thiên tử, con trời, lập đạo, là truyền tin, cũng như Chúa Xu thời xưa. Đó là cái đạo. Vì cái hành chánh ở trên trời á, chỉ có con trời mới xuống lập đạo được. Người thường giàu cho có lỗi lạc tài ba, không ai dám lập đạo, dám bảo đảm. Nếu mà người hiểu về tâm linh phải nên nghiên cứu cái này. Lời mình nói là thật. Vì ngoài cõi vô hình mình còn có Thiên Long Bát Bộ, có hàng vạn chư thần, chư thiên trên trời gia hộ. Cái đạo mà ra mà không có một cái phép nhiệm màu hay một cái cõi vô hình gia hộ, cái đạo khó ra đời được. Ngoài kia chúng ta còn có thiên ma nữa. Thiên ma khó hơn là người thế gian không giữ. Đó là những cái căn bản mà những người trong đạo phải hiểu. Hồi 30 tháng 4, không có ai làm cái buổi lễ như là Thiên Long Sơn làm cái buổi lễ này. Đó là vì giàu cho những hòa thượng lỗi lạc nhất thế giới này chấp luôn á, không ai dám làm được cái đó. Mời hết tất cả các vị về núi này, hàng vạn hàng triệu gì, gì lớn không á, trong đó có cha và các tất cả các chư Phật. Cho nên ai họ thiên hôm nay nghe clip này phải hãnh diện. Kiệt cái trên trời là anh em của tất cả họ thiên. Họ thiên có Kiệt vẽ dấu tay, hay họ thiên mà quay về hướng Đông Bắc cũng là anh em với Kiệt. Khi Kiệt ra đi rồi khỏi thế gian này, nhân loại không có được thờ hình tượng của Kiệt, chỉ theo cha mà về. Có Tam Đại Tạng Kinh, có cha, có dấu hiệu. Và đạo Thiên Tâm sau này sẽ rất là lỗi lạc. Cái người mà dở nhất á, giữ được cái giới đầu tiên là nhân lễ nghĩa chí tín, cũng làm chức bí thư được rồi đó, tổng thống được rồi đó,
Còn mấy cái giới ăn chay rồi hỏi đi, gái cho ông có gái luôn á, nhưng mà chỉ được cái giới đầu tiên là nhân lễ nghĩa chí tín thôi, lại là đưa một quốc gia cường thịnh rồi. Huống hồ sau này đạo Thiên Tâm sẽ đào tạo ra tất cả các tầng lớp trong xã hội, sẽ một cái trường giống như trường West Point, trường Yale của Mỹ, Harvard vậy đó. Mình đang nói tới Phật tử là bốn loại ha. Loại thứ năm, loại cuối cùng, đó là con chiên, con ngoan của Chúa. Khó độ lắm. Tại vì sau khi Chúa Giêsu rời khỏi thế gian, chỉ có hai quyển kinh Tân Ước và Cựu Ước. Mà sau đó những cái quốc gia như La Mã và những cái bên kia đó, họ dùng cái đạo để mà họ thôn tính lãnh thổ. Kinh điển mà bị ông Pere mà phản rồi á, Chúa chỉ có nửa đệ tử thôi nha, lần đầu tiên lập đạo. Thì cho nên tất cả kinh điển đều sai. Cứ chấp Chúa, thấy mặt Chúa thì chửi Chúa, thấy tượng Chúa thì lại Chúa. Đúng là vô minh. Chúa có nửa đệ tử lúc mà lập đạo. Phật Thích Ca có một người, rồi ông Mohammed chỉ có bà vợ ổng lập đạo, mà bây giờ lại thống nhất toàn thế giới. Những ngày đầu không ai tin những gì từ cõi trời xuống con của Thượng Đế lập đạo nghe. Cả Mohammed, cả Chúa đều là thiên tử hết. Phật Thích Ca khi mà uống bát sữa của cô gái gì giờ cũng quên tên, đọc xuất quên, mình đã nhớ vui câu chuyện hả, vui và đà, vui và đà uống bát sữa tỉnh lại phải không, là ngộ ra phải không. Thì lúc đó Phật nhớ lời có một tiền kiếp Phật phải đi độ một người, có một cái tiền kiếp lúc đó Phật còn là đang tu tiên ngồi trong rừng phải không, lá cây đồ phủ mọt đồ đóng. Cái có ông vua Ca Lợi, ông dẫn đám cung nữ hoàng hậu rồi đi chơi, vô đó cái gặp cái mấy cung nữ rồi giống như muốn cái chỗ đó là cảnh đẹp. Cái mới hỏi cái ông tiên đó, sao ngươi ngồi đây, tưởng đâu gốc cây phải không, tại vì dơ giấy rồi bụi rồi đóng. Cái ông tiên nói tôi ngồi đây tôi tu. Cái ông vua Ca Lợi ông tới hỏi nhà ngươi tu cái gì để được cái gì. Cái ông tiên trả lời nói tôi tu nhẫn nhục. Cái nghe ông vua nghe là bị sốc rồi phải không, ông vua Ca Lợi, mà ngươi nhẫn nhục hả, ta đem cung nữ ta tới đây chơi vui vẻ mà ngươi ngồi đây cục hứng của ta, để ta thử lòng nhẫn nhục của ngươi. Cái không lấy kiếm ra ông chặt đứt cái tay của ông tiên ngồi đó tu. Cái ông vua Ca Lợi ông nói đó đau không, còn nhẫn nhục không. Cái ông tiên nói đó tôi cũng đang nhẫn nhục. Cái ông cầm kiếm chặt thêm bên nữa. Cái hả sao, tôi cũng vẫn nhẫn nhục, tôi không có giận thiệt hả. Ông chặt thêm cái chân nữa. Cái ông tiên ông vẫn trả lời giống vậy. Cái ông vua Ca Lợi là sốc rồi không, người không nhận nhẫn nhục dữ, chặt bốn chân này chỉ còn có cái mình thôi, tức là hai tay hai chân bị chặt đứt hết. Vậy mà ông tiên vẫn cười, vẫn nhẫn nhục. Cái ông vua ông rất là khôn. Ông vua Ca Lợi ông nói người nói người tu nhẫn nhục nhưng mà ta đóng không tin. Người cũng giống như thời nay ta không có tin Thiên Tấn Kiệt này vậy đó, ta không tin, ta phải lấy gì chứng minh. Cái lúc đó cái ông tiên ông mới nói nếu mà tâm tôi thề, nếu mà tâm tôi mà sân hận mà giận á thì tứ chi của tôi sẽ không có ráp lại cái thân này. Còn nếu mà tâm tôi bình thản mà không có biết giận á, không có biết buồn á, thì tứ chi của tôi tự động nó ráp lại. Thì ổng vừa nói xong thì chân tay của ổng ráp lại. Thì lúc đó những vị hộ pháp rất là nóng giận, tại ông vua này quá ác. Vì mà một cái chỗ đẹp mà cho mấy cái cung nữ vui chơi thôi mà ổng đi chặt tay một người tu hành như vậy, quá ác, ác quá. Thì
Thời đó Đức Phật Thích Ca là ông tiên, còn ông mà vua Ca Lợi á, là Kiều Trần Như. Thì lính khi mà ở một cái đời sau, khi mà Đức Phật thành đạo á, thành Phật á, thì ngay cái Đức Phật nhớ lại ngày xưa cái người mà giết mình á, mình phải độ thành Phật. Thì lúc đó đó thì đầu tiên là cái bài Tứ Diệu Đế ra đời là độ cho Kiều Trần Như. Nó có câu chuyện đó, đại khái thoáng thoáng nhớ tới đâu mà nói tới đó. Có năm thứ mà việc này độ không độ nổi. Thì nãy giờ tóm tắt lại là mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường, giàu có, sân trước sân sau, chức quyền, Phật tử lì lợm cứng đầu, tu cà gù cà gật, có bi không, không có chí, không có dũng. Con chiên thì cũng dạng như Phật tử, nhưng con chiên thì hơi có trí tuệ một chút, làm thập thiện, làm từ thiện đồ, cũng có tổ chức đồ, phải không? Này này, con chiên đang ngồi đây nè. Ok, nãy giờ mở đề nói chuyện nãy giờ vu vơ nửa tiếng, giờ cho tôi nghỉ mệt chút, uống nước. Tuổi gì có hỏi gì có nói gì cứ hỏi. Này đang làm cái clip đó. Hỏi ông đệ tử tôi. Không, đệ tử tôi muốn chia sẻ nè, cho chia sẻ chút. Ngày hôm thứ Bảy tuần trước có một cái gia đình mà đưa hai người con lai á lên đây nè, thì cũng sinh vào đạo Thiên Tâm á. Thì đệ tử tôi có lấy cái số điện thoại để mà có connection á, thì bà không có chia sẻ được cái gì. Thì ngày bà thứ tư bà nói bà ở đây mãi, bà nói bà không biết chia sẻ với ai, bà gọi điện thoại đến bà chia sẻ. Cái đệ tử tôi nói là vậy nè: chị ơi, chị hỏi gì ấy? Em cảm ơn chị nha, em đưa được hai đứa cháu lên trên Thiên Long Sơn, mà em về bây giờ hai đứa ngoan quá, mà đến ngày thứ Bảy về rồi nó còn không chịu, chủ nhật nó còn lên tiếp, thứ hai nó còn lên tiếp, rồi thứ ba thì nó đi săn phân, thứ tư biết lên máy bay về, nhưng mà lên máy bay nó chưa chịu, nó biểu nó phải lên Thiên Long Sơn nó thăm Phật bà Phật mẫu một chút, nó mấy cái ông nó một chút thì nó mới đi xuống. Thì nó ồ giỏi quá hả chị, cảm ơn chị nha. Chị nói làm sao lại cảm ơn tôi, tại vì chị đưa được những đứa con nó vào đây á, vào trong cái Thiên Long Sơn á, là chị là tôi cảm ơn chị nhiều. Tự vì chị thì chị đang còn đi kiếm đường của chị để chị đi đó thì không cảm ơn, nhưng mà chị đưa được những đứa nhỏ vào á, nó sẽ tiếp tục mà không thể ngừng được. Đó là coi như xã hội đã được một người không bị đau đớn đó rồi, xã hội được sạch sẽ cơ, rồi pollution nó cũng đỡ rồi. Còn nếu về tôn giáo á, thì chị sẽ cứu độ được lâu quá dài quá. Cho nên em cảm ơn chị, tại sao em gọi em chia sẻ cho chị mà chị lại cảm ơn em? Tại vì em cảm ơn chị làm được những việc quá tốt đi. Chuyện đó khó làm lắm, tự vì đưa được đàn con vô tới bến rồi, thì đó là phước hậu của chị á, mà tôi phải cảm ơn chị làm được điều đó. Đó ngày hôm qua là cái chị đó nha. Cuối cùng chị chia sẻ, chị nói chị ơi, dòng họ em là tôn giáo hết á, công giáo rửa tội hết á. Bây giờ bên Việt Nam á, họ cũng vào luôn cái đạo Thiên Long Sơn mà cũng là công giáo luôn, vào Thiên Tâm luôn. Cái tôi mới bảo chứ ủa làm sao mà công giáo vào? Tại vì em nghe chị trên clip á, chị là vỗ ngực, chị nói chị là ma đi ăn Nguyễn Thị Tươi, chị là công giáo mà. Thành ra em dòng họ em vào hết rồi. Cho nên cảm ơn chị nha. Thôi nói gì nữa, hôm bữa em đang chiên phai chiếc kinh mà nó cháy mất rồi. Thôi vậy thôi, cảm ơn chị, lúc khác chia sẻ thêm. Đó là cái gia đình đó nha. Hôm nay tôi có một tin mừng, người công giáo mà vô nhiều vậy à. Mà tiểu bang nào là hoài? Men á. Ở người mà đầu tiên tới mà cho phụ có chặn lại phải không? Trên clip để luôn, không có cắt bỏ. Đó là lý do là vì thấy. Thứ nhất là thường cho phụ hay thử mấy người mới tới lắm. Thứ lên đây á, là thứ nhất là phải biết cha mẹ trước, đốt nhang trước.
Không phải lên đây vì cái hiếu kỳ mà muốn gặp Kiệt, cái là Kiệt là giống như chủ núi thì tiếp khách, chuyện nó không có mà quý vị. Bây giờ thí dụ như tình báo Hoa Nam nó đem sẵn mấy viên thuốc độc tới, nó tới mình cũng phải tiếp nó, rồi nó đưa hai viên thuốc độc mình cũng ăn uống luôn hả, nó đưa gì mình cũng ăn luôn hay sao, nó có cái đó. Bây giờ là cơ trời đi đến lúc cái xác phàm này đang lúc gặp nguy hiểm, sau khi họ bắt đầu họ biết phục thượng đế, họ biết sợ mệnh trời rồi đó, thì lúc đó họ bắt đầu mới ngồi nói chuyện, thì lúc đó chuyện mới xuất hiện, mới nói chuyện. Còn bây giờ á, là lúc nào á, cũng có người xấu tới để mà muốn thử thách cái con của ông trời á, cho nên cẩn thận cái đó. Những hàng đệ tử gần thân cận á, coi chừng bị mua chuột á, nó mua chuột dễ lắm. Cỡ Ngô Kỷ chửi cộng sản gần mấy chục năm hôm nay á, tiền thôi, ma quỷ nó giỏi có chiêu là tiền, kim ngân phá lực lệ, phá luôn lực của trời luôn. Bởi vì chúng ta phải cẩn thận. Những người nào biết thương cha thiên mẹ, biết thương nhân loại, phải biết thương thương những chuyện này, có bổn phận phải bảo vệ, phải lo. Vì ở ngoài kia ma quỷ không, con trời hôm nay năm mấy tuổi đâu phải dễ sống đâu, mang thân phàm ngõ được tiếng người đâu phải dễ. Còn mấy vị trong vô vi, mấy vị lúc nào cũng bên cạnh mình, nhưng mà mấy vị là ở một cái thế giới khác. Cái thế giới này là của chúng ta tạo nghiệp, chúng ta phải tự xử. Kiệt đi xuống đây chịu khổ với nhân loại thời kỳ này là để mong giải cái nghiệp cho thế gian. Cái trái đất của mình bị trượt là vì chúng ta quá hung dữ, quên cha, quên mẹ, quên Phật. Thì Kiệt nhắc lại thôi, thì phải mang thân người từ lúc còn hàng vi nghèo khổ cho tới ngày hôm nay mà không dính với đời á, thì đã là một cuốn kinh sống rồi. Nếu mà trên thế gian này những mấy đại ca, những người có chức quyền họ chỉ biết đủ, thì cái quốc gia của mình hôm nay đâu đến nay đến lúc mà cùng cực như vậy, thê thảm như vậy. Cái đó cũng là do lòng tham, không biết đủ. Chuyển tiền qua đây mấy chục tỷ cũng vẫn chưa đủ. Cứ so sánh, cứ muốn bằng với Elon Musk hay là thằng Amazon rồi không à, mấy ông Việt Nam mình á, mấy thằng đó giàu vậy nó đâu có tài gì đâu. Tôi chạy mánh mông đủ thứ hết, ăn hố lộ đủ, tôi muốn giàu hơn mấy thằng đó. Lòng tham, cho nên đưa cái dân tộc tới ngày hôm nay mèo kêu bá tánh lao sao khắp trong trần hà, nhiều bờ gian lao. Rồi tới câu kế tiếp là gì ta? Khỉ kia cũng bị sát sao. Khỉ, không phải, tới câu rồng rắn á, máu đào chỉnh ghê. Con ngựa đáng ghê. Nè, anh đọc lại nè, mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Rồng rắn là năm tới, là bắt đầu có máu đào á, đúng không? Chỉnh ghê, mà máu đào đã đổ ra từ ở Ukraine với Nga rồi. Nga mà quýnh kiểu nào nữa, Nga cũng thua, phải không? Là máu đào đổ rồi. Sấm cơ mà lời của Phật nói đâu phải là nói đùa, đâu phải là tiểu thuyết đâu. Kiệt này không xuất hiện là tất cả sấm cơ thành tiểu thuyết làm sao? Cả kinh của Khải Huyền của Công giáo cũng thành tiểu thuyết à, cả kinh của Hồi giáo cũng thành tiểu thuyết à, cả sáu quyển sấm cơ của Đức Thầy thành tiểu thuyết luôn sao? Cả ông Trạng Trình cũng là tiểu thuyết sao? Tất cả đều nói về ngày hôm nay, đều nói về Kiệt. Dỗ cho ông vui đi. Vậy ổng à, ổng phái sấm cơ đó, nói tới sấm cơ là ổng dỗ liền à, cao đồ, cao đồ. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Thỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nó chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt việc tà tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết chi, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Thì đó là lời của Đức Thầy Di Phật. Đức Thầy cũng còn có nói thêm câu là lối âm tự đường đi chưa tới,
nên nửa đường kẻ rẻ người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, mặc ai chế nhạo chuyện mình lo. Thì chuyện này cũng vậy, việc chỉ làm có nửa, nhưng mà phân nửa còn lại là chưa có làm, chưa có làm được. Bài Kính Thiên mẹ có nói đó, nửa đời nửa đạo á, mình trở lại cái sấm cơ của Đức Thầy. Năm con gà là năm nào ta? Thì mình tính đi, 26 là rồng phải không? 17, năm 27 là năm con gà hả? Đến canh khuya gà gáy là mở đầu mới nhân, là lúc đó là lại là lúc đó là tất cả thế giới bình yên đúng không? Nhưng mà mình là người Việt, mình chỉ tính nước Việt thôi. Tại vì cơ trời á, khi nước Việt bình yên, thế giới vẫn còn náo động. Đức Thầy xuất hiện trước khi thế giới bình yên nha. Thì cái hội Long Hoa nó lập ra như vậy. Hội Anh Tài, hội mà đón 6 triệu chim hiền về Tân Sơn Nhất á. Bây giờ ở bển cũng nên xây sân bay Long Thành là vừa rồi. Tại lúc đó đông người về lắm. Mà ai là cũng về hết. Cười, ai cũng cười. Nói chim hiền về lại cũng khoái không? Năm 2027, cái cơ vận cơ trời á, nó đi như cái đồng hồ Patek của mình vậy đó. Ở đây mấy đại gia ở bển, mấy đại ca mà bộ chính trị á, đeo đồng hồ Patek không à, hiểu gì ta, Philippe Patek đó. À thì nó chạy, nó có cái gear không, cái kim á, nó chạy giờ, chạy rồi cái nó ra phút, rồi cái nó ra giây, rồi nó ra tháng. Thì cái index của nó đó thì thường thường á là những cái năm giống như 75, 65, 75, 85, 95, 15, 25. Có nghĩa là nó đi đúng theo cái index, là cơ vận nó đi xây nhịn. Mình thật sự cả người trong cuộc mấy vị dạy dỗ thường xuyên, nhưng mà cái ngày và cái giờ mấy vị không bao giờ cho biết. Tại vì cái đó nó phải chỉ có cha với hội đồng chư Phật biết thôi. Mà ở dưới chỉ cho việc truyền tin cho quý vị, cho trên thế giới là sẽ có những cái chuyện như vậy xảy ra. Để làm chi? Để cho bớt cái sự chết chóc, và đồng thời để cho nhiều người mà đọc kinh yên tâm, tự cầm đuốc đi, để mà đốt cái màn vô minh của cái trượt, của cái xui xẻo của cái trái đất này. Mới nhiều người mà nghe lời chỉ mà đọc kinh thiên tâm, đọc này nọ rồi lại sám hối rồi đó, thì cũng giống như cái nhiều cây đuốc đi để mà đốt mấy làm cho nó sáng lên thêm gì đó. Còn nhiều người mà xuyên tạc hay là những ông thầy quốc danh đó mà cứ nói kiệt tà tà là họ là con của ma quỷ, họ làm cho cái màn đêm, cái màn đen đêm, để cho người ta đừng có nhìn rõ cái bộ mặt của họ. Tức là làm cho nhiều người cà gù á, thì là họ thành công chừng đó. Hiểu không? Còn giang thiệt, không có sợ lửa, giang thiệt không có sợ lửa. Không có ban bệ, không có marketing, cũng không có dư lượng viên để mà support. Mỗi một ông thầy á, có một cái đám mà support về IT mà là trên mạng này đông lắm. Làm đủ kiểu hết. Làm như là ca sĩ vậy, mấy ổng y như ca sĩ. Lâu lâu cái ẩm baby đồ phải không? Rồi lâu lâu cái đi vô nhà bếp mà nấu cơm rồi để lấy lòng á. Tại vì thời nay chúng sanh nó vô minh lắm, thấy hình cái là tưởng thiệt không à. Còn thấy đội nón kết mà kiểu này, mặc đâu cái này họ chấp tướng. Mà trong khi xưa Phật nói rồi, thời mạt pháp đừng có chạy theo màu sắc và âm thanh. Màu là màu vàng, âm thanh là giọng ngọt, đúng không? Vậy mà họ không bao giờ nghe lời Phật hết. Phật đã dặn trước cách đây mấy nghìn năm, ở thời mạt pháp này đừng có theo âm thanh và màu sắc, và đừng có chấp tướng. Vậy mà không ai nghe hết.
nay đọc cái nón này để gì nữa, nón này có chữ gì đọc thử. Nón này nè. Dạ có mắt tốt không nữa mà. Nón này chữ gì vậy? Chữ gì? Đâu có thấy đâu. Trời cái nón này. Ấy da. Chữ gì? Đọc thử. Wow. Đọc thử. United States Secret Service. Ok, này là mật United States Secret Service. Tức là bộ của CIA á. Cái nón này của CIA phải không? Mình có thằng bạn nó làm CIA thiệt á. Cái nón này nó mua ở trong đó đó, tại nó có thường được trong chỗ mà cơ quan làm việc á. Nó có mấy cái shop á. Cái này là United States Secret Service. Mật vụ liên bang phải không? Ừ đó, đại khái vậy, mật vụ. Mình giống mật vụ ông ta. Nhưng mà đến tuần tới tôi phải điều nữ thần tự do. Tôi có tự thần. Mật vụ liên bang. Phải cho tôi lâu rồi. Nếu mà mình theo cái bài mèo kêu này á, là mèo là hiện giờ là kêu rồi đúng rồi. Nhưng mà đến năm gà gáy máu đào mới ngưng á, thì là cả thế giới nó sẽ ngưng. Cho nên bây giờ cái trận chiến mà giữa Ukraine với thằng Nga nó còn tiếp tục hoài, giống như Mỹ nó cứ thả cho đánh vậy. Nó đưa ba vũ khí cũ không đánh để mà cầm chân vậy đó, để cho mấy thằng này kiệt quệ kiệt sức. Mày cứ hai mày cứ đấu nhau đi, để tao xử cái đầu con rắn này. Tức là một cái đầu con rắn mà bận rộn rồi á, còn cái đầu của Trung Cộng á là bị dí kinh tế, là từ từ cái là hai thằng ẹt cái lẹt hết luôn. Là cả thế giới, tất cả những cái ác, những cái thể chế mà độc tài ác trên thế gian nè, độc tài nè nghe, các Marx Lenin nè nghe, còn là bốn nước, là bốn cái dù á, bốn cái dù là Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, rồi đó là bốn Cuba, bốn thằng á, là cũng sẽ cùng chung số phận luôn. Là nó y như thầy tennis hồi lớp chúng ta thời đi theo các Marx, nhưng chúng ta cùng chết chung. Cả nghe Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam cùng đi một lượt, thì lúc đó rầm một cái cả thế giới này á, sẽ lập lại bản phong thần hai. Thì trong sấm cơ quý vị có nói á, là Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần, thì nước Mỹ sau này vẫn là cường quốc tiếp tục. Vì cái trái đất cha cho nước Mỹ có cái ưu điểm đó để mà bình trị cái thế gian này. Tuy nó có cái nghiệp, mà cái nghiệp hiện giờ Biden trả cũng muốn hết rồi. Nội mà Hunter Biden trả giùm nữa, rồi thêm bao nhiêu chuyện ông làm, giờ con cháu mình động thế cũng chết luôn á. Thì Biden đang trả nghiệp. Nước Mỹ sẽ không có bị cắt làm đôi. Hồi xưa đúng ra cơ trời là nước Mỹ cắt làm đôi, đập tâm hẹp bị bể. Nó có những cái mà từ lúc mình đặt bàn mình khấn á, nó thay đổi nhiều thứ lắm. Chứ sư phụ mà không khấn ở cái núi này á, nước Mỹ này bị chia làm đôi á. Có một thời gian tái xịt đòi làm một quốc gia riêng đúng không? Mỹ trắng và Mỹ đen ở trong lòng thấy vậy á. Nó biết Biden là tào lao nhưng mà vẫn bầu. Mà ở Mỹ này á, Mỹ trắng đẻ nhiều hay Mỹ đen đẻ nhiều vậy? Mỹ nữa thô rồi, bởi vì lá phiếu nó dữ dội lắm. Nó biết là không đúng, nhưng mà cho tao tháng vài trăm đô với mấy cái food stamp qua phe đồ trợ cấp đó, là tao cứ bầu thôi. Còn quốc gia này nó cứ bại sụi hay là gì đó, chuyện của tụi mày lo. Tính vậy đó. Tính theo số lượng sanh đẻ. Thì tao đó bay lên mới mở cửa biên giới, mày vô mày đẻ đi, đẻ cho nhiều. Bỏ phiếu cho tao. Đó giờ mình nói về mặt đời thì người ta vậy, nhưng mà về mặt tâm linh á, sau này thế giới sẽ không có cái chuyện mà phân biệt chủng tộc nữa, tại vì không ai còn tham nữa. Lúc đó mình chúng ta đó đi du hành không gian rồi, có những cái giàu có hơn hay hơn ở ngoài vũ trụ mà tự mình chưa biết. Sau này người UFO sẽ xuống sống chung với chúng ta, sẽ dạy chúng ta những cái hay hơn. Còn hiện bây giờ á là mình giữa Trung Cộng với Mỹ á, dành cái hạn chip TSMC á, cũng giống như là hai con chó trong chuồng vậy đó. Ở trên nhìn xuống á, thấy cục xương á, hai con cắn nhau vậy á. Nghe vậy đó, ba con y như vậy thôi.
sau này là không có nữa, không có mấy vụ này nữa. Chúng ta sống văn minh hơn. Về mặt tâm linh, đúng mà phải nói về lòng từ bi, về đạo, chúng ta phải thương những cái người leo qua cái bức tường đó. Vì họ ngày nào cũng cực khổ, đi còn bị mấy cái thằng cà theo, mấy thằng trớt, mấy thằng băng đảng bắt cóc. Họ khấn đạo Phật thì Nam Mô Di Đà Phật. Cũng có người Tàu bữa nay đi theo cái đường Mễ đi vô Mỹ nữa. Rồi đạo ông giáo, Thượng Đế ơi, God, đúng không? Đạo nào nó cũng khấn, cũng là con cha thôi, nhưng mà mình có phước hơn. Mình thành người Việt rồi có tiếng Việt nè, đúng không? Ở trên xuống nói bằng tiếng Việt, chứ trên xuống mà nói tiếng trên trời mấy con đâu có hiểu. Có phước đúng không? Họ là người Mễ, người Mỹ họ chưa hiểu thì họ thiếu phước đi. Thì mình phải thương họ. Thêm một chuyện mà mình phải hiểu về vấn đề năng lượng. Giống như Cali, đến năm nào ta là không có cho bán xe chạy xăng nữa. Là vì ô nhiễm. Là bởi vì thời vàng kim á, chúng ta phải sống không có bụi khói, không có Covid, không có bệnh tật. Mấy cái allergy này á, bây giờ mình còn bị allergy, sau này không bị nữa. Thì con người lúc đó nó văn minh rồi. Cơ thể mình nó sống tuổi thọ dai hơn thời nay. Thì nhưng mà ông Biden ổng hơi sớm. Sớm có nghĩa là ổng ra là luật hơi sớm. Còn ông Trump á, là đúng một cái phần là cái thế giới đang điên đảo. 8 tỷ người chúng ta không có ngày nào được bình yên. Chỉ có kinh điển ngồi thiền á, thì chúng ta mới qua được cái sàng lọc này. Còn ngoài cái kinh điển của Thiên Tâm với mà lại cha lại mẹ với ngồi thiền, chúng ta mỗi một người chúng ta, cả những lãnh đạo, những người giàu cũng như người nghèo, cả những người lụm ve chai với bán vé số ở Việt Nam cũng vậy, sống rất là khổ, sống cái tâm trạng không có được an lành á, không có được hoan hỷ mỗi buổi sáng, uống cà phê ly cà phê á cũng không có vui nữa. Thì chỉ có ngồi thiền với đọc kinh trong lúc này để mình qua cái giai đoạn này, tại vì không ai thay đổi được vận mệnh khi cái nghiệp chúng ta tự tạo ra trên trái đất này, thì chúng ta phải trải qua cái trải nghiệm khổ này. Còn chút xíu nữa sẽ thái lai. Thì cái thế giới đang đảo điên như vậy, thì tất cả lãnh tụ, lãnh đạo, tất cả các quốc gia ai cũng hăng máu. Putin quyết định một chuyện rất là sai lầm, hối hận cũng muộn. Tập Cận Bình muốn thôn tính Biển Đông cũng muộn, đã lỡ làm tới ngày hôm nay rồi. Cái là lòng tham. Cuối cùng phải cần có một người điên hơn mấy thằng điên này, đó là ông Trump, để mà bình trị lại cái thế giới. Trên nói bây giờ còn ông tin á, một đống mà mấy thằng trong tù á, ví dụ trong tù mấy thằng xăm mình tướng bự con hung dữ, mấy thằng trai tù hả, thật sự tướng nó còn bự hơn, nó còn dữ hơn nữa, thì mới trị được mấy thằng đó. Chứ giờ con đưa một cái thư xin vô, con biểu bảo quản mấy thằng tù mà hung dữ mà xăm mình bự, họ đâu nó nghe, đúng không? Mà ngược lại cái người Mỹ và cả cái phe của ổng, phe Cộng Hòa, phe Dân Chủ, cứ nghĩ ông này không có biết gì chính trị. Nhưng mà thật sự á, ở cái thời gian thời nay, cái chính trị là lỗi thời rồi. Chính trị là nói láo. Chính trị là đứa con nít 3 tuổi, 5 tuổi còn lỗi lạc hơn mấy nhà chính trị. Những cái người chính trị là những nhà nói láo, đại nói láo. Mấy con có biết không? Cực kỳ nói láo. Mà con mỗi ngày coi nêu đi. Tối ngày cứ phát ngôn viên của Trung Cộng nói người Mỹ cứ xen lấn vô chuyện Biển Đông của chúng tôi, trong khi Biển Đông là của Việt Nam, mà Trung Cộng bây giờ nói là người Mỹ vô để mà xen vô quyền hành của Biển Đông. Mệt, trời nóng mệt. Mình coi cái đài này, cái đi coi lại mấy cái đài kia, nhìn thấy nó tức cười lắm, nó đi ngược hết trơn à. Nhưng mà cuối cùng rồi á, đài này là chúng, từ xưa giờ đài này là chúng không à.
Còn mấy cái đài kia đi cà dòng đi chút xíu. Lâu lâu có ông kia ông buồn buồn lên phát biểu mấy câu cả đóng tất cả cái kênh YouTube. Từ đài OFI tới đài Vo rồi cũng nói lâu sao. Đài Thiên Đình là chính xác nhất của cái thời đại mạt pháp này. Vậy mà ít ai trân trọng đó. Mở đài này á, rẻ tiền nữa. Trời ơi, đâu có tốn gì đâu. Cũng chẳng có ai giúp làm mấy cái kênh này nữa. Nhiều bữa quay rồi làm biến về coi lại. Thì ví dụ mình muốn cắt khúc nào mình phải coi lại. Rồi iMovie cũng không biết sử dụng nữa. Không có biết sử dụng mấy cái software. Cho nên quay, sửa giờ quay nhiêu á là cứ đưa lên luôn. Có nhiêu là đưa lên hết. Lời thiệt là thiệt. Hôm nay có Ngân giúp này chút cũng đỡ. Thôi nắng rồi đó nghe. Đi xã hội đi chứ. Một giờ rồi. Cái này máy người ta đang quay xã hội. Ở xã hội sao không dừng được. Hả? Tạm dừng được. Cái gì? Có tạm dừng được. Có nút tạm dừng. Rồi nếu mà có ngừng còn giờ nói là tiếp được phải không? Dạ. Ok rồi ngừng đi. Nóng quá. Cha là một cái thạch thiên khổng lồ. Khổng lồ có nghĩa là mình để nói mình dễ hiểu nha. Là cái dấu thiên tâm mình á là một cục đá ở, là y như cái hình dấu thiên tâm này. Trong 513 câu phụ có nói. Bự hơn cái trái đất mình nữa. Nhưng mà cục đá hấp thụ dương khí trong không gian nhiều quá. Đó là chân đại linh khối của cha là như vậy. Mỗi chúng ta đầu thai là chút xíu là một cái điển thanh của cha cho mình là thành ra một người của mình. Này bên cao đài họ rành mấy cái này. Mình về phần dư hộ chỉ biết là cha là một khối thạch thiên khổng lồ. Bay hàng tỷ tỷ năm tỷ trong cái vũ trụ. Thì đến khi mà đi mình cũng buồn quá không? Cái lúc đó cha mới tạo ra người thứ hai là mẹ. Thì mẹ là do cha tạo ra để cho có bầu bạn. Đi chu du và khắp không gian vậy đó. Tại bay là đà cũng giống như là asteroid vậy á, thứ ba trong vũ trụ. Thì lúc đó mẹ có hai người trong không gian, cha với mẹ. Rồi có hai người cũng buồn quá không? Cái cha mới tạo ra đầu tiên là 12 người con trai. 12 người gái, cho đông đông có 24 người con cho vui phải không? Trong đó có sư phụ, 112 người trai. Có tỷ tỷ ngoài đó là người chị thứ hai. Thì có một cái gia đình rồi. Trên trời có gia đình. Rồi sau đó đó, bắt đầu cha mới lập ra tất cả các tầng trời. Rồi mỗi một tầng trời lập ra những vị cai quản. Rồi xuống đến khi ở trên đó, tất cả những chư thiên ở trên những tầng trời đó lâu năm quá, sung sướng quá, hưởng lạc, rồi đi chơi bay nhảy như cõi dạ ma thiên, tha quá tự tại thiên, thì cõi biến thiên nữa, nhiều cõi lắm. Trong đó có những cõi là như dạ ma thiên đó, là cứ thích vui thôi à. Tại vì thí dụ như mình mà muốn một cái món ăn gì thì mình phải nghĩ cách ra làm, bỏ đường, bỏ sữa, bỏ ngọt đủ không? Còn trên kia là chỉ biến là có, thấy cái gì vui là biến, thấy gì vui là biến. Thì chư thiên trên đó là cứ như thế, có thần thông mà biến, biến quá, ước gì là hiện ra trước mặt, quần áo đồ không? Rồi có những cái hành tinh toàn là hột sòn không, ngọc ngà, châu báu. Thì cứ tha hồ và vui nhưng mà cuối cùng vui quá cái thành ra không không có
không có chịu tu tập á. Cái hết phước. Hết phước thì lúc đó cha có một lần cách đây năm 2015 ha. Cái lúc đó sư phụ bắt đầu nhớ cha, cái cha về thăm. Thì cha mới biến ra cái trái đất hồi thời Hồng Môn á, nó đổ quét lửa không cái trái đất này. Bắt đầu từ từ trái đất này nguội lại cái thành cái băng tuyết. Thành ra băng tuyết từ từ có nước rồi có cây, có sự sống, mấy vi trùng rồi từ từ lên. Cái loài rồng cây quảng rồi tới loài dinosaur từ từ tới mình. Thì nó tóm tắt lại là cha phải establish một cái nơi. Cũng giống giờ giống như hiện bây giờ có những cái trường học gọi là boarding school vậy đó. Rồi có những đứa con mà nhà giàu á, nó ăn chơi hút sách thì cha mẹ nó phải gửi đi những cái boarding school. Boarding school của Mỹ là sao? Là nó ở trong những cái khu rừng hay khu núi. Rồi vô đó không có đứa nào được có giày hết, tại có giày sợ nó trốn. Tại vô đó mỗi một thầy phải kèm một đứa nít. Thì cái trái đất này cũng giống như boarding school vậy. Để chúng ta xuống đây chịu ném cái mùi thân tứ đại là đất nước gió lửa. Cái thân này nó rất là dễ bể. Là sanh mạng của chúng sanh rất là vô thường, dễ bị vỡ, dễ bị đau, dễ bị chết. Rồi cái tâm tánh của chúng ta rất là complicated, là dễ giận, dễ buồn, dễ hờn, dễ đa số là khi chúng ta từ ngày sanh ra đời cho tới ngày chúng ta già bỏ xác phàm, cái ngày mà thật sự mà vui á, nó không có tới 5-10% nữa, còn bao nhiêu là lo buồn sầu khổ không, nhưng mà chúng ta lại không biết. Tại vì khi chúng ta đã sống như vậy riết nó quen rồi, phải không? Trừ khi có những đệ tử này á, là buồn thiệt, là tự vì bị người ta làm cái đó, bữa nay sẽ hết, qua núi kia này sẽ hết, nó bị bùa bị ngải là khác. Còn bình thường là những người bình thường à, giàu cho cái người mà giàu nhất cũng giống như cháu ngoại của cái ông Houston nó nhỏ mà, khách sạn giàu có đó, khi có tiền nhiều cũng bị nhiều người dụ nó là làm hư, đúng không? Rồi hút xì ke rồi xài tiền đồ. Mấy cái movie star con thấy đời của nó huy hoàng, nó làm tiền chứ cuối cùng rồi nó cũng đâu có tiền nữa đâu, xài lớn, nghiện ngập rồi chết yểu. Tại sao nghiện ngập? Tại vì chỉ có dùng thuốc để mà tìm cái khoái lạc, chỉ có đi vũ trường để mà nhảy nhót để tìm cái khoái lạc, chỉ có đi lén lút bồ bịch gọi là phạm giới đó, nghĩa là càng phạm giới thì đi tìm khoái lạc. Còn chúng ta là có 12 giới luật thì không có cái đó, thì giữ đúng giới luật thì chúng ta về trời. Đa số người ngoài kia không có giới luật, mà hỏi cái gì mà lén mà lạ mà gọi là hàng hiếm rồi á, họ khoái lắm, giống như vụng trộm đồ, giống như giờ con ăn đồ ăn mà dọn sẵn đồ ăn, nhưng mà ăn bốc ăn lén rồi còn lấy ngon rồi vậy đại cái hiếu chúng sanh nó kiểu nó vậy á. Thì lúc đó cha thành lập trái đất này đổ quét. Rồi tại lúc đó sư phụ than, thượng nói con xuống trần mang thân người rất là khó rồi, cứ than thở hồi nhỏ khổ rồi này nọ, cứ than đủ điều á. Thì cha nói con á, hồi xưa ta cũng như con, tức là cha nói hồi xưa cha cũng xuống để mà giúp nhân loại á. Rồi sư phụ cũng vậy, không có gì mà phải than hết, tại vì tất cả đa số chúng ta là chữ thiên trên trời xuống, vì hết phước mới ngồi đây. Còn quỷ thì mình biết là quỷ là ai rồi đó, mấy người hung dữ là cái mang thân người thôi, nhưng tâm tánh họ là thú như quỷ. Mình vụ nó đa số là chữ thiên hết phước. Lúc đó thù than thở thì cha mới cho thấy cái màn hình vậy, màn hình trái đất. Ngày đầu mà thành lập cái quả địa cầu á, ngày nào ta nó tới đây tháng 10 mỗi năm của âm lịch là ngày người đầu tiên nhân loại có trên quả địa cầu này. Mỹ nó cũng tưởng tượng cái ngày đó, nhưng mà cái ngày của nó là ngày sai. Còn cái ngày mà ở trên cho sư phụ biết là ngày 18 tháng 10 âm lịch hàng năm,
Cho nên hôm qua hôm kia gì mấy đệ tử mà nói happy birthday sư phụ á, sư phụ sanh ra ngày nào cũng chả biết luôn. Cho nên sư phụ mới lấy cái ngày đó là ngày 18 tháng 10 âm lịch là ngày birthday của sư phụ. Người đầu tiên đến quả địa cầu này là sư phụ. Thời xưa, xa xưa. Thì cho nên ngày đó là birthday luôn. Birthday của tiền kiếp. 18 tháng 10. Mỹ nó có cái ngày OD á. Bữa hồi con á, sư phụ nhắn. Hàng năm á, đó, đó, cứ cho là birthday sư phụ đi. Mà âm lịch nha. Hồi xưa mình xài moon, mặt trời, mặt trăng á, là âm lịch. Gọi là OD. The first human on this planet. Cái người đầu tiên đặt chân đến quả địa cầu của thời xưa. Đây, chân này đây. Nhưng mà lúc đó không phải là thân này, thì thân cá. Ơ cho thân khổng lồ á. Tại người tiền sử á, họ có những cái thân 30-40 feet á, chứ không phải là như mình giờ có 50 feet đâu. À, cứ lấy ngày đó đi. Ở trên đó thì sao mình cứ làm vậy thì đúng. Bây giờ cái sách vở hay gì của thế gian này chật lắc hết trơn. Phụ coi kiểm chứng lại thế gian này nhiều quá chật lắm. Cũng như ông cha mẹ là mẹ của Phật, mà mấy ông thầy thì cứ nói ngược lại. Rồi kinh điển của Công giáo, hồi xưa ông Phare ông phản, ông đốt hết kinh này. Bây giờ nếu không 800 điều bên Công giáo hồi xưa, cho phụ học giáo lý mà, là trong đó là 800 điều so với thời nay là sai. Trái đất này tròn á, mà ông Go Lê ông nói trúng mà thời xưa mà ông cũng bị bên Công giáo giết mà. Nhiều chuyện sai lắm. Rồi những thời xưa thì những đứa con trời xuống thì mới gọi là Adam và Eva. Cái câu chuyện nó tương tự như vậy. Cũng ngược lại của Á Châu mình, cũng thời cổ xa xưa là thời Hồng Môn á, là Thục Nguy với thần Nông rồi đó, nữ hoa rồi đó, đó là có xuống để mà thành lập ra. Thì trong đó 513 câu sư phụ có nói, từ đó mới có nhân loại dài dài tới ngày hôm nay. Nhưng riêng nước Việt Nam á thì lịch sử theo vua Hùng Vương á là con rồng cháu tiên. Thì một người ở cõi trời, một người ở cõi dưới thủy cung, kết hợp lại thành ra cái giống dân người Việt. Đó là tại sao giống dân người Việt cứ bị người Hoa Hạ là người núi á, người núi là người Bắc Kinh bây giờ á, người Hán á, gọi là Hoa Hạ là Hán Hán, họ chiếm đất, họ đánh đuổi người 100 bộ tộc của con cháu thần Nông Thục Quy, chạy có cờ dài cho tới xuống hình chữ S ngày hôm nay á. Rồi họ lấy luôn cái văn hóa của 100 bộ tộc của con rồng cháu tiên đó. Đó là lý do tại sao cái nước Việt nhỏ bé mà tới ngày hôm nay vẫn không bị vong quốc. Đó là vì có những thần linh hộ mệnh. Là vì cái DNA của mỗi quốc gia là nó có khác nữa nghe. Cũng giống như cái DNA của Mỹ này, nó đâu có gì đâu. Mắt mọi da đỏ mà. Đó là con có công nhận không? À đâu phải là cái giống trên trời đi xuống đâu. Hồi xưa nước Tàu gọi là thần châu, nó là nước của trời, nên có những thiên tử đi tới trời đó, rồi làm châu ra, châu đen rồi tới trời. Cũng như mình đây mình tới trời vậy đó. Mấy nước này đâu có. Mỹ đâu có tới trời đâu, Mỹ đâu có tới trời đâu, Anh, Pháp đồ đâu có tới trời. Mấy cái giàu có mà hiện giờ mình thấy như Âu Châu hay là Mỹ là phù du thôi. Nó chỉ có mới 200-300 năm nay thôi, nó không có một cái lịch sử lâu dài. Giờ con cứ tưởng tượng 200-300 năm sau nước Việt mình nó khủng khiếp cỡ nào. 6 triệu người chất xám về, cộng lại với sư phụ mà có bỏ cái xác phàm này phụ về trời á, mà độ cho nước Việt nữa thôi thì khỏi khỏi nói. Trời, lúc đó sư phụ có thần thông rồi, bãi vô đò bạch ốc luôn. Thí dụ sau này là con có 100 lên là ông thống, sư phụ á cầm cái tay nó sư phụ ký luôn. Mày đưa cho Việt Nam đại khoái gì khoái à. Tại vì khi mà rồi thí dụ như sư phụ qua bên Trung Cộng, sư phụ vô cái tay của thằng tổng thống của Trung Cộng, nó hay mày ký trả Quảng Châu, Quảng Tây, trả Hồng Kông, trả Hải Nam lại cho người Việt, tại vì tụi nó là anh em nhau. Tụi mày là dân trên núi,
Ngày xưa dân của mày không có phong tục tát. Thế hộ là người đầu tiên đi mấy cái bên mẹ cả đây là phụ la đó. Tại sao mà cứ để là Chinese New Year không vậy? Mày phải để Vietnamese New Year. Cái hỏi sao vậy? Cái sư phụ mới giải thích. Tao là người trên kia tao mới biết rõ câu chuyện này. Ngày xưa đó, người Bắc Kinh đó, người Hoa Hạ, người Tập Trấn Bình đó, tụi nó trên núi, nó đâu có đất đâu mà làm lúa. Tụi tao ở dưới đồng bằng, tụi tao có đất làm lúa. Cái mùa mình gặt lúa đó, mình mới làm cái Tết, mình mới ăn mừng lúa. Thì mình mới ra cái Tết của mình, tức là Tết người Việt. Nó ăn Tết lén của tao á, mà tụi mày cứ dùng tên của nó. Ê, trên núi làm gì có đất đâu làm lúa. Trời ơi, trên núi làm gãy không, chưa có đất rồi gãy nữa. Nên cái bài sớ mà năm 2017-18 thụ khấn cho trái đất đừng có bị bông tử đó. Những cái khúc sau đó là bờ trên á, mấy vị kêu con phải viết vô, ai mà viết cái bài phụ đọc 3 lần sớ. Lần thứ nhất năm 2018, lần thứ hai là cho Ukraine, lần thứ ba là 30 tháng 4 năm 2023 này. Thì đứa nào làm 3 bài sớ đó đã viết ra lại đi. Trong đó có khúc mà phụ nhớ là con phải xin cho anh em kết hợp lại Quảng Châu, Quảng Tây, kết hợp lại thành nước Việt lại. Tại vì khi phụ sinh á, những vị thần, những cái vị mà đang cai quản mà bên cổ vô hình á, của Quảng Châu, Quảng Tây á, họ sẽ trả lại. Khi họ trả lại về mặt hữu hình á, mấy cái thằng tỉnh trưởng hay là mấy cái thằng của quốc hội của Tàu á, là nó cũng làm theo à. Tại cái thế giới điều hành cái quả đi cầu này thật sự là cái thế giới của bề trên. Chúng ta, những cái người, những lãnh đạo ở đây, thế gian hôm nay chẳng qua chỉ là cái công cụ thôi. Con chốt, con tướng, con xe đi qua sông rồi vậy thôi, chứ không có phải là thật sự nắm quyền. Cả ngày hôm nay lọn cào cào lên chiến tranh, chiên bên thì đang họp chia 7 để mà trừng trị cái thằng, mấy thằng hung dữ. Bên á, thì cái thằng hung dữ là Tập Trấn Bình á, đang cấu kết những người hung dữ như nó để mà chống lại mấy thằng này. Con thấy trái đất này tức cười không? Hiện giờ nó phân ra lưỡng cực rõ ràng. Ok, bò đen ra bò, mèo đen ra mèo đen, mèo trắng ra mèo trắng, hai bên trắng đen. Mà ông Trần Trình gọi là trục với đồng minh đó. Trục tức là trong đó có độc tài á, hung dữ. Đồng minh là những cái nước gọi là còn chút xíu tự do tiếng nói. Việt Nam mình thuộc dạng ở giữa BD, hai hàng phải không? Bây giờ hết BD rồi, bây giờ thích đồng minh rồi. Thì cái đồng minh mới cho cơm gạo ăn, nó cho đô la rồi, chứ còn chục á hả, là nó muốn diệt chủng mình á. Mấy ổng bây giờ cũng sáng mắt rồi đó. Sư phụ nói năm năm nay có mớ bệnh mà ổng sáng mắt á. Cụ nói trúng rồi, phải là nó chập đâu. Lợi cái phụ là bề trên kêu nói làm sao mà nói vậy. Thì lúc đó trò nước sông, nước biển, nước suối đều là nước mắt của mẹ. Tại vì mẹ là Phật. Thì khi mà mẹ khóc á, thì tất cả mẹ cho con người phải có nước nha, mình mới sống được. Tại cơ thể của mình 70-80% là dùng nước hàng ngày. Thì mẹ cho nước, phải không? Còn không khí, hồi xưa nó đâu có oxygen. Cha phải cho mình không khí, có điển dương, khí dương á. Nên tại sao khi mình ngồi thiền ngoài trời nè, mình hấp thụ cái năng lượng của mình nó lên lẹ. Như mặt trời đó là khí dương của cha, thì energy mình nó tăng lẹ lắm. Trượt ma quỷ đồ cũng không có tấn công mình nhiều nữa. Thì mới có cây cỏ nè. Cây nó tạo ra, nó hút cái chất carbonate, nó nhả ra oxygen. Thì là khí, không khí cho mình thở. Nhưng song song sau đó, cha cũng cho mình khổ. Có những con thú dữ, những con kiến. Rồi lúc đó, ngày mà tạo thiên lập địa, ngày 18 tháng 10 âm lịch hàng năm, mình kỷ niệm cái dấu chân đầu tiên của những người ở cõi trời xuống, gọi là Quan Âm Thiên. Mà những nhà bác học hôm nay là nói sai chật lắm, mình không phải lò kỹ, mà nó cũng dạy ra mấy triệu PhD tiến sĩ nói sai.
chúng ta tự cõi trời xuống hết đa số. Thì ông triết lý của ông David đó là wrong, sai. Song song cha cũng không có để chúng ta sống dài như ở trên trời. Một ngày ở trên đó là 100 năm dưới này. Mà mình tưởng tượng, mình thí dụ như chư thiên làm bể ly ngọc ngà bị xuống trần, mà con nghĩ mà ở trên mà phạt mình 100 năm thì dưới này chắc mình ở mấy tỷ năm chắc mình cũng le lưỡi luôn á. Một đời người của chúng ta ngồi đây thôi ai cũng quải rồi, tôi đi về. Giờ vô hỏi 100 người ở ngoài đường, hay mày muốn ở thế gian hay muốn về trời, ai cũng muốn về trời hết. Trừ khi là năm cái loại mà sư phụ độ không được, sư phụ đa đó hỏi nó lờ lờ, nó nín, nó không có trả lời, có nghĩa là nó muốn ở đây. À, còn đa số những người mà có chút xíu trí khôn á, tôi muốn về với ta ngu ở đây. À, là còn chút xíu trí tuệ á. Còn mấy người giàu á, mỗi lần mình hỏi muốn ở đây muốn về là nó quạo lại mình. Mày chù tao mày. Không, mình hỏi thiệt. Anh muốn về trời, anh muốn ở đây chỗ nào sướng hơn. Mình chù tao á, muốn mình luôn vậy đó. Tức là họ còn ham với trái đất này, ham tiền phải không? Thôi đó miễn bàn đi. Dân chơi cũng vậy. Nó đang sắp sửa chở con dấu cần xa đi riêng bang. Cái hỏi mày muốn về trời hay muốn ở đây? Mày ông chù tôi hả? Muốn tôi bị bắt hả? Còn những người tu hành như chúng ta hỏi muốn về đứa nào cũng giơ tay tôi về. Trả lời thôi đâu có gì đâu. Thì nước là do mẹ, nước mắt của mẹ làm cả nước mình. Thân của mẹ, nên nhớ là nước là một cái nơi mẹ chấp nhận hết tất cả những cái ô uế dinh nhục của đời đều xong ngồi gì hết, chảy ra biển hết. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà, nên bao nhiêu sự đắng cay khổ nhục mấy con thả xuống biển đều hết tan hết. Cái người lỗi lạc vĩ đại nhất của cái trái đất này khi chết cũng vô lòng đất. Tất cả những cái gì mà lớn nhất của thế gian, con thấy cái chiếc container ship khổng lồ đi mà lọ ra biển nó cũng có chút bẻo à, so với biển là không có gì hết. Thì tấm lòng của mẹ là như vậy, thân trở về đất, kinh niệm mẫu quá đó. Cho nên tiểu tiện ô uế dơ hay là bất cứ cái gì, nếu mà chúng ta tập làm đất á, là chúng ta sẽ nhịn hết tất cả mọi cái đắng cay tủi nhục ở thế gian này. Đất từ từ sẽ chôn vùi hết tất cả mọi thứ ưu phiền. Cả những người mà như trong băng đảng hay là những người có chức vụ giàu có tỷ phú vô ba lòng đất rồi, không mà nếu mà làm chuyện tốt thì sẽ có một cái âm gian, một số người sẽ nhớ họ một thời gian ngắn, cũng giống như Steve Jobs để lại cái điện thoại này cho mình. Nhưng mà bây giờ có ai nhớ Steve Jobs không? Đâu còn ai nhớ nữa đúng không? Mà không có Steve Jobs là mình có iPhone. Những cái người mà hung dữ khi vô ba lòng đất rồi, người ta nhìn cái mộ người ta cũng không còn hận thù nữa, cho nên đất chôn hết tất cả. Dấu thiên tâm là từ một cái thạch thiên khổng lồ bay trong không gian, rồi là từ đó cha tạo ra mẹ, tạo ra 24 người con, rồi từ đó tạo ra các tầng trời, có tất cả là 36 tầng trời. Mỗi một tầng cách nhau rất là xa. Mỗi một người nào ở đây mình chịu khổ nhiều chừng nào, mình tu tập giỏi chừng nào, mình về tầng cao chừng đó. Ở cái tầng cao chúng ta có trí khôn hơn những cái tầng dưới. Ở trên đó tính toàn là trí huệ không à. Rồi xuống chúng ta thì là hiện giờ trí khôn của chúng ta là như vậy.
còn xuống xuống nữa thì loài thú thì con thấy nó cũng có khôn đó, nhưng mà mình thấy nó cũng ngu nhiều á. Xe mình đang chạy con squirrel nó cứ chạy qua chạy lại, con nghĩ nó khôn mà ngu. Nhưng mà hiện bây giờ á, cái con người chúng ta từ quá khôn rồi sống ở một cái trái đất này, nó giống như là trong cái nồi chiên chả giò vậy á, nóng rùng đục, rồi muốn làm chuyện gì bức xúc. Cho nên thằng ra có những thằng ngu á, mà hiện giờ gần đây có mấy clip á, con thấy nó leo như là Spiderman ở trên kiến tường nhà phải không, rồi nó nhảy nhà lầu á. Bây giờ nó nhảy 100 lần đi, sư phụ bảo đảm chỉ một lần nó sơ xuất là nó chết. Vậy mà nó biết nó chết nó cũng nhẫn nhảy, nghĩa là khôn mà ngu, quá ngu đúng không? Thì cũng là do cái tâm muốn làm chuyện đó. Mà trong khi sư phụ đó vậy nói hoài, một giây một phút mình còn nhìn được bầu trời xanh là mình có quyền thay đổi cái đường vận mệnh của mình, từ địa ngục sẽ trở về thiên đàng nếu mình quyết định ngay cái thời khắc này. Lúc cha thành lập cái cha địa cầu này với mẹ thành lập có sư phụ nữa, lúc đó sư phụ đang ở tầng trời hình như thứ 13, 14 đang làm chuyện. Sư phụ cũng dạng giống như là một lính thiện chiến của cha vậy đó. Khi cha sư phụ làm việc đó thì sư phụ nhìn thấy được cái quả địa cầu này nó cháy hừng hực ở một cái hành tinh xa xôi, thì từ đó đó sư phụ mới có duyên với cái trái đất này, mới xuống đây tới thành lập bao nhiêu lần rồi, hôm nay cũng là một trong những cái lần trước để mà dạy dỗ, để dùng cái trái đất này nó giống y như là một cái boarding school mà nãy sư phụ nói vậy đó, một cái nhà ở trong quan du để mà những đứa con nhà giàu hư đốn vô trong đó học để mà cai nghiện, để mà đi về lại gia đình. Thì cái trái đất này nó y như vậy, mà nói nặng hơn là nó cũng y như cái nhà tù. Nó cũng như nhà tù, xuống đây là như nhà tù của con gì nữa. Con không có còn thần thông, tức là mình không có được thiên nhãn thông, mình không có thiên nhĩ thông. Ở trên đó mình có hết, cái người này suy nghĩ là người này hiểu hết. Cho nên tư tưởng thông nhau hết, thì đâu có còn ai lường gạt ai. Còn bây giờ hả, chỉ cần lén một cái, chịch vô một cái thôi là nghĩ người ta không thấy, người ta không nghe là làm lén rồi, là bậy bạ rồi. Thế nếu mà nước Việt mà họ chịu hiểu, họ nghe lời, họ thuận thiên thời đó đi, thì hôm nay nước Việt đâu có thê thảm như cái độ này. Những cái người mà hôm nay bị thất thu, nhất là nhà băng, ông Hiệp gì đó, mấy cái nước uống á, với bà Lan Lan gì đó, rồi bà Rồng Lửa, mấy cái nhà giàu ở đâu có bị bắt. Nếu mà 4 năm trước mà mấy lãnh đạo mà nghe lời sư phụ mà thuận thiên có nghĩa là mình phải mở cửa cho tiếng nói tự do, cho 6 triệu chim hiền đi về, thì mình đâu có cần phải đi giết mấy ông bầu. Khi đàn ông vỡ tổ tranh nhau hút mật xé tan bậy, thì bây giờ là đàn ông đang vỡ tổ, thì thằng nào giàu là tao thịt mày trước đã, tao lấy Rolls Royce mày, tao lấy nhà mày, tao đi đấu giá để mà tức nghĩa là hiện bây giờ thằng nào có nó còn ngày nào còn chức quyền thì nó cứ đi lấy tiền của người ta để ngày mai nó lót đường cho nó chạy, tới thằng khác lên cái nó cứ làm tiếp như vậy. Cái xã hội bây giờ là vậy đó, dân chúng thì để mặc kệ. Cho nên nói mà mỗi lần ở ngoài có dư luận gì á thì họ chỉ là chữa thôi, chứ họ không có tìm cái phương cách để mà chữa ra tận gốc rễ, chữa tạm thời để cho dư luận rồi thôi. Dư luận nó cũng giống như những cái người mà sắp phá sản đó, bề ngoài giống như một người đang bị ung thư sắp chết, mà biết mình sắp chết mà cứ ăn mặc cho đẹp, rồi lên rồi đội tóc giả, rồi vô make up, rồi đi ra đường vậy. Nhưng mà ngày mai nhảy đạch đạch trên giường chết thì chuyện của ngày mai đi. Những người hiện giờ đang sống vậy, dù có quen một người sắp chết rồi mà cũng còn ha mấy cái tiệc tùng, mà bữa ra ra đường không ai biết, chứ không biết bị bệnh nặng luôn á. Bác sĩ nó chỉ còn 3 tháng thôi mà sợ nói á, là người ta tới chia buồn, sợ nói cái là người ta tránh xa rồi này nọ phải không, hay là sợ nói cái bị nợ tới đòi công trình, cho nên cứ ngoài cứ bình thường á, chú ý số bạn vậy.
thì cứ lén lén có cách nào giúp tôi. Hãy kêu chị sống không, dạ không thật lòng chứ. Bây giờ chết mà cũng còn không có thật lòng với Phật nữa. Người nào nói chuyện thật tình với hộ thì tất cả những vị hộ pháp xung quanh xả nghiệp liền. Cái hộ còn hữu hiệu hơn là ông cha mà kéo tấm mạng nữa là nhiều luôn á. Bởi vì mấy vị đứng nghe mấy vị xả liền. Còn trước mặt cái hộ mà còn nó láo nó dốc nữa cũng như không. Dễ theo là chế mắt thánh. Đó mà khi mà cái nhà mà tạo thiên lập địa, tạo ra cái hành tinh trái đất này là nó là thời Hồng Môn. Trước thời dinosaur là loài rồng cai quản. Hồi bữa ông nhạc phụ ông Đông Dương á, ông nói á, con có biết hồi xưa trên mặt đất này cũng là ta cai quản, mà đến hôm nay thì bây giờ á, cái thời văn minh thì những chư thiên Phổ Quang Âm Thiên xuống là chúng ta, để mà dùng cái quả địa cầu này để học hỏi, cũng giống như nhường lại một cái lớp học cho mình. Ngài xuống với thủy cung, ngài cai quản, thì mình lại có một thêm cái thế giới thủy cung mà trong Mỹ hay là Âu Châu nó đâu có biết. Trong mắt của sư phụ á, tụi mày không có siêu vậy, tụi mày chỉ là mấy thằng con nít Âu Châu với Mỹ, tại nó không có hiểu tâm linh, nó cứ theo vật chất phù phiếm. Bây giờ mình trở lại nước Anh hay nước Pháp ngày xưa là thống trị thế giới chỉ có mấy trăm năm đây nhầm nhòi. Phụ đã tới cái chân cái quả địa cầu này mấy trăm nghìn năm rồi, trước thời Atlantis nữa. Sau đó về nước Tàu, làm vua nước Tàu nhiều đời nữa. Lúc đó đâu có Âu Châu, cũng chẳng có nước Mỹ nữa. Nước Mỹ này lúc đó còn màu da đỏ mà. Nhưng mà song song khi cái trái đất bắt đầu thành lập á, nó có không khí à, rồi bắt đầu á sư phụ với cha mới bay ngoài không gian á, mới chỉnh cái trái đất đúng với cái góc độ là mấy degree á, để mà khi nó xoay á, cứ 3 tháng là mình có mùa xuân, tới mùa hạ, tới mùa đông, mùa thu, xuân hạ thu đông, thì nó phải đúng mùa. Chứ bây giờ những nhà khoa học nó cũng nhức đầu nữa, nói ủa sao trái đất hên quá ta, nó nằm ngay cái đúng cái địa điểm mà xoay nó là có bốn mùa đá vậy ta, nó kỳ quá. Mấy cái còn mấy cái trôi ngoài kia nó cha ba dù dù cũng đâu có ngừng lại đâu, đúng không? Đó là sư phụ với cha hồi xưa làm. Ở trên nó kể sao dù kể là cho mấy con nghe thôi. Thì công sức của dù mà để mà chỉnh ngay cái độ mình có bốn mùa là cũng là có công, không công cũng lao. Rồi xong xong á, chưa nữa Atula, trâu của Atula tức là quỷ á, thiên ma á, đầu sừng á. Nghĩa là thiên Atula là gì? Atula có nghĩa là một loại chúng sanh nó có phước mà nó không có quyền lực ở trên cõi trời, và nó nửa người nửa thú. Mà khổ hơn cái là gái ở cõi Atula nó đẹp cực kỳ, cái phụ trên trở thành khoái nữa. Không, người cõi trời cũng có gia đình thì gái Atula trở nên đẹp dữ lắm, xuống trần không dám đụng tới. Atula là như thế nào? Đàn ông á, nó xấu quá, cái đầu nó là giống như có thể là con ngựa, nó là cái chân người, ngược lại cũng có thể là cái đầu người cái chân ngựa, tức là nửa người nửa thú. Tại sao nó có phước nó cõi trời? Là vì nó là cũng làm những chuyện hiệp nghĩa, nhưng nó không có chịu tu, nó không có biết hiền, nó không có từ bi, nó thích thắng, nó thích đạt được thắng lợi thôi, chứ nó không có biết nhẫn nhục buông bỏ. Mày đánh tao một cái tao đánh lại mày một cái, còn cao hơn siêu hơn nữa thì giống như Phật dạy, mày đánh cái xương mắt này hơn là mắt này đánh luôn đi cho nó đều, thấy không? Thì mình cao siêu hơn nó, nhưng mà nó là không có làm được như vậy. Nhưng nó cũng có phước thì nó ở được cõi đó, cõi nó hơn cõi người mình. Rồi nó có Atula hiền và Atula dữ, nó có hai loại Atula. Xuống trái đất này nó thích vật chất thì nó thành ra, con thấy ở bên Âu Châu á, cả nước Mỹ này hiện giờ Federal Bank nó cũng phải mượn tiền của tụi nó thờ ai cũng không, thờ sẽ tăng không, đâu có thờ Phật đó. Cái người giàu nhất mười mấy gia đình á, mình nói này đụng chạm đó,
Tại vì cái hành tinh này á, là nó nửa sướng nửa khổ, chứ không phải là khổ không, cũng phải là sướng không. Còn về phần mà bên cha với Phật á, là cho mấy đứa con là chúng ta là mượn cái trái đất này để mà dùng cái khổ mà sống chung với Atula, sống chung với mấy người dữ á, để mà mình hiền lại. Chứ còn mình còn sống trong người hiền thôi, trên trời là người hiền không rồi. Còn nếu sống không người dữ không á, thì con rất khó mà thành người hiền. Cũng giống như hồi xưa mẹ bắt sư phụ đi ra khỏi nước Việt năm 79. Mẹ nói nếu mà mẹ mà không bắt con khỏi nước Việt, hôm nay con ở bển con cũng làm một cái chức rất là cao, tướng hay là bộ chính trị rồi. Nhưng mà song song á, tâm con sẽ bị nhiễm là vì người xấu không à. Nó không có phải như bây giờ thì đâu có thiện lòng sợ. Trời dở vậy mấy ông lãnh đạo bỏ ra mấy chục triệu mà làm cho người ta lên đây ngồi chụp hình con. Sức mấy bước vô trước cửa nhà ông đuổi ra liền á. Thì thời đó không xong, cha mẹ với thù rồi với mấy anh chị em xuống lập cái trái đất. Thì Atula quỷ nó cũng xuống nó phá. Trời ơi, mình vừa thành lập trái đất này mà mình vừa quậy nữa. Ở trên kể chứ không nghe gì. Nó quậy, nó phá. Tại nó biết cái trái đất này là một cái nơi cực kỳ quan trọng cho tất cả chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật. Những vị Phật lỗi lạc nhất, Phật Thích Nhân Đăng, Phật Tỳ Bà Thí, bảy vị cổ Phật mà đã trải qua trái đất này để tu thành Phật cũng phải nếm mùi đau khổ như chúng ta. Cũng phải nhịn đói, cũng phải nhịn xương, cũng phải bị kiến cắn, cũng phải bị thất tình, lục dục, đủ hết. Cái đời gần nhất của chúng ta là Phật Thích Ca. Ngài không có dính vào cái cõi hồng trần nữa. Ngài sắp làm vua, có quyền uy, có thế lực, có tiền, thái tử, Tất Đạt Đa. Nhưng mà Ngài lại buông. Ngài đi vô rừng để Ngài tìm một cái triết lý. Đó là hôm nay ta có triết lý đó, là Tam Đại Tạng Kinh của Phật Thích Ca của thời đại chúng ta. Và song song ma quỷ nó cũng xuống để mà nó kéo chúng ta đi xuống địa ngục chung với nó, đông cho nó vui nha. Sư phụ nói cái núi Tu Vi á, mình nói nó bự. À, mình nói giả sử đi, núi Tu Vi nó bự như cái núi Thiên Long Sơn này. Rồi Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang ở là trái đất, là Earth. Dịch cho tiếng Mỹ là Earth phải không? Còn thường người ta gọi là trái đất. Thì giống như trái tròn tròn, giống như trái cam, nhưng mà nó đất thì gọi là trái đất. Đúng ra phải gọi là hành tinh của thiên tử. Đây, sư phụ thành lập cái này phải không? Nó cũng là một cái hành tinh, nhưng mà nó hơi nhỏ thì gọi là trái đất, thì hơi danh từ hơi kỳ. Về bên đông thì có Đông Thắng Thần Châu, và Tây Ngô Quá Châu. Thì bốn hành tinh đó là ở đây. Ở ngay giữa này là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu. Cái núi này là núi Tu Vi, thì nó nằm ngay giữa núi Tu Vi. Thì không biết cái núi Tu Vi nó bự lớn bao lớn. Cái núi Tu Vi mình ví nó như là cái Thiên Long Sơn vậy đó. Còn bốn cái châu đang nằm trời của cái chỗ này. Chỗ này là chỉ có 1000 feet cách mặt đất đúng không? Nhưng mà cái núi của mình nó còn lên trên nó thêm 1500 feet nữa. Tức là ngày mai 9 giờ mình đi bộ lên đó. Không biết ai có sức cổng rồi không có sức nha. Đó thì nó mới gọi là lên tới đỉnh núi. Nhưng mà núi Tu Vi bởi cao quảng, bởi bốn vị đó, bốn vị tứ đại thiên vương đó, sư phụ cũng thường tiếp xúc với mấy vị đó, rồi nói chuyện với mấy ngài hoài. Mấy ngài đó lại cai quản trái đất của mình. À, nó ngộ tại trái đất mình thuộc về trong cái phạm vi của mấy vị đó. Khi thành lập trái đất này, ma quỷ nó cũng đi theo phá. Và cái lúc đầu tiên nhân loại, trái đất không có loài người, thì cha mới cho một người, những người con xuống, mèo hành phi mèo xuống, kết hợp lại để thành cái giống. Thời xa xưa đó, mình không phải chỉ có da vàng hoặc da đen. Thì giờ mình đang còn da vàng, da đen phải không? Da trắng phải không? Ba loại hả?
vàng đen trắng. Đen là Mỹ Đen phải không? Vàng là Á Châu phải không? Trắng là Âu Châu phải không? Còn gì nữa? Đỏ không còn nhiêu nữa, mọi da đỏ. Nâu, nâu là nâu. Da nâu là năm loại đúng không? Nhưng mà ngày xưa mình có da xanh nữa kìa. À, xanh blue, xanh lá cây nữa, đủ màu luôn. Hiện bây giờ mấy chư thiên cũng là đủ loại màu như vậy. Cái thân người á, chứ không phải cái áo nè. Mấy vị hộ pháp của cho bộ hả, con nhìn con quảng hồn á. Cái thân của mấy ổng đổ quét à. Và cái thân của ổng xanh lè hay là trắng. Cho nên người ở cõi trời, cái thân người nó không có năm loại như chúng ta. Đủ loại màu hết, ông nào tu tập thân gì là ra thân đó. Nhưng mà cha mẹ mình á, thì sư phụ chỉ thấy trong ấy á, là có lúc mẹ đến sư phụ dẫn ngang á, thì mẹ mặc áo lông bào vàng với cái hình là mình đang thờ nó y chang cái mặt như vậy. Có lúc mẹ mặc áo xanh, có lúc mẹ mặc áo đen, áo trắng, đủ màu hết. Thì cái chiếc nhẫn của mẹ đeo mà con thấy á, mẹ xoay cái là đổi màu. Nhưng mà khi con nhìn sâu sâu vô á, nó cũng giống như đi vô vào cái black hole vậy á. Nó đổ, nó trend đủ color hết. Cũng giống con nhìn như cục diamond vậy, nó ra nhiều màu khác. À, má áo vậy đó. Giống như Hòa Thượng Thái Công. Cái áo của ổng là gọi là super collection á. Tại vì cái áo của ổng mà mình giá lỗ lỗ á, mà khi mà trong vô quê trâu nó đẹp cực kỳ, lỗ nó đủ màu á. Cái giá của Hòa Thượng Thái Công á, tạo mặc áo rồi lúc thế gian này áo rách đúng không? Nhưng mà cái rách bên kia là collection á, là custom make luôn á. À, con nhìn thấy còn khoái luôn á. Hòa Thượng Thái Công. Thì hai người xuống đầu tiên thì bắt đầu lập ra loài người. Nhưng mà khi mang thân người, dầu cho tất cả các Phật, tất cả các vị có thần thông siêu nhiên, cái bộ có thần thông dữ lắm, nhưng mà mang thân phàm con cũng như vậy thôi à. Chỉ có cái trí tuệ á, là chỉ hiện bây giờ Thiếu Nước Kiên ngồi đây chỉ là một cộng tóc của cái triệu cộng tóc. Hiện giờ song song những thành tinh kia cũng có Thiên Tướng Kiệt đang là người giống như laser vậy đó, cũng đang hoạt động bên bển, rồi cũng sư phụ đi khắp tất cả các hành tinh cùng một lúc này, cùng cái thời gian này luôn, chứ không phải là một cái chiếc thân ngồi đây đâu. Một chiếc thân ngồi đây á, chỉ làm việc ở chỗ cái này thôi, còn những chiếc thân làm việc những hành tinh kia là đang cũng đang làm việc. Còn những cái kim thân ở trên trời cũng đang ngồi nói chuyện với cha mẹ, cũng đang sinh hoạt ở trển bình thường á, ở trên trời cũng đang vậy. Thì nếu mà ai coi phim Thời Thiên Đại Thánh á, mà một cộng tóc á, mà thành một Thời Thiên cũng giống nhau à. Thì khi xuống đây cũng phải đói bụng, cũng phải ăn, cũng phải có con phải không? Tại vì sanh ra nhiều con để cho hôm nay mới thành 8 tỷ người nè. Rồi phải đi kiếm ăn cho nó. Có một lần ở trên kể phụ nghe. Là khi mà phụ hồi xưa là người gọi là người tiền cổ, đi tìm đồ ăn cho con á, thì xưa đâu có nhà đâu, nó đâu có vật liệu rồi đâu, con sẽ nhà ở hang động không, thì thôi đẻ ra mớ con ở trong hang động thì để nó trỏng. Nhưng mà trong lúc đi á, thì những quái thú là Atula á, nó tới nó ăn cắp mấy đứa con của sư phụ, nó ăn thịt. Song song nó ăn thịt rồi thì nó, trong cơ thể nó có điện thanh, nó là trượt đúng không, rồi nó ăn con của trời là chư thiên đúng không, là cái điển thanh. Thì từ đó nó lai giống khắp thế gian này. Thì trong kinh sư phụ mới, trong cái 53 câu sư phụ mới nói là chúng sanh đó là giống như lúc sân si nóng giận á, lúc nó nóng giận á, trong 53 câu á là do trong cơ thể của mình nó có những cái mà giữa chánh và tà lẫn lộn. Có con đó,
họ có phải ở một cái hành mọi người xám hả? Không biết, nhưng mà hiện giờ trên mặt đất mình nè, những người mà nhỏ con cái trái đất mình ngày xưa đó, cái loài người bự lắm, cũng là người mình ít thì cây cối nó cũng bự nữa. Mỗi một cái thời gian á, cái cây cối này đều thay đổi hết thì họ có đồ ăn. Đến khi mà cái trái đất nó đông quá không có đồ ăn á, thì con người mình bắt đầu nó ngắn lại. Thì có người tí hon cũng có, cũng sống trên trái đất của này. Đến cái thời đại này á, là những cái người đó còn nhưng rất là hiếm, ít gặp họ lắm. Họ hầu như bị diệt chủng hết rồi. Cho nên con nghĩ cái thân người của mình á, 5-6 feet này á, chả là cái gì hết. Nó chỉ lớn nhỏ theo cái khí hậu và theo cái môi trường của một cái thức ăn của một cái khoảng thời gian nữa thôi. Dầu gió người khổng lồ, có thể cái chân nằm đây, cái đầu có thể nằm tới bên cầu thang điện mẫu đi, nhưng mà cũng là một cái thần hồn thôi à. Hoặc là cái người nhỏ xíu như là người tí ho, người lùn, cũng là một cái thần hồn thôi. Họ cũng mượn cái thân đó để mà họ thăng tiến lên. Có thể họ là chư thiên, cũng có thể họ giống như mình, có thể họ là Atula, hay là có thể họ là súc sanh, để mang thân người rồi tiến hóa. Chúng ta toàn bộ cái mục đích quan trọng nhất của chúng ta là khi chúng ta bỏ một cái xác phàm, là giống y như chúng ta ra trường cái lớp 1 và lên lớp 2 vậy đó. Cái bài thi cuối cùng là cái bài thi chúng ta nhất định phải đậu, không thể nào bị điểm ép được. Đó, y chang như đi học vậy đó. Rồi lúc đó chúng ta nếu mà bị điểm đi thì chúng ta ở lại mang cái thân khác làm tiếp. Cũng giống như ông Nguyễn Cao Kỳ đó, tôi mới hỏi ông, ê ông bài bún này giờ đang ở đâu, thì mấy vị nói giờ tái sanh rồi, được năm mấy rồi, thì bây giờ về cái chỗ của ổng quê ở đâu ta, tỉnh gì của ngoài Bắc ổng, Sơn Tây, Sơn Suýt gì đó, Sơn Đông hay Sơn Tây không khe phải không. Nhưng mà kiếm thằng nhóc nào á mà mới sanh ra chừng 6-7 tháng á, phải không, vô bầu 9 tháng 10 ngày 5 rưỡi thì giờ ổng có khoảng 7 tháng. À, cứ nhìn cái bản mặt dê dê là Nguyễn Cao Kỳ 7 tháng tuổi, hiện giờ tái sanh rồi. Thì mấy vị nói tái sanh, chỉ có ông Thiệu không có tái sanh. Ổng được được phong thần ở tỉnh Phan Rang, ở đâu vùng Phan Rang á. Ổng là một ông thần cũng giống như kiểu chân thần mình vậy đó. Còn ông Võ Nguyên Giáp thì cũng được phong thần. Trần Đại Quang cũng được hình như phong thần ở núi Mai Hắc Đế, lính gác cửa. Chả có cầu khỉ vậy đó, là kinh để viết ra để cho mình tưởng tượng theo. Nó chỉ có một cái cõi gọi là chung giới, thì lên đó đó là để sàng lọc lại cái cõi đó cho những người mà không đủ phước về trời, cũng không có đủ phước để tái sanh nữa, thì ở cõi đó lơ lửng ở đó chờ đến ngày để mà trở lại làm người. Còn mà ở dưới địa ngục mà đi lên á thì là đâm thẳng vô thành người. Còn những cái mà nó mà qua cầu rồi cháo lúng nữa là câu chuyện của bên Tàu thôi, nó không có mấy chuyện đó. Dù đang nói chuyện này để nó ra cái câu chuyện mà người con hỏi đang nói chuyện cha hỏi câu hỏi đầu tiên của ông Ngẩn hỏi thượng đế mà cha phải không? Người thường nói qua là mẹ khóc là ra nước mình uống rồi phải không? Trái đất mình từ thời xưa là loài rồng cai quản đúng không? Thì sau đó Adam Eva là thượng đế cho hai đứa con xuống kết hợp rồi ra nhân loại đúng không? Đang nói đến khúc nào nữa ta? Đang nói là tất cả những Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Thánh Thần trên trời
muốn tu cho lẹ thành Phật đều phải qua trái đất. Ở những cái hành tinh giống như những cái hành tinh mà hiện bây giờ sư phụ đang ở bên đó, đang có một người kiệt ở bên đó. Cái thằng kiệt ở bên đó nó khoảng 40 feet, còn thằng kiệt này là 5 feet 8, 5 feet 9, không là tính ra nhiêu feet của Việt Nam ta, mét mấy, mét 7 à, 7 mét 8, không còn cái thằng kiệt kia nó tới 20 mét. Cái tướng người nó dài bằng từ đây tới đây. Cái mặt của thằng kiệt kia nó không có lỗ mũi này, nó có lỗ mũi lằn lằn, da của nó ngầu lắm. Kiệt kia thì nó đang sinh hoạt ở bên bển. Mỗi thành tinh đó là đa số là Atula, nó dữ lắm, nó thích chiến đấu. Mà thành tinh đó bên đó nó không có cái nước như nước biển mình, nó có cái loại nước sạch sạch, nó không có chìm, mà nó bự hơn trái đất này khoảng như 50 lần, lớn như lắm. Nó không có mặt trời luôn, mà nó cũng chẳng có mặt trăng, nó cũng chẳng có ngày và cũng chẳng có đêm, nó cứ hồng hồng đỏ đỏ vậy đó. Thì ở bên kia có thằng kia kia đang làm việc của bệnh song song. Mà những cái người thằng lằn đó đó, họ có thần thông, họ có thể dùng tư tưởng để mà biết được người kia đang suy nghĩ gì, họ hơn mình một cấp. Nhưng mà cái mình muốn nói chỗ này á, Phật không có giảng pháp như những người đó được, tại vì họ không có chịu nhẫn nại để nghe. Bồ Tát cũng không có qua thành tinh đó luôn, họ tự giết nhau rồi lặn hụp chìm đắm trong cái nghiệp quả của họ. Sư phụ là anh hùng nhận lệnh cha xuống đó để mà trừng trị những cái thằng hung dữ, để mà bởi nó cũng có vua, cũng có xã hội của nó, để nó không có, cái hành tinh nó không có trở thành như giống như trong phim mà Max đây, cái phim Max không? Cái phim mà mấy chiếc xe mấy người hung dữ đó, rồi cái trái đất này không có nước, rồi cái chạy mấy xe cũ xe tăng rồi á, Max hồ coi phim Mỹ hôm nay giờ hôm, ví dụ phim Mỹ. Phật chỉ có tới trái đất này, Bồ Tát, Tiên Thánh chỉ có xuống trái đất này giảng pháp, nói chuyện. Song song với quỷ, nó ở ngoài kia nó cũng đang giảng pháp, đang nói chuyện, để mà đưa những con thiên về trời. Ở bên đó mấy đứa con thiên hiền á, sống đâu có nổi với mấy cái người dữ đó, đúng không? Bây giờ thử mấy con mà cho vô ốc lanh ở, con ở nổi không à? Ừ. Hay là chinh cơ gô á, vô đó ở đi, thử biết ném mùi. Mệt quá cho thở một chút rồi nói tiếp. Em mới ăn no á, mà ăn cơm no quá hơi, quên hơi cái nãy giờ nói cũng hơi nhiều. Người đó cũng cỡ 10 feet, 15 feet, mà ốm, mà cái tay dài, mắt thì đen, không có tóc. Thì hiện giờ cũng có thằng Kiệt đang ở đó. Cái thành tinh đó nó có khoảng 30 tỷ dân. Và thành tinh đó họ cũng đang bay lãng giảng chung với thành tinh của mình,
Anh giúp tôi giải thích tại sao những người dễ vô nó sống với mình hàng nghìn năm rồi mà nó không có giết mình, nó sẽ có lý do. Thì hụn đang ở đó. Hồi những á, không phải là chỉ riêng cái trái đất này mà có sự sống. Chỗ nào có sự sống là cha cho sư phụ xuống chỗ đó. Vì người dế vô, người tất cả người trong không gian, trong vũ trụ là đều do cha cai quản hết. Nên nhớ, Thượng Đế cai quản hết, không phải chỉ riêng cái địa cầu của mình. Bởi vì bữa có người hỏi ở trên ông trời có ngủ không, cha mà ngủ cả cái vũ trụ này sao mà sống nổi. Cha chỉ ngồi thiền có mấy phút thôi, mà mấy nghìn năm nay á, là cái đám sa tăng ma quỷ nó lộng hành kiểu này rồi. Thế sao Thượng Đế ngủ nổi với mình, phải lúc nào cũng phải canh chừng mình á. Khi các con hiểu được tại sao thì mới nói vòng vòng nhiều thứ để mình có cái sự so sánh, thì mấy con mới cảm thấy được cái sinh mạng của mình là rất là vô thường, đúng không? Nhưng mà mấy thầy trong chùa dạy nó là vô thường, thế gian này tạm bỡ. Mấy con nghe qua là chất lớp à, cõi ta bà đâu, nghe giống như là dịch nghe sấm vậy đó, đâu có hữu hiệu, đâu có sự so sánh, đâu có tưởng tượng. Mà khi nghe cái đài của sư phụ rồi nó lại khác, nhưng mà cũng cùng cái meaning, là mục đích để cho người ta quay đầu, cho người ta ngộ, đúng không? Nhưng mà mình theo cái kiểu mà giống như mấy thầy nói như là Phật, chúng sanh sanh mạng vô thường, các con phải buông bỏ nha các con, các ái ly thân nha. Sư phụ mà nói chuyện hiền kiểu đó dư sức luôn, nó kéo thời gian thôi, con hiểu không? Nhưng mà cái phong cách mỗi người có phong cách khác nhau. Sư phụ là người truyền tin, cái đó là để phong cách của mấy thầy. Có một cái sư phụ chỉ nói lời thật việc thật, nói từ theo những cái gì mà ăn thì sư phụ biết chắc ăn của đời sư phụ. Còn mấy thầy thì nói theo cuốn kinh, cuốn kinh mà ngày xưa là kinh điển, là bên đạo Phật là người ta đã thay đổi, đã đốt cũng nhiều rồi. Làm gì có chuyện cha Thượng Đế mà là tiên nhỏ hơn Phật đồ này nọ, rồi họ còn đi nói cha mẹ còn luân hồi sanh tử tào lao. Bây giờ họ là xuyên tạc kiểu nào họ không xuyên tạc. Sư phụ là dàn thiệt mà họ cũng nói sư phụ là cục than nè. Chỉ có mấy bao nhiêu phần trăm rất là nhỏ nhỏ tin sư phụ là vàng thiệt thôi. Còn đa số họ cũng vẫn cho là cục than. Là vì miệng đời á, họ muốn nói cái gì, dầu cho họ có nói kiểu nào đi nữa, họ không bao giờ thay đổi được sự thật. Giờ cộng sản thế giới nó có khôn cỡ nào, nó có mưu toan cỡ nào, tính toán giỏi kiểu nào, rồi đây sẽ không có một nước cộng sản nào trên thế giới. Ai muốn cá một đồng ăn một triệu cho vụ cá, lần này chắc ăn luôn á. Thầy theo nít tụi mày chìm hết, nghe tàu đồ đi hết một lượt. Cá sư phụ tức là cá với ông trời á đó. Cười cậu nói là thiệt, tất cả những cái hung dữ sẽ không còn hiện hữu trên quả địa cầu, chỉ còn lại cái thiện lành thôi. Cái thiện lành nó đi chung luôn những cái nước vô minh, những cái nước độc tài. Tuy là nó mang là tự do, nó có tổng thống, cũng như là Campuchia đúng không, là nó đa đảng, nó tổng thống, nhưng mà cuối cùng nó cũng là độc tài, nó cũng là thuộc loại Atula đó, đi luôn. Cho nên trong kinh mấy vị nói hồi biết không, sau này nước Miên á sẽ rất là giận ông Hussein, ổng là tạo ra cái nghiệp cho nước Miên đó, bị dông quá. Sau này Việt Nam chiếm nước Miên là có lý do là vậy. Là sư phụ làm thù, là có chức vụ sư phụ lấy nước Miên, nước Lào liền á, lấy bằng tiền. Chứ để nếu không á, trong tương lai những cái thế hệ nhỏ nhỏ đó làm sao mà chống chọi nổi thằng Trung Cộng. Nó cứ dùng nước Miên để mà nó đâm ngang hông không à. Bây giờ tối ngày á, lúc nào á cũng bị thằng Trung Cộng cho nó. Cho nên á, nó phải sát nhập cho nước Việt. Khi mang thân người như chúng ta, có biết bao nhiêu người ao ước được mang thân người, thì kinh Phật có nói
cái gốc cây á, mà nó trôi tới trôi lui giữa sông Hằng á, ngay ngã tư sông á, ở dưới có con rùa 100 năm á, nó mới trồi đầu lên để nó thở một cái mà nó đụng với gốc cây. Mấy con nghĩ cái đó là khó hay dễ? Quá sức chừng hy hữu khó đúng không, 1.000.000% đúng không? À, như vậy á rất là khó rồi đó. Nhưng mà mang thân người này càng khó, khó hơn cái con rùa đụng rốc cây nữa. Để thù giải thích tại sao, là vì hôm nay những cái người mà sẽ đi mất xác mất hồn, trong đó có Bill Gates, trong đó có những người mưu mô ác, trong đó có sân trước sân sau, trong đó có những cái người mà vô minh thời nay nè, mà không có mà sư phụ đã ra nói chuyện rõ ràng vậy rồi mà họ vẫn còn chống trời á, họ sẽ bị vào ở một á, là nặng quá đó, là mất xác mất hồn luôn, tức là không còn linh hồn nữa, tức là delete luôn á, giống như bấm chữ delete luôn á, giống như mấy cái máy mà recycle á, con bỏ nguyên chiếc xe vô nó sẽ sấy thành sắt vụn luôn á, tức là không có được tái sanh nữa, mất luôn. Thì một số sẽ bị như vậy, một số cũng làm chuyện có lỗi nhưng mà họ sẽ không có tái sanh được, họ sẽ ở vào cái loài thú để mà trả cái nghiệp của họ trong cái sở thú rất là lớn hiện bây giờ đang có. Cũng giống như ông này ăn hối lộ người kia thì ông đó phải đầu thai thành một con chó sói để cho con cọp nó ăn chó sói lại, ăn qua ăn lại. Khỏi Atula cũng vậy, họ lặn hụp ở trong cái nghiệp của quả của họ. Thì cái hành tinh đỏ đỏ đó Phật không có giảng pháp được, là vì cái tâm của con người đó cũng còn sân si á, họ phải ở đó khoảng mấy nghìn năm. Vì cái thời vàng kim sẽ không có chấp nhận những cái người đó. Một cái đại gia đình 8 tỷ người trong tương lai sàng lọc lại rồi, chỉ còn người tốt, chỉ có đạo thiên tâm, Phật thánh tiên sẽ hiện hữu sống ở cõi đời này, sẽ giáo huấn chúng sanh. Thì giờ con có để một thằng ác như kiểu này lên mạng, nó chửi thiên tâm, nó xuyên tạc cha tối ngày á, con nghĩ làm sao? Bây giờ thù chịu khổ, nhưng những thế hệ đời sau á, họ đâu có ấy được. Thì những cái thành phần đó hôm nay là ngũ thú đồng cư địa, thượng đế mở cổng địa ngục mà cho quỷ xuống hàm. Thì sau khi mà cái bài thi gọi là final của cái bài này rồi thì họ đâu có còn ở đây nữa. Ok, tao cho mày cơ hội rồi mà không chắc là lấy cơ hội, mày còn quậy phá nữa thì thôi. Nó cũng y như một cái công ty con có 5.000 người mà có một cái thằng mà nó spy, nó ăn cắp, nó làm virus, nó làm cho computer rối loạn hoài, thì 5.000 người đó người ta cũng không có làm việc được. Thì một cái xã hội trong tương lai phải là người tốt hết. Cái nghiệp của họ sẽ đi chung với cái nghiệp của những người xấu là vô sở thú, còn những cái nghiệp mà thiện lành á sẽ ở lại chung với những người nghiệp thiện lành để mà tiếp tục một cái đời sống mới gọi là thời vàng kim, mà nhiều người mong ước để mà sống vào thời đó. Thì các con đang sống vào thời đó, những đứa con họ thiên ở Mỹ, khắp thế giới và trong nước Việt Nam cũng sẽ được sống vào thời đó, vì còn nghe và còn hiểu được cái tiếng nói của từ bề trên thì đều sống được vào thời đó. Còn mấy cái người hung dữ sau khi cái sanh lọc rồi, sau khi mọi chuyện ngã ngủ rồi, giật mình mới biết mình quen lâu rồi thì sẽ không còn nữa. Đó là mang thân người. Khi mà hôm nay cầm cuốn kinh Thiên Tâm ngồi thiền, rồi lâu lâu rảnh về đảnh lễ cha mẹ ở núi Thiên này, thì là một cái hạnh phúc, là một cái cực kỳ quan trọng mà mọi đứa con Thiên đều phải hiểu, sẽ có cảm nhận khi về Thiên Long Sơn có chữ Thiên đầy trên núi này. Mình nhìn những người ở phương xa, họ nhiều lúc có phước hơn những người ở gần đây. Tại gần đây á, thành phố này giàu thì quỷ nó cũng bu theo vật chất mà, nó xây cả 100 cái chùa ở dưới. Rồi quỷ nó cũng nói với con cháu của Thượng Đế
ta là thầy của ngươi này nọ, thì giống y như hồi xưa ma quỷ mà nó hâm Phật Thích Ca vậy đó. Cuối cùng những đứa con thiên ở dưới núi này nè, cả mấy nghìn người cứ chửi sư phụ, chửi Thiên Tâm, chửi Thượng Đế tối ngày. Họ nhận vật làm cha đó mà họ không biết. Lời hôm nay thù nói thiệt, nhận vật làm cha đó cũng giống như nhận Hồ Chí Minh đó, là thần tượng đó, thờ tối ngày vậy đó. Thì cái Phật tử thở ở đây nó cũng y nhỉ, cũng y như là ở Việt Nam mà thờ tự là thờ hình Hồ Chí Minh trong nhà vậy đó, rồi cái không thờ Phật. Tối ngày khấn Hồ Chí Minh, ổng dưới địa ngục làm sao ổng độ được. Cha mẹ mình trên đỉnh núi này, ma quỷ ở dưới mấy cái trăm cái chùa của thầy Quốc Danh ở dưới, mà nhận vật làm cha vậy mà cứ cho là đúng. Ngay thời khắc này họ cũng là như vậy. Thì nó 100 năm loại mà đi dưới cầu. Đến khi mà già rồi bệnh rồi đó, chết rồi đi đâu, chết thì thành cái hình nhỏ xíu, thì mỗi cái hình nó nằm đầy hết cả trăm chùa. Thì cái đống con cháu cứ bu lại, thì cứ nuôi mấy con ma tăng vậy đó, nuôi quỷ vậy đó, bằng những cái tấm hình, cũng giống như là con đóng cho mấy thằng mà thu tiền khu phố vậy đó. À, chỉ lấy cái hình thôi, chẳng đầy vậy đó. Con thấy có đúng, cách tu tập nó đâu phải là như vậy. Tu tập mỗi chúng ta là riêng biệt, chúng ta phải tự ngồi thiền đọc kinh. Cái đó là community service, là một chuyện khác. Hình cha mẹ mình mãi mang về nhà mình tự mình thờ, mình không có cần phải đến đó. Tới khi bữa mình đến đó thì ma quỷ ở trong chùa nó nhiều hơn, Phật bây giờ không có ngự ở chùa nữa. Thì khi trượt mà nó dính vô cái bóp mình, hay là nó vô lỗ tai mình, nó về nhà mình, thì lúc đó đó mình sẽ khó comfortable, mình không có vui vẻ, mình sẽ không có ăn ngủ được. Đó là tự vì mình đi chùa nhiều, trong đó là trượt không, ma không. Vậy mà bao nhiêu cứ recycle như vậy mà đâu có biết. Còn tu tập, cái tâm á, nó không có vui, nó không có hoan hỷ, tâm bấn loạn, thì làm sao mà có thể mà đi về trời được. Khi con người của chúng ta phải lúc nào cũng phải vui, vui thế gian, thì là cả cõi trời với cõi thế gian này là giống nhau. Suốt thế gian cũng như là thế gian, không có khác cái gì hết. Cứ tự nhiên nhé, này mình đang quay phim cho nên mình đang đóng phim, đang nói chuyện cho nên gọi chào hỏi rồi cắt điển nói. Thì nếu mà người có chánh kiến thì tu tại gia, đạo Thiên Tâm đa số khi mà ra đời xưa mấy gì cứ nói là hiện giờ ma quỷ đầy đường hết, mặc áo vàng cạo tóc. Thì cho nên mình ở nhà mình tu tại gia để mình đừng có bị chúng bùa chúng ngải. Tại vô đó ông thầy nào cũng chơi bùa chơi ngải để kéo lôi kéo Phật tử đa số luôn. Còn mấy ông thầy thật sự mà thầy tốt á, mình không nói hết nha, trong đó một số là mấy thầy tu đàng hoàng. Mấy thầy tu đàng hoàng thì mấy ông không có cần tiền nữa. Thì con nghĩ không có cần tiền thì đâu có chùa to tượng lớn đâu. Mấy ông nghèo lắm, mấy ông ở ké mấy ông đó, nhưng mấy ông tu chỉ là tu riêng thôi, thì mấy ông đâu có được mở cái thùng tiền Phúc Sương. Con cứ so sánh vậy đó. Tại mấy ông tu đàng hoàng làm gì có tiền xây cái chùa. Ở đây mà con mà mấy ông không có mất nghiệp thế gian nữa, cho nên mình không phải nói hết. Nhưng mà cái buồn cười á, là Phật tử thời nay á, thích cái chùa nào đẹp tượng bự á, là chạy tới. Giống như tâm từ của ông thầy Quốc Danh, thầy Pháp Chơn nè, không phải ông Kim Sơn rồi nè, cứ chạy tới là dính cháu hết. Vậy á, mà họ thích dính cháu. Bữa nào iOS đi audit hết. Tại vì cái đó là thu nhập income, tiền mặt cũng phải đóng khai, mà có ông nào khai.
Còn mỗi năm mở ở chùa bự 5 triệu, 10 triệu. Cái bữa hổm mấy người đó kể tiện đâu. Ồ, có bà Phật tử chồng chết nhiều tiền lắm, bây giờ vô chùa tôi tu cúng dường như tôi mấy triệu. Có bà Phật tử nào điên kiểu đó không? Có bị gạt cờ gù cũng không có nói nè. Tiền có gì cộng xây không đó con? Thấy là Phật nhìn là thấy rõ luôn nha. Mà ông đừng có đụng vô hộ, không có đụng. Mà ông chửi cho hộ nhiều quá. Đó là thượng thích siêu. Có ghệ đi theo cái bà Diệu Hương. Mấy ông nói thằng kiếp mày đuổi thầy của mày đồ quỷ. Mày tu tà, mày thờ thần, tu là tà rồi. Tức là ông chửi núi Thiên Hương mà thậm tệ mấy ông đó. Ông đâu có tu. Người biết tu không bao giờ nhìn những gì sư phụ làm là có lợi cho dân tộc, có lợi cho cộng đồng mình đây. Mấy đứa nhỏ nó thích lên núi này nhiều hơn đi chùa đúng không? Nó lên đây á thì nó dẫn bạn Mỹ nó lên, người Mỹ rồi lên đây cũng hãnh diện là có phong tục Việt Nam. Để cho mấy công ty á nó được lên lương lên chức. Thế là mình làm chuyện có lợi không, còn ổng làm chuyện bất lợi vậy mà cứ chửi mình. Nghĩa là họ cứ nói nhưng mà khổ hơn cái là cái một lời của ổng nói là cả làng, cả nguyên cái thành phố San Jose này nghe ổng. Còn một cái tiếng nói của hụ nói ai đâu hiểu. Đâu người ta đâu có hiểu đâu. Nên cuối cùng rồi, áo vàng cũng thắng áo màu. Áo này nói chuyện sao lại áo vàng được. Mà nói nghe vậy đó. Áo kiểu nào cũng mình cũng thua. Giống như bà Quảng Tâm ở chùa Kim Sơn á, là vợ của ông Tịnh Từ á. Mà người ta đâu có biết. Đâu ai biết. Người ta không biết. Trời cho buổi nhiều lắm, có hình luôn nữa. Người cũng giống như mấy chùa ở đây nè, lo lo có gửi. Gửi mấy cái giấy đi khắp trên thế giới. Không có địa chỉ hết á, ngộ nghe. Tại vì cái hệ thống cộng sản đặt ra chùa ở Mỹ này á, là nó liên kết nhau hết. Giống như mỗi ông thầy muốn nổi tiếng á, là cái chùa kia phải promote ông thầy này. Giống như ông Pháp Hòa đi là cái chùa cộng sản kia phải promote ông lên. Nghĩa là đi giống như tour ca sĩ vậy. Tức là cái nguồn máy chính trị của họ vậy. Vừa thu tiền để gửi Việt Nam mà vừa là chính trị luôn. Hãy mà làm sao miễn cho cái đám mẫu hải ngoại mày đừng có chí khôn á, là đảng của ta thắng. À, nó cứ tính vậy. Thầy ông gửi, mỗi năm gửi đi khắp thế giới. Ngày mình nói giống như bữa nay ngày 20 tháng 5 ở chùa chúng tôi có buổi lễ cầu siêu. Ai muốn cầu siêu các ông bà tổ tiên thì kèm theo cái tờ check và điền. Cái thằng mà làm mấy chỗ ta núi để làm mấy năm khoảng mấy chục nghìn tiền tem, nó gửi một đống nó vô thư viện bưu điện thì chừng hai ba tuần sau cái một đống thơ nó về như cái núi vậy đó. Cái bổn phận của nó là chỉ cắt bao thơ, lấy cái tờ check dục thùng rác ngay lập tức. Có bao giờ mấy ổng đọc cái bao thơ đâu, chỉ lấy tiền deposit thôi. Mà năm nào mấy ổng cũng làm ba cú vậy đó. Cho nên ông bà tổ tiên á ở dưới bị sốc. Mày bị gạt hồi nào giờ, năm nào mày cũng gửi tiền đi khắp thế cho. Mà nó có cầu siêu cho tao gì đâu. Mà cầu tao cũng không đi, tại nó là quỷ mà. Nó cầu siêu là theo, tao theo quỷ chứ tao không có theo. Được không? Vậy mà chúng sanh vẫn ngu. Tôi nói thiệt luôn á. Không tin đi kiểm chứng đi. Tôi dám nói trên đây cả thế giới nghe mà. Nó là vậy đó ta. Xã hội này thời nay vậy. Cầu siêu. Khi người ta vô binh rồi mà có một người mà có chánh kiến mà hiểu như phụ mà nói kiểu nào mà một họ cũng vẫn bị chấp, vì họ chấp tướng, họ theo màu sắc và âm thanh, tức là theo áo vàng. Họ không bao giờ họ tin lời sư phụ nói là thiệt, mà lời sư phụ nói là thiệt là gì? Trên cái video này làm bằng chứng, có ai á hiểu đi, nó là sự thật đó, phủ vàng lắm. Thù có chùa mười mấy năm nè, nhìn chùa mình đi, sao mà không biết được? Ông nào ở đây sư phụ không biết à? Mỗi lần mà cộng sản gửi ra là mấy chục triệu đi phát lương cho mấy tăng ni ở đây á. Mục đích của họ chỉ là muốn cho hải ngoại mình cờ gu cờ gạch.
cho nên sư phụ mới dùng cái danh từ là cờ gù cờ gật cờ gù cờ gật là Phật tử á. À, rồi cái tiền già tiền bệnh này có 1,000 mấy đâu có đủ đâu đưa cho mấy ổng, tại vì người nào mà có tên nằm ở trên tấm bảng cao á là người đó phải đóng tiền nhiều đúng không, là cái bắt đầu đi nổ với bạn đạo được thế, tên tôi nằm trên cao không là cứ về đè con ra xin tiền. Rồi từ đó cái mấy đứa con á nó ghét thì nó không ghét, nó ghét ai, nó ghét Phật chứ đâu ghét ổng đúng không. Thì thành ra cái nước Việt Nam mình gần 50 năm nay cái xã hội nó như vậy, tại mấy đứa nít vợ ghét Phật là bởi vì cứ đè đầu nó lấy tiền về đưa cho mấy ổng, tại vì nó đâu có vô chùa đâu, nó bị trúng bùa không, mấy bà má bị trúng. Khi mang thân người rất là khó, cha mẹ lập cái hành tinh này cho chúng ta tu mà chúng ta không chịu tu, rồi cho tới ngày qua ngày, cho tới ngày hôm nay là ngày tận thế, ngày cuối cùng của cái cùng cực thiên tai, địa chấn, bệnh dịch, kinh tế, chiến tranh. Rồi cha mẹ cho một thằng con mang thân người, nói tiếng người chứ không phải là nói tiếng khỉ hoặc nói tiếng hành tinh nha, nói tiếng người nè, mà người Việt nữa, tại vì Phật đầu thai vô nước Việt, Đức Thầy đầu thai vô nước người Việt, vậy mà cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng mà cũng có phần an ủi nha. Đạo Thiên Tâm ra đời năm 2017 tới giờ thì ít nhiều bây giờ trên thế giới âm thầm cũng mấy chục triệu người theo á, thì họ cũng biết, và đồng thời á họ cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại cái ông nội này nó có đúng không. Năm nào tôi cũng gửi bao, ai cũng gửi bao thơ về nhà tôi để mà cầu siêu ba má tôi gửi mấy trăm, mà sao má tôi cứ ở dưới địa ngục than đói khổ hoài. Cầu siêu có nghĩa là cho ông bà mình ở dưới địa ngục rời khỏi địa ngục, chứ không phải là siêu về trời đâu nghe con. Mấy ông dùng danh từ cầu siêu vậy mà có ông có cầu đâu, cắt bao thơ lấy cái check rồi bọn nhiêu dục rác, mà cả cái thằng mà nó làm cái gì nó cũng bức xúc, nó vô nó ôm xong mình lại gạt người ta hoài. Chuyện của ông lo, chuyện của con cứ lấy check đưa cho ông đi deposit nhà băng được. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn tăng ni mà ca kiểu đó thì con nghĩ như thế này. Cái con làm cho phụ nói trên mạng hôm kia tại cái clip đó, mới có mấy ngày nó xuống nhất định mà học thuộc cái bài hết, anh Kiệt đừng có học thuộc nghe. Tại vì cho phụ mà ca là nhiều người bắt chước ca làm sao, kể cho nhiều người bắt chước ca cho vui, tại vì thầy dạy là mình phải nghe. Đó là chuyện con rùa đụng với gốc cây. Khi mang thân người hôm nay, mình nói Phật tử nha, họ có bi, không có trí, họ không có dũng. Họ chỉ cần, họ ở trong kinh Thiên Tâm cũng giống y như là kinh của Đại Thừa, đâu khác gì đâu, nhưng chỉ thêm kinh mẹ thôi. Nhưng mà kinh Thiên Tâm là được Phật Bảo Ngâm với mẹ chứng, ở trong đó có 36 lại sám hối, cái đó là quan trọng nhất của Thiên Tâm. Để cho tự vì cái thời gian mình tu không có, thì mình đọc một thời Thiên Tâm một ngày đó, bằng đi chùa một năm. Nó là thật á, nó hữu hiệu. Thì con người của mình điển thanh nó ra, những họ thiên con thấy á, đứa nào mặt cũng tươi tỉnh, cũng đâu có phải là gù gật như Phật tử đâu, sáng không à. Nó khác nhau rất là xa. Mà Phật tử không bao giờ chấp nhận Phật mẫu với Thượng Đế, không bao giờ, rất là khó. Là gì? Mấy ông thầy đó, mấy ổng mà hôm nay mà chấp nhận Phật mẫu với Thượng Đế thì mấy ổng đâu còn làm ăn được hả? Quỷ mà, quỷ nó rất là ghét cha thương má, nó rất là đón nhà tôi la lên đấu với thiên đình, thì xuống trần nó cũng vậy thôi. Mà mình nói thí dụ một Phật tử thuần tí tu rất giỏi đi, đọc Lăng Nghiêm, đọc Quan Nghiêm, đọc Địa Tạng đồ rất là giỏi,
mà họ nhất định không cha, mà họ cứ muốn đi về trời, họ muốn giảng sanh, không có chuyện giảng sanh. Mình không về cõi Phật A Di Đà rồi lọt về cõi nào thì cũng mà tầng thứ 5, thứ 4, thứ 6, thứ 7 thì cũng là tầng nào cũng cha cai quản hết. Mà trong khi trong người họ có cái trí khôn là đã cha rồi mà không nhận cha. Ở cõi ta bà lặng hụp ở trên, cha mẹ kêu con đưa tay để ta kéo lên, vậy mà không đưa tay. Nếu mà một người mà gọi là tinh hờ bất linh tại cái ngã của họ đúng không, mà lỡ như tất cả những gì mà sư phụ nói 5 năm nay, chuyện này nói 5 năm nay mà chúng, có phải tất cả mấy Phật tử đó khó mà vượt qua nổi chuyện này không? Thí dụ như thà ok ông nội này ông nói cái thượng đế cao hơn Phật này nọ thì tôi tu theo thiên tâm tôi đâu có mất gì, không lỡ như ông có nói chặt tôi cũng đâu có mất gì. Hồi xưa ông bà tổ tiên tôi để lon sữa bò tôi cũng đâu có mất gì. Mà còn ngược lại bây giờ á, cứ đi theo mấy ông thầy rồi chống đối lại thiên tâm, cứ nó xuyên tạc cha với mẹ. Mà lỡ như cha với mẹ là có thiệt trong cái vũ trụ này đi, lỡ như thiên đăng kiệt này là thiên tử thiệt đi, dùng chữ lỡ đó, thiệt là thiệt rồi, thì họ như thế nào? Bực là bực chỗ đó, buồn là buồn chỗ đó. Con có sự hiểu so sánh không? Lỡ như thế này là thiên tử thiệt rồi sao? Ông nội này ông nói 5 năm ông cũng khô cổ rồi đó. Lỡ thiệt á. Nhưng mà nó là thiệt á, chứ không có phải là lỡ đâu. Nhưng mà con cũng lơ. Tại vì trong cái luật Phật họ học những người mà Phật tử mà tu Nam Tông hay Bắc Tông đều là có Bồ Tát giới. Trong đó hãy một vị Bồ Tát mà mang thân người thì không có chấp tướng, phải nhìn cái hành động người đó. Người đó lo quảng đại, đó là tâm hồn Bồ Tát. Người đó lo cá nhân là người của thế gian. Người đó lo cho quốc gia đại sự là người đó sẽ là thần. Rất là đơn giản. Chuyện này lo cho tất cả bá tánh trên thế gian này là một Bồ Tát sống. Họ không có nhìn ra. Mà trong khi kinh điển nói hễ một vị thầy, một người mà cúng dường hay là đến nghe pháp của một Bồ Tát thì là đại phước, đại phước. Còn mà đến nghe quỷ mà giảng pháp hay là cúng dường cho một con quỷ là tội đó. Mà trong cái phạm vi bao nhiêu cây số mà nghe một vị Bồ Tát cũng giống ngày xưa ngày Quan Thế Chí đi về với miền Nam của nước Tàu giảng pháp, giảng 3 ngày chả ai nghe hết, chỉ có ông bưng ghế ra bưng ghế vô, cuối cùng hỏi ông bưng ghế ông có nghe gì không, nói tôi cũng nghe hết, tôi chỉ bưng ghế thôi. Thấy chúng sanh vô phước không? Mà trong khi ma tăng mà mặc áo vàng thôi là họ bu tới. Giống như bữa sư phụ đi Houston, sư phụ ngồi gần bãi cước bò, ngồi trên gốc cây, đứa nào còn chụp hình á. Vậy mà ông này Pháp Hòa tới là họ 5-7 nghìn người họ nhào vô dành chụp hình rồi. Nghe ông giảng pháp giảng cái gì? Chúng sanh thời nay nó vô minh vậy đó. Nó đi ngược, thích ngựa làm ngược lắm. Thì mai mốt cuộc đời có ngược ngạo thì đừng có trách sao Phật trời không có công bằng. Phật trời rất là công bằng. Nếu mà mình làm ngược thì cuộc đời mình nó sẽ đi ngược. Nếu mà tất cả ở ngoài kia không hiểu thì đi coi lại đi. Mình nhiều lúc đi vô chùa tu cả mấy chục năm, tu cả đời, có người nào mà Phật tử nào mà mặt mày mà tươi tỉnh hay là sáng suốt không? Toàn là gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh xung quanh xảy ra không? Nội mà mình về mình xin tiền con cái mình, tại tiền già đâu có đủ cho mấy ông vụ, phải xin thêm. Thì nội mấy đứa con nó ghét Phật á, đã ghét mấy ông thầy mặc áo vàng là ghét Phật. Là coi như mình đã làm hư con cái mình rồi á. Bởi khi mang thân người mà còn cầm được cuốn kinh Thiên Tâm, biết đọc ngồi thiền mà
cha mẹ hôm nay, vì lúc trước khi kinh Đạo Thiên Tâm ra đời ngày 16 tháng 3 2017, chỉ cần qua về hướng Đông Bắc nhập đạo thì lúc đó hai bên vai mình là ông Thổ Địa đã ghi tên và chấp nhận cho mình, và dấu Thiên Tâm rất là mộc nhiệm, sẽ được tất cả các thiện thần ở mọi nơi mọi chỗ đều gia hộ. Từ trên bệnh nằm ở trong giường bệnh cho tới ngoài giường bệnh cho tới bất cứ nơi nào đều có sự mầu nhiệm của do khi mang dấu hiệu Thiên Tâm. Rất là dễ. Nhưng mà có rất là nhiều câu chuyện, giống như hồi lúc mà trên giường bệnh ở Sài Gòn, có nhiều người, người ta lúc đầu trước khi bị Covid người ta không có tin, nhưng mà khi vô giường bệnh rồi đeo dấu Thiên Tâm thì từ từ nó hết, thì họ cũng tin. Thành ra có một số lượng rất là đông, nhưng mà ở ngoài kia Đạo Thiên Tâm hay cả sư phụ cũng không có cần phải gieo duyên theo cái kiểu như là có ban bệ hay có hệ thống, cũng giống như chùa Quốc Danh San Jose, chùa Quốc Danh Houston, chùa của thầy Quốc Danh ở Nam Cali, thì họ có hệ thống, cái ông thầy Quốc Danh luôn cũng là phải hệ thống Quốc Danh nha, thì đi chùa này chùa kia thì những cái Quốc Danh kia nó support Quốc Danh nọ, thì họ cấu kết nhau để họ mà lấy tiền họ chia với nhau, hiểu không? Họ có hệ thống. Còn Thiên Tâm của mình á là sư phụ giao duyên cách tự nhiên, những đứa con trời, sư phụ chỉ khơi lại cái a lại gia thức để mà tự nhớ lại, để mà tự bắt đầu á theo và tự tu, chứ không có một cái sự ràng buộc hay là thiếu nói chuyện này, không bao giờ dụ ai mà theo Thiên Tâm. Sư phụ chỉ thề là không, những người đệ tử hỏi thiên sư phụ không bao giờ bỏ đứa nào, dầu cho đứa đó có hỗn hào, có nghịch ngợm, và đồng thời á cái nghiệp của những đứa con đã vào hội thiên rồi một thời gian bỏ hội thiên á thì cũng là do cái nghiệp của họ bị kéo đi. Nhưng phụ cũng vẫn thương, đặc biệt cái là phụ sẽ không bao giờ liên lạc, trừ khi nó mang xác về núi lại sám hối cha mẹ thì phụ còn quả mai còn liên lạc. Còn đứa nào mà cứ bình thường thì cứ bình thường, mà lỡ như mai này mất nọ ra ngoài đời gặp người, gặp ma quỷ hay gặp nghiệp mà nó kéo á thì sư phụ cũng nín thinh luôn à, đừng có hòng mà chờ sư phụ mà gọi nha. Tại vì Bồ Tát là chỉ là gieo duyên 3 lần thôi, Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Sư phụ đó là nghiệp của các con, mà các con đã từ đầu đưa trao cuốn kinh là trao bí kíp, đưa cây đuốc là tự phải đốt và đi, đi bằng cái bằng chân của mình đã nói rõ hết. Mà có những đứa nó không có hiểu, cứ đi lang bang gặp gia đình gia cảnh, rồi gặp thầy này thầy nọ rồi lôi kéo, rồi cái nhảy ra khỏi thiền bát nhã, thì cái nghiệp họ kéo họ tự động quay về. Sư phụ không có kêu đứa nào quay về, đứa nào đi cứ đi luôn. Chứ sư phụ vẫn mở rộng vòng tay. Ok rồi, mình nói thời tạo thiên lập địa ra cái trái đất này, rồi nói vòng vòng, nói cuối cùng tất cả các vị Phật đều phải qua trái đất này mới thành Phật. Sư phụ nói luôn mang thân người rất là quan trọng, một ngày còn hơi thở là còn quan trọng, gán giữ. Một ngày còn đeo dấu Thiên Tâm, còn đọc kinh được Thiên Tâm thì ngày đó là cái ngày hạnh phúc. Ngày nào mà không đeo dấu Thiên Tâm, không còn đọc kinh Thiên Tâm nữa thì cái ngày đó, cái ngày hay bắt đầu đen tối nó sẽ kéo tới trùng trùng đó, gán tự mà lo liệu. Rồi sao vậy, ngồi gần đây nè lên mới được. Rồi nín rồi đó, cao đầu bữa nay có quyền nói rồi đó. Khi nào mình nín mấy giây là cao đầu có quyền nói. Còn đang nói thì đừng có dơ thì có khớp. Giờ có quyền nói thì cao đầu cho nghỉ mệt một chút. Thế hồi nãy thì nói cũng nhiều rồi, nó liên tục cả 2 tiếng nữa. 3 tiếng.
Nó lên tàu 3 tiếng. Gần 3 tiếng. Chọn có cái ốc gì mà nó. Thật sự á, bình thường á, là ở những lúc cái phụ thì có hùng thái tử trên đầu nữa, ba lạng nhạc, có lúc vô tiếp sức, có lúc thì tự mình bê, đúng không? Kiểu là vậy. Sư phụ nói cái khúc mà sư phụ làm ở cái hành tinh mà có thành lành đó. Nhiệm vụ của sư phụ ở đó là dù dù đó cũng giống như là dẹp loạn 12 thập nhị sứ quân vậy đó. Tại những nó hung dữ lắm, hung dữ cũng có thằng nó có đạo nghĩa, hung dữ có thằng không có đạo nghĩa. À thì mình phải làm cho nó có trật tự lại thì nó có đời sống. Ok, tụi mày không thành Phật được thì tụi mày ít nhất cũng thành nhân hoặc thành người. Nó cứ ăn tươi nuốt sống đồng loại nó không à, thì nó muốn thành quỷ. Là cái đó mình không có chấp nhận được. Từ quỷ mà lên thành nhân, thành thần, thành thánh khó lắm nha. Tại vì con lên núi, con lên càng cao lên thành Phật là quá khó rồi, đúng không? À, mà thành quỷ á, sư phụ chỉ cần một cái người mà hung dữ á, mấy thằng mà drug dealer hay mấy thằng hung dữ nó dạy người ta làm ác chỉ trong vòng 3 giây, 3 phút nó dạy làm ác. Còn sư phụ dạy mấy con làm tiên, làm thánh, làm Bồ Tát á, bữa giờ dạy mấy năm rồi, 3 năm á mà chưa thấm thía gì nữa, nó không có hiểu ra cái lý đó không. Lên núi thì mình phải đi từ bước thở, còn mà xuống núi á, trời ơi, tuột cái 1 và 3 giây xuống thì cái thành tinh nó là kiểu như vậy. Thế giới đồng không? Hả? Thế giới đồng không? Nó có khoảng 50 tỷ người á, cái này của ai á? Bữa nay hồi nói chuyện ok không? Hay quá. Á à, trời, bữa nay chuyện hay quá nghe trời. Cao đồ khen bữa nay vụ nói chuyện hay quá. Đã cao đồ không có cắt ngang họng thì nói hay thôi. Ông này hỏi cái gì cho đáng hỏi phải không? Để lúc ta nín. Có gì hỏi ông con? Dạ hai mẹ con từ Maryland đến. Maryland xa xôi dữ vậy? Đi kiếm ai con? Dạ. Đi kiếm cha mẹ. Dạ, ở Đông Nhàn chưa? Dạ. Ở Đông Nhàn chưa? Đốt, dạ con chưa ra Đốt Nhàn, thì con muốn ra nói chuyện trước. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu con đi lên điện mẫu, con thắp nhang rồi con cúng cho anh. Dạ. Con ngồi con nghe khi sư phụ nói chuyện trước hả? Sư phụ hôm nay mặc áo thun đi tập thể thao đó, rồi cái đội nón kiểu là United States mà nói Pháp kiểu này nên ít ai mà nghe lọt lỗ tai. Mà để mà mốt sư bộ đổi tông phải không, chơi cái tóc luôn không đội nón sạch luôn không, mặc áo vàng vô một cái nữa. Nhưng mà lúc đó mấy con sẽ bảo đảm sẽ chán, là vì lúc đó sư phụ phải đổi tông. Tại vì mình giờ là đang nhạc gì ta bỏ đôi chô phải không, mình phải đổi xuống xì lô. Các con, chào các con, hôm nay các con có khỏe không? Mình phải chậm rãi lại, tại vì khi mà mang quân phục của Phật á, là mình mới làm đúng. Còn nếu không á, làm mệt lắm. Hiểu ý không? Nên cái đó phải chờ sau đi. Còn bây giờ, sư phụ chỉ nói những lời thật việc thật, nói những cái kinh nghiệm để khai trí, chủ yếu. Còn cái title á, cái chức, cái danh hiệu vẫn là truyền tinh nha. Sư phụ chỉ truyền chinh tinh cho cha cái đạo Thiên Tâm. Chứ đâu phải là sư phụ là người sáng lập ra cái đạo gì đâu. Họ giống như Chúa Giê-xu hồi xưa cũng là truyền tinh cho cha lập cái đạo Công giáo. Ông Mohammed cũng là truyền tinh cho Thượng Đế lập cái đạo Hồi giáo. Thì thời nay cũng vậy. Thì nó có một cái hệ thống. Gọi là ở trên trời cũng là vua, rồi vua con, rồi nhà dày, rồi xuống sư phụ như vậy. Sau này đạo Thiên Tâm nó sẽ có giáo chủ đời thứ 3, rồi đời thứ 4, đời thứ 5, nó sẽ nói tiếp. Từ trong những cái trường đại học siêu đẳng của Thiên Tâm. Sẽ đào tạo ra những giáo sư rất là giỏi, đi khắp cùng thế giới.
lúc đó nó mới ra một cái hệ thống gọi là thời vàng kim, tất cả thế giới nhập lại có một đạo. Sau này tất cả các đạo thành có một đạo thôi, Cao Đài Hòa Hảo, Công giáo, Phật giáo gì thành thiên tâm hết. Đó là ngày xưa Đức Thầy nói vậy. Rồi sư phụ với sư phụ dạy vậy. Sau này có một đạo, ở đâu mà học Phật ở đâu mà thờ ông trời, đó là thiên tâm hết. Tức là Công giáo họ cũng thờ cha, ông trời. Đạo, đạo Phật bây giờ là thờ Phật, thì mình cũng đang học Phật thì cũng giống nhau. Còn Cao Đài cũng đang thờ ông trời. Còn bên Hòa Hảo thì thờ Đức Thầy. Sau này Đức Thầy xuất hiện, Ngài sẽ giải quyết cái chuyện này. Cho nó mình không biết. Bởi vì cái mấy Phật tử chấp hay là ban tiên giáo, họ tìm đủ mọi cách, từ câu, từ chữ, dấu ngã, dấu nặng để mà bắt lỗi sư phụ. Ô, anh không chịu giảng pháp giỏi như mấy thầy ở trên mạng đi. Ủa, mấy thầy trên mạng là được huấn luyện bằng tiến sĩ mà ăn nói lưu lót như kiểu thầy Nhật Từ, thầy Pháp Hoài, rồi là cộng sản nó huấn luyện mà ăn nói, nói theo để mà kéo số lượng đông, chứ đâu phải nói để khai trí. Sư phụ mà nói thẳng, thuốc đắng giả tật cũng không đâu dám cho thuốc đắng, không cho mặt ông không mà con. Thấy không? Cái rồi mới nói, hey, tôi không phải là thầy chưa từng tu, nhưng mà cuộc đời tôi là cuốn kinh á, những chuyện tôi làm mấy ông làm được, tài danh sắc thực thì tôi bỏ được, mấy ông có bỏ được không? Tham sân si thiên tướng kiệt này bỏ được, mấy ông bỏ được không? Tôi chấp luôn, mấy ông bỏ không được. Ở trong chùa tôi cũng có chùa, mấy ông mất cái đồng hồ có mấy trăm bạc mà la đông đỏng lên vậy đó. Thầy nào lấy của tôi, thầy nào lấy của tôi. Trong khi đồng hồ Rolex hồi năm 2007 sư phụ ở chùa có gần cả chục cái. Hỏi bảy đi, hỏi Phật tử ở chùa Hiếm Anh phụ cho phụ có bằng 3.000 cái miếng vàng ao á. Thời đó phụ mong cho hết ông thầy Ra Tạng thì 3 miếng, thầy Việt Nam 1 miếng, phụ cho hả, cho mấy năm trời cho sạch luôn cái túi vàng của sư phụ. Thầy phụ không còn ham nữa, phụ chỉ để dành triệu trong băng với chiếc OV đang đậu ở dưới á, đang đậu dưới chùa á, là cứ thế mà vui. Không có gì phải sợ hết á. Để sau này mấy vị trên xuống đây, con không có được đi tu nha, chưa xong nhiệm vụ. Thì từ đó mình mới ra được Thiên Long Sơn, từ đó mình ra được đạo Thiên Tâm, và từ đó tới ngày hôm nay ngồi đây vậy mới ra được 230 cái clip. Đó là một cái nhiệm vụ khác. Chứ xưa là sư phụ là chuẩn bị hành trang lên đường, là chơi cái đầu tóc chọc. Bà sư cô và chị là sư cô hành trì ở chùa Hòa Bình ở Phi Minh gần đây nè, để á tỉ mai cho để một đống áo của cài sao nè, ngày mai mặc thử. Bà ngồi bà dạy hoài mà sư phụ làm như là không có biết quấn y hết, mà bà dạy còn nửa tiếng mà bà cũng không được. Hiện giờ đang nằm ở trên cái closet trong tủ quần áo. Cái con lần bà nói ngày mai để trở thành người khác, đó là chuẩn bị hết rồi. Cái này sao tí sao thành người khác, ngày mai có nhiều người sẽ cung phụng, sẽ phục vụ để này nọ. Cái từ đó cái tối thủ nghĩ cậu tôi bỏ hết để mà tôi khỏe, cái đời này tôi làm chủ tôi cũng mệt rồi, tôi có tiền tôi cũng mệt rồi, con tôi lớn hết. Nhưng mà hôm nay cái bà chị mình muốn đi tu để học đạo, mà bà nói ngày mai có nhiều người cung phụng, từ đó thụ ngộ ra luôn. Thì ra tu không phải như vậy. Tu để cho người cung phụng bưng cơm cho mình, phục vụ cho mình, rồi gặp mình xá rồi đi đâu ai cũng cười với mình, chào thầy cười. Cái từ đó là cái sáng tối lại á, điển lấy rượu vô mấy vị về, mấy vị không có cho tu. Tu là ích kỷ, chỉ có một mình khuyên người ta tu, tức là mình đang tu. Từ đó giờ mới có đóng hồi tiên quá trời luôn. Cuộc đời của nó là vậy. Mà mình không bao giờ mình ngờ nha. Từ một người chủ giàu có, hạnh phúc, không có vị gì hết, chứ không có gần gũi vợ nữ, thích ngồi thiền cả đêm vậy đó,
rồi cái cứ đòi nói thôi giờ bà lấy tài sản tôi đi, tôi kiếm bạn tôi gả cho bà này. Cứ lúc đầu mình cứ nói chơi chơi bà quạo bà cũ á, cái cho đầu tư mở mở cái chùa Huy Minh cho rồi bắt đầu vô tối ngày đọc kinh Lăng Nghiêm rồi chơi với mấy ông thầy không. Thì cái hãng nó cũng ngang đường, hiện giờ cũng y chang vậy đó, cái hãng nó cũng còn ở đường Business Center của ông, còn ở chùa thì mình đó. Ngày nào bà cũng chơi chứ mặt CD vô, bà đậu bà kinh, bà vô bà la, tại bà là con giáo mà, bà đâu phải đạo Phật. Bà đi kiếm mấy ông thầy, kiếm mấy Phật tử, kiếm bẫy rồi ra, bà chửi, ở đây vụ chồng tôi, ông mà không đóng cửa chùa tôi sẽ ly dị với ông. Mà bà làm gì cho cả năm vậy đó, đâu phải đi tu dễ đâu. Khó lắm, vô bà quậy nát ở chùa. Thì cuối cùng mới thôi bà cứ ly dị đi, tôi thương Phật. Thì cuối cùng bà mới đi với ông Mễ. Tại vì sư phụ bỏ luôn cái hãng, cho bà luôn cái hãng. Thằng Mễ lúc đó nó là manager cái hãng. Tại vì bà nghĩ là không có sư phụ là ai đâu giúp bà lo sự nghiệp, thì phải bà phải hiến thân để mà cho ông Mễ nó tiếp thu cái hãng. Câu chuyện nó rất là vậy. Phụ đang làm chủ rầm rầm, mấy nhân viên nó cũng quản hộ, không biết ông nội làm cái gì. Thì mình mới biết đúng ngày đúng giờ. Cũng giống như con đúng cái exit mày ra phía quê, con phải quẹo. Thì cái lại giải thức khi xuống trần mình mang nhiệm vụ đúng năm đúng giờ đúng cách mình phải quẹo. Chứ hồi có chiếc OV nè, có du thiền nha, mà có nhà nhiều lắm nhiều nhà, mà không ở, cứ thích đi chùa này chùa kia rồi lái OV đi ngao du khắp nước Mỹ vậy đó, đi qua tới Canada luôn. Chiếc hiện giờ đang đậu 40 feet. Thời đó nghe cũng tức cười. Cái mua cái building đó, đó cái building đó hiện giờ là 50,000 square feet. Máy là móc đồ, nhân viên rồi chạy rầm rầm tiếp chỗ mà thờ Phật mẫu bây giờ mận chính hay đọc kinh á, đó là văn phòng của giáo hữu ngồi á. Cái đó surround sound rồi màn hình rồi hiện đại không à, đó cũng xài phí tiền lắm. Cái tự nhiên cái gì cũng có, gì cũng chán, không thích gì hết. Cái rầm làm vậy cắt cái building ra phần nữa làm chùa. Mấy khách hàng mấy Mỹ không à, chứ phụ chơi với toàn là thứ dữ không. Hãng Elon Musk cũng qua, nó cũng quen với phụ nè, rồi mấy cái hãng Intel, mấy cái hãng điện tử lớn á, lại phụ chơi với mấy Mỹ không à. Tự nhiên mấy Mỹ bạn mình cũng quán hồn, nó này mày làm gì chùa, cái building đang làm ăn vậy cắt phần nữa để Phật rồi gì đó, thờ vậy đó. Cái rước mấy ông thầy về đó, nhiều chuyện lạ, giờ nó có nhiều cái lạ vậy nè. Cái sau lúc đó cái bắt đầu từ từ cái đức thầy về, cái lần đầu tiên á đức thầy về ông nói chuyện, ông nói lúc đó sư phụ cũng không có biết hòa hảo luôn nha, chỉ nghe là hòa hảo là xưa chống pháp mà thôi, chứ cũng không có hiểu rõ về hòa hảo vậy. Tại sư phụ qua Mỹ là tu theo đại thừa với mấy thầy Tây Tạng. Cái đức thầy mới về mới nói chuyện, nói qua nói lại, cái sư phụ mới hỏi thầy là ai. Ta là sư phụ con, sư phụ tiền kiếp gì mình không biết ha. Ngày xưa mình là ông hành sĩ hay là ông gì gì mà trong 12 ông á, thập nhị hiền thủ gì mình chắc có thể đó, mình không biết. Cái ông nói như vậy, nghe nói thầy ở đâu, ở chùa hỏi gì á. Nó nói ta đức thầy ở núi Cấm, làng Hòa Hảo. Làng Hòa Hảo ở đâu? Tại sao qua Mỹ nhỏ tôi đâu có biết. Rồi sau đó bắt đầu cái ngày mới kêu là con cứ trì cứu, nếu mà đi tìm hiểu đi, tại là những ngày đầu mà còn bỡ ngỡ. Từ đó tôi mới quả hồn mới biết ông đọc cái đức thầy kêu mà con phải học thuộc lòng mấy quyển của mấy cái tôn chỉ của Bửu Sơn Kỳ Hương của Hòa Hảo. Đó là đầu tiên đức thầy kêu sư phụ phải học như vậy. Thì từ từ sư phụ mới biết ổng. Từ đó cái phụ mới dìu dắt, dìu dắt cho tới thời bắt đầu ngày mới nói là phụ có nhiệm vụ để mà lập bản phong thần hội Long Hoa.
cái lúc đó mình cũng chẳng biết phong thần là gì, hội long hoa là gì nữa. Mình đâu phải là như kiểu cao đồ người hòa hảo đâu mà biết, khó lắm, khó chấp nhận lắm. Rồi cái tỷ tỷ về nói nữa, mấy người nói, tỷ tỷ nói ta là chị của đệ, chị lớn nha, chị hai lớn vậy đó, cùng cha cùng mẹ hàng mấy trăm nghìn năm ở cõi trời, hôm nay ta được cha giao cai quản cả nước Việt Nam, Thánh Mẫu Lưu Hạnh là cõi hết nước Việt đó. Nhiều chuyện những cái năm đầu à, lâu rồi, lúc đó chưa mua núi này, thì từ đó mình mới biết là mình thì ra mình thuộc dạng tái sanh. Nghĩa là giống như mình xưa đi phụ qua Tà Tạng vậy đó, thì cứ gặp mấy ông thầy Tà Tạng thì mình cứ phục, trời ông này ông tái sanh hay quá ta, sao mà biết cái đó là chuyện bình thường, thấy không? À, mấy con cũng là tái sanh nè, cũng giống như hoa mẫu đơn rồi ta, mẫu đơn ngồi kìa, thấy không? Từ cái bông mà thành ra một người ngồi dày, mà bông không phải bông thế gian nghe, bông trên trời, nghe đó là tái sanh đi kìa, thấy không? Từ một cô tiên ở tầng 13 bây giờ ngồi đó cười cười kìa. Tất cả chúng ta đều là tái sanh. Nè đây là con tái sanh nè, đệ tử này ngồi đây nè. Đây nè, tái sanh tầng thứ tư nữa nào phải không? Ở trong nội cung Phật Di Lặc đang quay phim nè. Chỉ là muốn làm ninja bữa nay. Đâu có tái sanh không hả? Thì vô cũng là tái sanh. Chỉ khác có một cái là mấy thầy Tạng vấn cái áo tràng đỏ, một cái là cái đống người mà ổng nói tái sanh thôi là ai cũng lại còn mình mà tái sanh quần chim chỗ này á, Phật tử cười khắc 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 khắc. Em muốn cười, muốn cứ làm vậy, cứ làm, mình đừng có phỉ báng cha mẹ nặng quá rồi cái tổn phước á. Có một lần như hồi cũng tái sanh thành người Tây Tạng. Xưa Tây Tạng họ không có đạo Phật, tôi có kể mấy clip cũ, họ chỉ thờ thần lửa thôi. Thì lúc đó Sư Phụ mới làm vua Tây Tạng, thì mới mang đạo Phật từ Tây Tạng đi vô nước Tây Tạng. Rồi lúc đó Sư Phụ mới đem quân đi đánh chiếm nhà Đường, rồi Lý Thế Dân á. Thì lúc đó con của Lý Thế Dân là công chúa, thì là hồi tiền thân đó là sư mẫu á. Rồi ổng mới gả công chúa để mà giao hảo hả cho Sư Phụ. Chứ coi sư mẫu có nhiều duyên kiếp Sư Phụ lắm rồi. Thì từ đó nước Tây Tạng mới có đạo Phật đến ngày hôm nay. Nước Tây Tạng có nhiệm vụ là phải bị vong quốc, bị vong quốc để mà lưu truyền cái đạo Phật đi khắp thế giới. Nếu không vong quốc thì làm sao Âu Châu bây giờ, hay là những cái chùa ở đây là chùa Tây Tạng nhiều đúng không? Nó phải có cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ thiêng liêng đó. Rồi mới có ngày Đạt Lai Đạt Ma 14 lần tái sanh. Chư Phụ cũng thuộc dạng tái sanh. Thì từ đó Thụ mới quen với ổng, tại ổng có thần thông. Ổng nhìn ra Thụ, Thụ mới đi qua Tây Tạng mới chơi ổng những cái năm đầu á. Thụ qua Tây Tạng người mấy lần. Rồi cái có sau này cái mấy một vị rất là cao mới nói á. Tại là sư phụ cứ chờ nước Việt Nam thay đổi hoài, chờ hội long qua hoài á, tóc nó bạc không? Cái Thụ mới nóng ruột mới hỏi hoài. Cái mấy vị nói ô ngày mới có năm mấy tuổi còn sức khỏe. Tại Thụ cũng mới khám bệnh ra tờ giấy không có bệnh gì hết, chẳng qua mình chờ riết của mình bực á, sorry lâu không chờ thấy nó lâu không hơi buồn á. Cái mấy vị trên nó mới nói có một người á bây giờ tám mấy tuổi rồi cũng y như ý nguyện nhân ngài xuống thế gian này chỉ mong một việc, đó là lấy lại tổ quốc và giành lại độc lập cho dân tộc, cho quê hương của vị ấy. Cũng y như ngài, ngài cũng thương dân tộc của ngài, cũng muốn nhau, cũng muốn cho dân tộc của ngài thành một quốc gia hùng cường giàu mạnh. Thì hai người này cùng hai cái nguyện giống y như nhau. Cái mình mới hỏi là ai? Ê Nghĩa, đó là ngài Đạt Lai Đạt Ma. Nhưng mà hai người ở một đời này, một kiếp này sẽ đạt thành ý nguyện.
Đến ngày Đài Loan Ma, ông sẽ giành lại độc lập nước Tây Tạng, cũng như nước Việt Nam sẽ trở lại là một nước có Phật Thánh Tiên. Đấy, đây đây để sư phụ giới thiệu, đi dẫn vô đây nè Nghĩa. Hai chó này á, sư phụ nuôi nó hồi lúc nó baby. Bữa là nó chết, cái sư phụ buồn quá, sư phụ xin nó trên. Nó bữa nó bị nó sắm chết ở đây là Coffee. Coffee là sư phụ nó đen á. Tại sư phụ đặt nó tên là cà phê á. Là cà phê đen đúng không? Biết nó tên gì không? Linda. Nó là tỷ phú, nó ở gần đây thôi. Một tiền kiếp của cái bà Linda này á, bả giàu mà bả không có biết tu, mà bả ích kỷ hung ác. Thì hôm nay á, bả có phước bả vô nhà sư phụ. Bả không có làm nhiều cái việc thiện, nhưng mà bả cũng không có phải là làm nhiều tội. Thì hôm nay bả đầu thai thành con Coffee này, chó mặt rê này. Thì có duyên ngày nào sư phụ cũng ẵm nó, đó nó chút xíu à. Gờ ở đảo này, tức là cái tay sư phụ là có điển đúng không? Sư phụ tối ngày gờ. Cái tự nhiên bữa mới có 6 tháng cái bả được phước á, là mấy vị nó ok, nó được ngày blessing rồi, giống như kiểu mà thụ đọc kinh mà cả ngàn con hải xâm nổi lên chết, thì 500 con vịt chết vậy đó. Thì thằng chó này ít trời, cái bà chó này cũng vậy, cái bả cũng đòi chết để bả được thầm người. Cái lúc đó thụ buồn quá, tôi đang thương nó đang giữ nhà à, này nọ, cái nó ủa vậy ngày thương nó hả, ok vậy tôi cho nó sống. Thì hôm nay sống tới rồi này, chứ không thôi là năm ngoái nó chết rồi đó. Là nó, ừ, nó nhảy ra đạch nó chết. Kéo rồi sư phụ mới cản liền. Bây giờ còn đây, nó đây. Đây, chưa cho chết là chưa cho chết nha. Ở đây giữ nhà. Đó là câu chuyện của cái bà Mỹ này. Tỷ phú á, mà bây giờ vậy. Còn đây nữa. Đây, Snowy. Snowy á, là một bà gọi là Snowy, hồi xưa nó trắng tươi, giờ không biết sao nó lớn thành cái lông vàng, chứ hồi xưa nó trắng. Nó ở bên Mễ, một người thượng mà của Mễ, giống như mọi da đỏ vậy đó, cũng có quyền lực lắm, mà không có biết tạo phước, cho nên hôm nay đầu thai thành Snowy. Hai chó này cực kỳ khôn nha con, nó khôn khủng khiếp luôn á. Mà tự gì tối ngày thụ cứ gờ đầu vuốt vuốt nè, là cho điển nó tối ngày á. Rồi á, mà bữa nào á, thằng này á, với hai thằng này á, nó rất là thương sư mẫu. Ở nhà sư mẫu là cho nó ăn, sư phụ bẩn nó đâu cho ăn được. Mỗi một lần á, mà sáng sư phụ mấy bữa rảnh đó, mỗi lần nó biết cái chỗ nào thụ ngủ một phê là nó chạy ngay chỗ đó, nó ngồi chờ sẵn. Every morning. Thằng Snowy nè, để có cái hình. Cái hình nó là nhỏ dễ cưng lắm. Cô đang nói chuyện người sao qua chuyện chó. À, nó là Snowy đây nè. Wow, so cute. Nó Snowy á. Là bây giờ nó bự như vậy á. Con đang Coffee nó như vậy nè. Hồi xưa lỗ tai nó còn quẹo quẹo nữa. Bây giờ nó đen vậy đó. Mấy tuổi sư phụ? Giờ là cũng 2 tuổi rồi. Ở mặt rê mà nó khôn dữ lắm. Mà con thấy không, từ một con người mà hôm nay làm con chó mà nó biết khôn nha, mới làm chó của sư phụ là nó được blessing, cho nên là bữa nó đầu quỷ xác để mà nó đầu thai lại. Cái sư phụ mới ngồi nói chuyện với mấy vị trên thì nó ok, giờ nó còn vậy nè, chứ bữa lại dễ đạch nó chết rồi, nó gần chết. Sư phụ nói liền, tại sư mẫu sắp nó khóc rồi, thấy bả mấy nhỏ thương nó quá, lúc đó nó còn nhỏ xíu à. Giờ sống lại như vậy, thôi mình giảng sanh rồi đấy. Nhưng mà tiền kiếp nó giàu, mà nó không biết tu, người Mỹ sao biết tu, rồi nó còn hung dữ, nó còn hiếp nhân công rồi nữa.
thì hôm nay thành ra có phiền. Cho nên chúng ta đó, hôm nay có thể là người, ngày mai chúng ta không biết tu có thể làm súc sanh. Còn anh chàng đó, anh chàng thì dẫn hai chó ra. Cháu hả? Cháu hả? Ừ. Cái con này là nó ở ở như Tây Ngu Quá Châu. Tốt của con này á, nó là giống như con giống như gấu vậy đó. Hôm nay đầu hai hàng nghĩa ngồi. Ủa, người trong nhà thuộc coi hết. Con Hồng là giống như con chim bồ câu đúng không? Ngăn lặn rồng. À, có quỷ trong nhà nữa. Có hết. Nhà thiếu phụ nhiều nhân vật, thiếu phụ coi hết. Vừa sống có một mình, lúc đó chưa có cưới cho mẫu. Cái nó chết rồi. Nó mới chết cách đây mấy tháng. Chôn nó ngay chỗ mà phụ là ở chỗ nhà bụi chưa. Tại nước của đúng người cho nó. Mà dẫn nó đi chơi đi. Đi lạc thì dẫn anh đi exercise. Mấy con này nuôi mình phải cho đi bộ. Bây giờ cho nó biết Phật. Giờ nhiên khi nó tái sanh lại á, thì bà phụ đặt nó tên là Thiên Coffee, tức là Thiên Cà Phê, đúng không? Ở kia là Thiên Snowy, tức là Thiên Tuyết, Thiên Bạch Tuyết. Snowy là tuyết là trắng. Thiên Cà Phê. Cái bữa vô nhà thương, nó nhảy đạch đạch nó chết. Cái này là với mẫu khóc chở nhà thương của chó đó. Bác sĩ cũng bó tay, tao cũng không có nổi. Rồi cái nào đem về là cuộc nói chuyện đó, tới giờ xong tại. Nó đòi đi giảng sanh, nó nói là ai mà giống y như kiểu là ông Thiên Ánh hồi xưa ở đây vậy đó. À, ổng lên đây phụ nhận ổng làm đệ tử rồi, mà ổng phải chờ cho phụ đi xuống để tiễn ổng đi. Mà mỗi lần mình nói với Trang, hey Trang từng này phụ đi xuống Nam Cali tiễn ba con nghe, nó nhất định nó không chịu. Thì ổng mới cầu cưa thêm một hai tháng nữa. Thời gian đó đứa nào ở gần đây biết mà. Đến khi nhà bị thụ xuống là ông đi luôn. Lo mấy đệ tử ngồi chơi. Ông ẹt luôn. À, thụ có mát tay lắm. Ai muốn giảng sanh để thụ giảng cho. Nhưng mà ngược lại sống dài thụ cũng làm được. Đúng ra bữa hổm mà lúc mà cao đồ á, mà bị lên đây nè, bị cái đen đen lên đây á, là cao đồ cũng mệt rồi đó. Thì trên mới kêu ngài nói với cao đồ này, đi về bên Canada chỉ bệnh đi rồi qua, nghe là đi về để mà reset lại chứ không thôi là ông giảng sanh á. Mà ông có giảng không, đậu tụ cũng đậu giảng đâu. Ông là giỏi lắm, theo bản làm bạn của Thiên Ánh theo đức thầy. Tại vì ông Thiên Ánh bây giờ đi theo đức thầy cười. Ông chỉ mong theo đức thầy thôi. Sung sướng, đừng nghe sướng không. Nào rồi cũng cứu ổng lần á. La ổng gì cũng lo cho ổng. La để cho ổng bất bình nghiệp. Ổng cứ nghĩ ổng làm quân sư của Minh Dương không à. Quân sư của Minh Dương á là phải cổng Minh Dương được phải không? Lỡ Minh Dương có bị người ta thôi á, cũng phải có bắp thịt đồ ra đỡ đạn. Còn kiểu ổng cà kiều kiểu đó, Minh Dương mà bị người ta tấn công là coi như là mình đỡ giùm ổng con. Tại lúc đó mình sợ ổng chết thì phụ phải qua đỡ ổng, phải để cái lưng cho người ta quýnh chứ là không ổng đỡ đạn được. Vậy mà cứ đỡ gì
ta không đỡ ngươi thì ngươi đỡ. Ba đệ tử đó giống nhau quá ta, mặc đồng phục rồi nữa, đội ba cái nón, ngầu quá trời ngầu. Ok, clip này đầy đủ chưa ta? Đủ rồi không? 3 tiếng mấy rồi sư phụ. Ok, bây giờ mình thoải mái đây nghe, tắt clip nghe. Ok, để sư phụ tạm biệt cái rồi tắt. Clip này là 230 không con? Dạ. Ok, rồi xin tạm biệt clip 230. Sáng giờ nói nha. Từ chuyện tạo thiên lập địa, chuyện trời, chuyện nước, chuyện UFO, chuyện của mấy thằng Kiệt ở ngoài kia, chuyện của thằng Kiệt thằng lằn, chuyện của thằng Kiệt người ốm, mấy người thần tinh nó ốm tại dài mấy đó, bây giờ cho hồi mới hiểu ra nó chỉ là một cái hình thù, nó sẽ thích ứng vào cái không khí của cái hành tinh đó. Nó có không khí của họ thở không hay, nhưng không khí mình họ có thể thở bằng carbonic, còn mình thở oxygen thì mình mau già. Còn họ thở bằng cái loại khác, cũng giống như loài cá nó xuống nước á, nó thở ở trong nước vậy đó. Thì những cái nơi đó, mỗi một cái đó so với vũ trụ, so với cha nó không là gì hết. Cũng giống như có ai bây giờ ngờ cái hành tinh của mình cũng có những người khổng lồ. Hồi xưa mấy loài người khổng lồ đúng không? Mà hôm nay họ đâu rồi? Cái xương, cái sọ của họ thôi á, cái răng của nó thôi bằng cái thân mình vậy đó. Mà bây giờ nếu mà họ còn sống, họ ăn cái gì cho đủ đồ ăn. Mình 8 tỷ người nhiêu đây mình còn thiếu đồ ăn nữa. Mỗi một khắc là có một người chết đói mà. Những cái thành tinh khác, những cái người thằng lằn, những cái người mà chỗ của ông Elon Musk ở đó, nó cũng là người giúp cô á. Nhưng mà nó cũng thời cha thôi. Thời cha nghĩa là gì? Thời cha cũng giống như ông Biden hiện nay đi, Trump đi. Gọi đội xuống thành tinh SS gì đó. Thấy mày qua bên ông Biden ông gọi kêu thằng New York qua Cali dạy cho nó cái này, kêu người kia dạy kia, họ đều nghe được và tuân lệnh của Phật, của tiên, của Bồ Tát. Thì nhất là họ rất là sợ cha, họ mang thân người khác mình, trong mắt của cha coi mình giống như là baby kindergarten vậy, tại cái va thịt của mình dễ vỡ. Còn tụi nó là lì hơn, nó khôn hơn, nó sống dài hơn, nó không có bệnh. Thì tại vì chúng ta còn quá non nớt nên chúng ta cứ đánh chiến đấu lẫn nhau, rồi hơn thua lẫn nhau. Một cái cục đất thôi á, chút xíu thôi chúng ta giành nhau. Còn ở ngoài kia nguyên một cái hành tinh của nó chỉ có một tổng thống à, còn nước của mình nó có nhiều nước, có chút xíu mà mấy ông tổng thống. Đó là vì mình còn tham, vì mình không có thông được cái tư tưởng. Còn những cái chỗ kia mấy vị nói trời ơi, nguyên cái trái đất nó chỉ có một người hiệu lệnh thì cả cái trái đất của nó nghe, nó tới mấy chục tỷ người á đều nghe một lời một người. Chỉ có trái đất của mình á là thao trường luyện võ, mà luyện rất là khó vì rất là complicated. Nó cũng giống như con thả vô một đống mấy con cá đá hội đồng vậy đó, tức là tự chúng ta phải defend phải không. Còn bên kia là mấy con cá kia nó biết khôn, nó trật tự hết, nó không có đấu nhau. Còn này người mình cắn người mình, đá người mình, giống như là không có nương tình đồng loại gì hết. Thì đó là chúng ta. Thì từ đó đó chúng ta mới học khôn hơn, tự self survive, rồi chúng ta mới biết sợ những người dữ, chúng ta bắt đầu mới biết cha biết mẹ biết tu. Là những cái giai đoạn vừa rồi đang xảy ra và sẽ chấm dứt.
qua cái giai đoạn mới thì mình bắt đầu mình theo những cái lối của người ta có sẵn rồi, là sống có trật tự, một tiếng nói sẽ thống nhất được cả tất cả các quốc gia. Sau này nước Mỹ vẫn là cường quốc nha. Mỹ nói một câu, Nga cũng phải nghe, NATO cũng phải nghe, Đức cũng phải nghe, Pháp cũng phải nghe, không có thằng nào mà đi ngược lại hết. Tại lúc đó nó chỉ có một khối thôi, đó là khối tự do. Nó không có khối trục nữa, nó không có khối cộng sản nữa. Thì từ đó trái đất này bắt đầu nó mới thanh bình lại. Ok, bữa nay cái bầu khí quyển của mình bị lủng lỗ ozone này đó, nắng lên rồi đó không? Khí hậu khác rồi đó, tụi mày chấm dứt xài than đá nha. Nó có ai dám cả gan xài không? Đâu ai dám. Ok rồi, mấy xe truck chạy ngoài đường khói xăng dầu hư làm ô nhiễm quá, dẹp nha, mình chạy xe truck bằng điện luôn. Thì khi mà thống nhất một cái như vậy, cái trái đất này nó trở lại rất là cực kỳ thịnh vượng. Lúc đó con người á sẽ ham sống hơn thời đại chúng ta. Hôm nay chúng ta sống ngày nào cũng depression, cũng muốn thôi chạy lại, lúc làm biến chảy đầu nữa, mặt mày không cần make up sao kệ nó, cái là mình sống u lì kiểu vậy đó. Nhưng mà sau này á, khi cái trái đất này bắt đầu qua cái thời đại vàng kim á, con người rất là excited. Tại lúc đó đó, theo mấy gì cho vừa biết đó, mà người sư phụ phải coi song song với mặt đời coi nó có matching không nữa. Chứ nhiều lúc một bên á, thì mình nói chuyện quá cao siêu ảo, còn một bên thì thực chất là gọi là di vật, phải không? Mình những cái nó di dời được là khoa học á, là con người mình travel từ đây lên mặt trăng, từ đây lên quả tinh, mộc tinh, vậy là dễ ợt, dễ lắm. Còn hôm nay á, bắn phi thuyền lên thì hài hục á, khi lọt cũng lụp lụp á. Thì nhưng trong tương lai mình sẽ có những cái phương tiện rất là cao siêu hơn là thời nay. Trước mắt á, là dù thấy á, mấy chiếc xe này nè, mai mốt là không còn nữa, cái gì nói. Con người của mình á, nó mấy gì nói là nó đi, nó có những cái chiếc xe tự nó chạy, nó làm cái lane của nó luôn trong không gian luôn á. Có thể sáng mình ăn ở New York, ăn sáng New York, trưa mình ăn trưa ở bên Sài Gòn, tối mình đi về Mỹ mình ăn tối ở Mỹ. Nó bay những cái trái đất này không có lạ gì chứ, 15-20 phút là đi hết. Có nữa, có là họ làm rồi, có không? Có rồi, có xe bay rồi, nhưng mà chưa có hay ta. Và trên YouTube đó là cho nên có à? Có rồi á, mà nó đi lẹ kìa, đi nghĩa là mà con người á không có phải dành việc làm nữa, mà con người cũng không có đến nỗi mà chỉ vì một cái hòn đảo Crimea thôi mà phải đánh với nhau chết mấy trăm nghìn người. Còn bây giờ sẽ tăng cờ hịt cờ hù của Liên Xô á, nó pháo kích vô thành Kiev. Ô mệt mấy cái đó quá, không cần thiết nữa, không cần ganh giới. Tức là con người cùng hết, cùng mang một cái máy ở đây nè, đi đâu có nói chuyện tự do rồi nó dịch ra cho mình nghe luôn vậy đó. Khi con người nó văn minh rồi á, mấy cái chuyện, những cái buồn cười mà hôm nay mình đang trải qua đó, nó nhìn lại tức cười lắm. Thằng Trung Cộng không có cần phải lấy Biển Đông, lấy gì để chúng ghét, không cần thiết, không có cần phải lấy Biển Đông để mà làm không phận của tôi hay nước biển của tôi. Mày uống đi, uống giờ hết. Lúc đó đó, thời khi mà thời đại vàng kim á, mình có những cái technology cực kỳ siêu, để mà mục đích là gì? Trade với nhau, lòng tin với nhau. Khi mà nó bốn thằng kỹ sư mà cùng một lòng tin với nhau thì bốn thằng nó không có fight với nhau, nó cũng design ra một cái tô y chang hết, thì có phải là xếp cái cost không? Còn bốn thằng nào cũng ego á, cái dĩa của tao đẹp hơn, cái mày xấu hơn, nó mà nó giành với nhau từ chuyện nhỏ mà thành ra chuyện lớn tới hàng quốc gia thôi là con thấy á, là biết bao nhiêu tốn kém và sức lực để mà tranh đấu với nhau. Sau này không có cái đó, sau này nó không có cái thể chế gọi là
một lá phiếu để nhiều thì người đó đó bỏ, cái người bỏ lá phiếu đó, phải cho một cái bài test, người nào qua cái bài test có quyền bỏ phiếu, chứ không phải dùng theo cái trí tuệ, chứ không phải giờ tính một người là một lá phiếu, hiểu không? Cái người bỏ phiếu phải qua một cái software, ok mày làm được cái này đi thì mày mới tính một lá phiếu. Thì con nghĩ thế giới này toàn là lựa người nhân tài không thì nó đâu có còn cái xã hội ấy nữa, đâu còn cái xã hội gọi là như số đông là thắng, không có chuyện đó. Ok, ai bất cứ ai da trắng da đen da màu gì không biết vô cho cái bài thép không khó cũng không dễ, trả lời hết lịch sử hay toán gì đó, ở mày pass được thì mày có quyền bỏ phiếu. Thì con nghĩ bao nhiêu người hiện bây giờ thấp trí thức mà họ cũng vẫn cầm một cái lá phiếu để họ bầu lên những cái người quờ quạng như kiểu bên hôm nay làm cho đất nước này tan hoang vậy. Thế nó có công bằng không? Sau này khi mà những cái đường hướng trong tương lai ở cõi trời đưa xuống những người có nhiệm vụ xuống đây nè, gọi là chữ Thiên Thánh Bồ Tát, họ sẽ có những cách điều hành quốc gia rất là cực kỳ thông minh và rất là công bằng. Tại Bồ Tát đâu có muốn tạo nghiệp. Một cái thành tinh chỉ cần một người khôn thôi là cả cái thành tinh nó được cứu. Huống chi bây giờ bao nhiêu người khôn á là ở Việt Nam á là nó đem bắt ở tù hết. Thì con nghĩ cái nước Việt sao cứu. Thí dụ nước Việt có một cái hệ thống mà của trên trời đưa xuống là nói ông này có tội, ông này không kia tội. Tại vì ở ngoài đời ai cũng phe phái, nhưng mà đối với những vị ở trên á, người ta biết, người ta nhìn thấy hào quang, người ta biết người này là chân mệnh gì, làm được cái chuyện gì, là có làm sai không, làm đúng hay làm tốt, người ta biết. Thì xuống đây người ta chế những cái software, những cái máy lên trên mạng. Ok, rồi bữa nay bác Nguyễn Minh Chính sắp bị trút phế, tất cả phải qua những cái khảo nghiệm này, rồi lúc đó mới khơm ấp một cái tiếng nói. Còn nếu mà qua không được cái khảo nghiệm này thì người đó sẽ bị đá văng ra. Đang nói quá trời, cái nói xuống tới khoa học. Không, thời bằng kim nhiều cái hay lắm, mấy con gắn sống đi sẽ gặp. Nắng hả? Nắng cái lo lao mình vui đời chút. Như cái ông Elon Musk, ông cũng khôn vậy, nhưng mà rốt cuộc ông cũng bầu cho Biden. Ông có nói trên Twitter, ông nói ông hối hận ông bầu cho Biden, lý do là ông muốn nước Mỹ có một người lãnh đạo bình thường. Thì tức là ý ông nói là ông Trump không có bình thường đó, thành ra ông bầu cho Biden. Ơi, cuối cùng thằng bầu ải thuộc dạng là bio fan cộng hòa cũng ủng hộ, nhưng mà không có thuộc về dân chủ, không phải cộng hòa, không có biết lòng ai hết. Tại bầu nào đó nó bình thường, nó chưa có đậu được cái chức thì nó ngoan như con mèo, đến lúc mà nó có chức rồi nó dừng cọp, thằng nào cũng dừng nấy. Như sư phụ nói ở trên đó thì có khi nào mà hai vợ chồng hay là anh chị em mà cùng lên một tầng trời đó gặp nhau ở trên đó? Gặp. Hôm nay bởi vì tại sao sư phụ đang khuyến khích hai chồng sắp ly dị, vợ thì họ thiên, chồng thì họ nhậu, hoặc là sư phụ mới đổi từ họ nhậu thành họ thiên luôn, thì từ từ lên đây có cái điển sư phụ và có núi thì từ từ gia đình hạnh phúc, mình cũng làm được nhiều vụ vậy. Rồi hoặc là vợ thì họ thích đủ thứ, chồng thì họ thiến, ngược lại. Nghĩa là cùng với nhau tu tập, cùng với nhau rồi lên trên điện mẹ cứ tu chung vậy đó, rồi cứ khám nguyện chung. Còn hoặc là không biết tu rồi cứ đừng có gọi là những cái gì gọi là làm cho mình mất phước á,
mất mất duyên á, từ từ cũng sẽ về gặp chung nhau hết, giống như thiên tươi với đệ tử là gặp nhau tiếp tục. Nếu hôm nay chịu nhức đầu bả nổi thì lên trời tiếp tục nhức đầu. Sẽ tiếp tục gặp. Dạ. Sao quá. Chắc chắc rồi trời tiếp. Ở trên thế giới này á, con sẽ không, tôi không biết có hay không, tại vì hồ chưa có hỏi mấy gì, mà theo sư phụ biết á, chỉ sư phụ là người, không biết phải là người duy nhất không à, là có thể sống hai cõi như vậy và biết được hai cõi. Có Chúa Giêsu. Có hả? Dạ, Chúa Giêsu cũng sống hai cõi hả? Dạ, là mang thân xác là người và một à, vậy hả? Mà nhưng mà là ông đã departed rồi. Mình đang nói right now, present. À, bây giờ thôi. Hiện giờ có ai không ta? Hả? Thì ý nó ngoài sư phụ ra còn có ai không thôi. Thì cũng đang tìm á. Sư huynh có phải không sư phụ? Huynh là đừng hỏi trên mạng con, chắc là không có được. Chút lên hỏi ông. Còn mấy cái ông thầy Tây Tạng hay là những vị mà ngồi có ngũ nhãn lục thông á, mà do cái tu tập á, nó lại khác. Đó là do cái lực tu tập tinh tấn cả đời mới không đạt được khác. Cái mà ông mà ngày mai bị ẹt á, có thể thiêu đóng xá lợi đó, nhưng mà khi tái sanh lại thành baby lợi cũng phải tu tiếp. Nếu không tu tiếp là người thường bình thường, hiểu không? À, còn nói cái gì hạng này nè, hạng xăng phải nhất nửa trên nửa dưới. Vậy ông Dalai Lama thì sao hả sư phụ? Ông Dalai Lama ở bên cũng vậy, cũng là tái sanh, cũng là tái sanh. Mỗi lần sư phụ hỏi cốt ông là gì, mấy gì ông mới nói, mấy gì ông biết, mấy gì nói là mà ngày Đạt Lai Lạt Ma sư phụ là hai người cùng sanh ra vào một cái thời đại này, hai người cùng có nhiệm vụ xuống để mà làm lợi cho một cái quốc gia mà họ đã mang ơn ra cái thân người độc lập tự do và hùng mạnh trở lại. Thì sư phụ với ổng là hai người cùng cái ý nguyện đó. Một ông tám mấy tuổi mà ổng nói là bảo đảm ổng sẽ lấy Tây Tạng lại trong đời ổng còn sống. Sư phụ năm mấy tuổi, sư phụ cũng nói bảo đảm sư phụ sẽ làm nước Việt cường thịnh trở lại trong đời của sư phụ còn sống. Thì mấy vị mới nói là hai người đều đạt được hết. Thì cho nên mỗi lần mà sư phụ mà thấy nản nản mà chờ hoài á, mà ông thấy Biển Đông vậy sống á, thì mỗi lần nhìn cái hình ảo là mình vui á. Ông còn thì tôi còn. Ông có còn sẵn sẵn bệnh đúng không? À, thì là hai người có nguyện lực giống nhau khi xuống trần. Nhưng mà một người thì đem cái đạo Phật ra khắp thế giới, còn một người thì truyền một cái đạo mới thiên tâm, cũng là đạo Phật. Không có ổng, không Âu Châu không có biết có Phật, biết Phật, đạo Phật và Mỹ nữa. Còn sư phụ thì lập ra cái đạo, nhưng mà ngài không thể lập đạo được, là vì ngài có thể đến một cái buổi thuyết giảng 5-7 nghìn người sinh viên trường đại học này trường đại học kia, nhưng mà họ đi về rồi họ vẫn giữ cái đạo công giáo của họ nghe. À, sinh viên nó tới nó nghe ổng nói nhưng mà về cũng vẫn giữ đạo của nó à. Nó coi ổng là một vị rất là giống như smart skill, để nó tới nó học được cái gì nó học. Ổng không có là, còn sư phụ thì lập cái đạo để mà đổi thằng sinh viên đó từ đạo công giáo thành đạo Phật được. Đó là sư phụ. Thì nó theo đạo thiên tâm thì nó phải học Phật thôi. Ở quê hương cõi trời chúng ta đó, nó có rất là nhiều. Mình nói là mình
không có việc làm, không có công ty để mình làm đúng không, không có accounting đúng không, nó có đó. Sư phụ xuống đây á, sư phụ gặp hai thằng, thằng Mon Bon á, nó là nhà băng bên kia. Sư phụ coi lại cốt, ô thằng này trên trời nó là làm trong nhà băng, xuống đây cũng làm nhà băng, chẳng có nhà băng nữa đó. Để mấy gì nói à, nhà băng mới thiên định kiểu gì mình không biết, nhưng mà chắc là để phân phối mỗi lần mỗi tháng phát lương cho mấy chư thiên đó, mấy người mà làm công chức cái chảnh đó là chắc lấy từ nhà băng rồi đó. Trước đây cái khiếu nó cũng vậy. Rồi có ông kia, ông hiện giờ cũng làm MC chạy vòng vòng mấy đám cưới vậy này nè, không có nói tên đây. Cái coi gà cốt là ông mấy gì nói, ồ ở chảnh cũng làm MC mấy cái buổi dạ tiệc đó. Ở trên trời cũng có MC nữa. Rồi bữa có cái bà Mỹ, cái bà gặp cái sư phụ mới hỏi cốt, bà cũng bà thích ngồi thiền tu, tại mấy người chữ thiên xuống đây gặp sư phụ á, giống như nó có tầng trường gặp đâu rồi họ khoái lắm, thì mình mới biết à du thích tôi là gì, mình cho nó gặp. Rồi coi ra thì mới biết bà là chép nó ăn ở trên thiên đình, ở trên cũng có nhà bếp nó ăn nữa, ngộ biến một chuyện. Rồi mà không hiểu cái hệ thống bệnh như thế nào, nó cũng đầy đủ như mình, cái sinh hoạt của người ta vậy. Sau này thụ mới biết đó là khi mà trở về cái clip hồi sáng nói, cha mẹ thành lập ở trái đất này cho chúng ta xuống đây thì dùng cái trên kia duplicate xuống y như vậy luôn, nhưng mà khác nhau có một chỗ là mình hai dimension, mình phải mang thân tứ đại, phải ăn cơm, phải uống nước, rồi trong người của mình phải hít không khí mình mới sống được. Khác nhau ở chỗ đó. Để chi? Để cho mình chịu đói, chịu lạnh, chịu khổ thì mình mới biết sợ. Rồi từ đó đó mình mới học những cái hiền từ, mình mang mấy cái đó thành làm cái hành trang để đi về. Đó là mục đích của chúng ta, the whole idea là như vậy thôi. Nếu không chúng ta không cần mang thân người chúng vẫn sống. Mình, tại vì mình đang có một cái sự sống, còn mình mang thêm một cái thân người nữa ngoài cái chân thần ra để mình chịu những cái đó, để mình học những cái nó khó khăn hơn, tại vì mang cái này nó vướng bận như lắm không biết không à, mỗi ngày tắm người ôi mệt lắm, nhiều chuyện lắm, nhất là phụ nữ kỳ đồ nữa ôm ghê gớm. Còn khi trên kia không có mấy vụ này thì mình thấy nó không có gì gọi là trân trọng. Để mà mình trân trọng cái đời sống trên cõi trời thì từ đó mới có là dạ ma thiên. Dạ ma thiên là cái đám mà nó cũng có phước, tối ngày nó cứ ăn chơi không à, nó không có chịu tu nữa. Bởi vì Phật ở trển là gọi là thất nghiệp luôn á, giảng pháp hay nói chuyện kiểu nào cũng không có ai nghe. Tại vì vui quá không có nghe Phật giảng pháp. Thì Phật tái sanh xuống trần mang thân người để giảng pháp, họ càng không nghe luôn. Chúng sanh lì vậy đó, lì từ trên trời lì xuống dưới thế gian nữa. Cái nón này sẽ bỏ vô này nắng không quý vị, anh ngồi đâu không anh, cái này mát nó sao rồi ngồi đi. Rồi đợi nó nói nghe nhỏ không. Nhưng mà thường á những chư thiên danh trời á xuống rớt xuống, không có rớt xuống đùng xuống cái địa cầu này, địa cầu này khổ quá chịu không nổi, thường rớt xuống Bắc Cô Lô Châu. Ở Bắc Cô Lô Châu á những cái chúng sanh ở trên đó cái thân người của họ khác hơn mình, nhưng mà họ cũng là người, cái tuổi thọ của họ sống dai hơn là 700-800 năm.
rồi họ ở cái gọi là cái quy tắc của họ đó, gọi là cái process, nó cũng như cái công thức nấu phở hay công thức nấu này nấu kia vậy đó. Cái process của họ là không có được ái, có nghĩa là làm vợ chồng được 7 ngày sanh ra con rồi thảy con ngoài đường rồi đi tiếp cặp bộ người khác đẻ tiếp, dục con ngoài đường để cho người khác nuôi, là ở Bắc Cu Lô Châu họ như vậy. Họ không có cần tốn tiền ô theo hay là credit card gì hết trơn á. Rồi cái có cái cây mọc ngoài đường nằm mở ra, rồi cái biết hai người này là không phải là trong dòng máu, là họ cứ vô đó đúng 7 ngày rồi cái sanh ra bye bye anh bye bye em, cái đi góc đường cái khác cứ thế mà làm. Thì cái chúng sanh ở đó là nó sướng như vậy, tại vì mình dính cái ái, mình đẻ con ra mình cách nhiệm đúng không. Cái đất của mình á là ở trên gài xuống nhiều lắm, cũng giống như con làm software con gài đặt vô vậy đó. Thì trái đất này á, mình có thân tứ đại đó là rất là khó chịu rồi nè nghe, bệnh tật đủ thứ trong người, rồi thêm cái ái nữa. Cho nên mình ai mà thành Phật á, về trái đất này á, tu rất là lẹ, tu một kiếp mà thành Phật được có thể nha. Nhưng mà tất cả các vị Phật đã tu rất là nhiều thành tinh, nhiều kiếp đó, triệu kiếp. Còn chư thiên á mà gờ lọt xuống trái đất này á, đa số là chịu không có nổi. Nhưng mà những cái chư thiên đầu tiên xuống đây á là toàn là thân người, là tướng là cũng đẹp lắm không, như kiểu Ngọc Trinh rồi phải không. Nhưng mà nó xuống đây đâu biết tu, nó cũng còn thích đi show và thích làm model đó. Rồi kiếp sau lọt xuống nữa, nó lọt dài dòng xuống, rồi khi nào á nó thành ra dân chúng của African á thì lúc đó nó khác nữa. Cứ kiếp đầu tiên mà vừa trời xuống, dung mạo vẫn còn ở trên kia. Cho nên khi nào con ra đường á, những đứa nào mà tướng mạo mà đẹp đẹp á, còn lại trên xuống rồi, thì thuộc coi cốt đa số là như vậy. Rồi chỉ có kiếp thứ hai, kiếp thứ ba á, lúc đó hơi mệt á. Mà được có một cái là cha cho mình ân phước. Ân phước là gì biết không? Phước là có 100 năm, rất là lẹ. Mình thấy lâu nhưng mà thật sự lẹ. Giống như mình học một cái lớp học lẹ thì mình ra trường lẹ. Thì cái trái đất này 100 năm nó lẹ lắm. À, thấy chớp mắt vậy qua 100 năm mà thấy một ngày nào anh hùng oanh liệt. Hôm nay đi lưng cực hiểu cộng lưng đúng không? Đây là nhớ anh hùng. Chứ còn mà mình mà sống 200 năm thôi, trời ơi, đó là một cái torture cực hình, làm sao chịu nổi. Một ngày sáng thức dậy tôi phải đi qua bao nhiêu động tác, tôi phải coi bữa nay tôi uống loại thuốc gì, tôi ăn được cái gì, rồi tôi tắm chưa, rồi tôi phải mặc đồ gì. Ô, nó mệt đủ thứ chuyện phải đối phó hàng ngày đúng không. Con người của mình khổ quá. Cho nên trên cũng thương đó. Mai là cho 100 năm đó. Cho mình mà sống 300 năm mà kiểu này chắc là thôi mình chịu không có nổi. Thế hồn nhiều lúc cũng Bắc Cô Lô Châu là tầng thứ nhất là ông chủ. Nó cũng cùng có hệ với mình, nhưng mà nó là một cái nơi xa lắm. Hiện bây giờ chỉ có đi bằng tâm thức là những cái người mà Phật Bồ Tát họ đi được. Còn của mình á, trong cái gì, trong cái hành tinh của mình, trong cái solar system của mình, chính hành tinh á là ngay đây thôi mà mình đi chưa hết nữa, đi qua Mars thôi mà còn bữa giờ đi chưa tới nữa. Mà sư phụ hỏi thành tinh Mars với mộc tinh, thổ tinh, quả tinh nữa có người ở không, cái gì nói hồi xưa đều là có người giống như mình hết, họ cũng có đời sống nhanh đó. Đến khi mà nhân loại hồi thời xưa giống như mình từ hai dimension, thì đến khi họ văn minh lên á, họ không cần thân người nữa, họ chỉ cần sống giống như là trên cõi chư thiên vậy. Nhưng mà họ vẫn dùng trái đất, họ vẫn ở trên đó. Nhà cửa của họ ngày xưa họ cũng xây bằng mạch siêu như mình, hôm nay nhà cửa của họ trong vô vi, họ cũng đang ở trên đó. Thì khi họ văn minh lên là họ sống vậy đó. Thì hiện bây giờ trên mót trên đó cũng đang có người sống. Còn những cái mà bây giờ mà phi thiền mình lên mà mình thấy tượng Phật đồ trên đó đó là đã tiền cổ rồi. Đối với họ là
thời xa xưa rồi. Cũng giống như ông nhân thần, ông cần cần có cái nhà để ông vô ông ở đúng không? Bữa mấy đứa làm á, thì ở trên đó đó, từ loài người thành ra những chúng sanh ở đó là những chư thiên. Họ làm ra những cái nhà, những cái thành phố của họ bằng electric, bằng tâm thức. Thì họ hiện bây giờ cũng còn ở đó. Có một số họ đi xuống trái đất của mình đầu thai làm người để mà họ dạy cho chúng ta. Có một số nữa đó. Bởi vì bây giờ con thấy ở trong chỗ nữ hoàng Anh hay là trong chỗ vua Charlie gì đó, nhiều lúc nó cũng nghi nghi mấy người đó là người thành tinh không. Thì những cái người Illuminati, mấy người giàu của Trinh Ca Tiền Federal đó, họ là mấy ở bên đó qua không. Trời, nhiều máy quay tại vì nãy không có máy quay cái mình không khớp, mình nói chuyện hay hay cái nhiều máy quay quá cái khớp không dám nói chuyện. Năm cái luôn hả? Năm cái luôn. Cái trái đất này á, là một trong những đề dân kìa, là một cái hành tinh mới nhất của trong cái vũ trụ. Mấy gì nói mà đò mình nó là trẻ nhất, nhưng mà nếu tính ra nó cũng đã mấy trăm nghìn năm rồi đó. Tỷ rưỡi năm á, mà mấy vị nói không, cái trái đất này nó còn mới lắm. Fresh new. Nó còn new mà đã là 1 tỷ mấy năm rồi đó. Bởi vì cái thời gian á mình cứ nghĩ là lâu, nhưng mà thật sự trên kia không có tính lâu. Bởi vì bữa giờ mấy vị nói ngày đi rời khỏi thiên đình có 3 ngày. Hả? Nếu tính ra tới ngày hôm nay có 3 ngày. Dù vẫn là so với mình là đâu có bao nhiêu, mà đã tái sanh khắp trong cái dãy ngân hà biết bao nhiêu thành tinh rồi, là mấy trăm nghìn năm rồi, mấy nghìn kiếp luôn. Còn nếu mình so lại với thời của Châu Văn Dương xưa là nói với lịch sử là mấy nghìn năm, ở trên kia nó chỉ là một cái vài cơn gió thoảng thôi. Nãy giờ biết như gió thoảng rồi đúng không, sáng giờ là đã qua mấy nghìn năm từ thời cưỡi ngựa cầm kiếm mà hôm nay mặc quần jean chỗ này là không có lạ gì hết. Thường mỗi cái đó là mỗi một kiếp một cái bài học khác, hay là tại vì mình học mình chưa có tới là mình cứ tại vì nhân loại học chậm quá, thì cho nên mỗi một cái giai đoạn á nó giống như kia đồng hồ thu giải thích á, là phút giờ rồi tuần rồi tháng rồi ngày, thì nó theo cái ghi mà trong cái máy đồng hồ điện tử, không phải đồng điện tử nha, đồng hồ nó chạy vậy đó, thì cứ đúng một cái chu kỳ của nó là 5 năm 10 năm gì đó, thì ở trên nó mới cho một người siêu nhiên xuống đầu thai làm nhà bác học, giống như Einstein gì đó, cho mình một cái thách nhau gì chút chút thôi, lẹ quá mình chạy thì không có kịp. Rồi lâu lâu á cho thằng Steve Jobs cho mình cái thách gì, lâu lâu cái hôm nay mình sắp qua thời thượng quân cho thằng Elon Musk xuống, nó cho chút solar xuống để mốt mình không có chạy bằng xăng nữa đúng không, chứ hồi xưa ai đâu mà tưởng tượng được xe mà chạy không cần xăng. Trời, đã hồi xưa đâu có ai bao giờ nói là cái điện thoại này vừa thấy mặt bạn của mình nửa dòng trái đất gia đình mình FaceTime á, đâu ai tưởng tượng được. Nếu mà thời xưa mà hiện giờ nó đừng nói thời xưa, con đem điện thoại này con đem vô những cái bộ lạc mà quê mùa á, họ quảng hồn á, họ nói mình người thành tinh á. Thì cứ mỗi một cái chu kỳ, mỗi cái giai đoạn ở trên cho một người siêu nhiên xuống. Thời nay á, tại sao mình thường nói trên mạng là Phật Thánh Tiên vô nước Việt Nam nhiều, tức là những cái trí chất xám trên thiên đình xuống đây nhiều lắm, để mà thành lập là một cái xã hội tan nát như hiện giờ của nước Việt. Mà tại sao thầy thành cường quốc thì mới gọi là có màu nhiễm, thì sau này người ta mới tin đạo thiên tâm, sau này người ta mới theo nhiều, là vì cái trí tuệ của thế gian không bao giờ những người
ở trên xuống suốt thế gian. Đó là tại sao Đức Thầy xuất hiện, Sư Phụ xuất hiện làm người Việt. Rồi bao nhiêu những vị hộ pháp, tiên thánh đều đầu thai làm người Việt ở bệnh đầy luôn á. Mà biết mình là nhân tài, nhưng mà nhân tài là cũng do cái thần hồn của ở trên xuống, đầu thai xuống. Chứ không phải là nhân tài mà từ nước Việt mà sanh ra. Nước Việt sanh ra gần toàn là lâu nay nha, ăn với nhậu không. Nhưng mà trong đó lẫn lộn có mấy ngàn đứa nhỏ là ở cõi trời xuống, cũng đầu thai làm đứa này đứa kia, con ông cháu cha này nọ, lẫn lộn đủ hết. Thường sư phụ coi cốt của con, coi mấy ông, mấy thằng con của mấy ông bự á, cốt gì á dù biết hết. Ví dụ như con của ông Dũng, con của ông Phúc, con của ông Trọng, mấy này ở đâu tới này nói sư phụ biết hết. Người làm được chuyện gì sư phụ biết luôn. Bắt đầu lạnh này đó, mới đây xuống lạnh lẹ ta. Ok rồi thôi tắt đi để mặc áo lạnh. Ồ vậy qua đó nè hả, để lấy cái áo đi chắc ăn. Okay.